bộ truyện người đàn ông bước ra từ ngọn lửa tác giả nhĩ đông thọ tử thể loại ngôn tình sủng chương một nhất thiết ân ái hội vô thường nàng đắc cửu sinh thế đa quý cụ mệnh nguy vu thần lộ do ái cố sinh ưu do ái cố sinh phố nhược ly vu ái giả vô ưu diệt vô phố kim cương kinh dịch nghĩa mọi ân ái đời này đều vô thường chống phai cõi thế nhiều khổ não đời người như sương mai do ái sinh sợ hãi do ái sinh ưu phiền kẻ nào lì chữ ái tâm mới được an nhiên kim cương kinh trời gần sáng nam sơ choàng tỉnh từ trong giấc mộng mồ hôi lạnh đổ khắp người trong nhà không mở đèn rèm bao phủ kín mít xung quanh tối âm cô chống người ngồi tựa vào đầu giường đưa tay tìm điếu thuốc và bật lửa trên đầu giường một tiếng xì trong bóng tối sáng lên ngọn lửa tắt rất nhanh khói thuốc lan tỏa khắp phòng đốm lửa nhỏ nơi đầu ngón tay chợt sáng chợt tắt nam sơ hút thuốc hít mắt đang suy tư được một lúc cô mò điện thoại di động ở trên đầu giường thật nhanh ấn xuống mấy chữ tao lại mơ thấy anh ta bốn giờ rưỡi sáng bên kia trả lời rất nhanh mơ thấy anh ta làm cái gì đấy ân ái nam sơ nhắn lại chớ suy nghĩ quá nhiều mày chỉ là phát xuân cần một người đàn ông nam sơ bình tĩnh xem hết nhìn điện thoại mắng một câu em gái ngươi ném di động sang một bên dựa vào đầu giường nhắm mắt lại bắt đầu nhớ lại cảnh tượng trong mộng người đàn ông khỏa thân, làn da màu đồng, bắp thịt căng phồng, đường cong lưu loát, rắn chắc, mái tóc ngắn rất đen, còn có đôi mắt sâu lắng nhìn như không để lại dấu vết. 6 giờ 10 phút, người đại diện thẩm quan tông mang theo trợ lý đi vào, đứng lên trang điểm. Nằm sơ xuống giường, không lưng tiền dép, thẩm quan tông đã tới cho cô một chiếc, nói, hôm nay phải vào tổ, đợi lát nữa để cho tay cố thu dọn đồ đạc giùm cô. Trong lúc nói chuyện, anh ta đẩy một cô gái nhỏ đến trước mặt cô. Nam Sơ vừa mang giày vừa hé mắt quan sát, khuôn mặt hờ hững, lười biếng nói, "Mới tới, ban đầu Nam Sơ là người mẫu, đầu năm bị dính scandal, danh tiếng cũng giảm xuống, trợ lý bên cạnh đã đổi ba bốn người rồi, không biết là do mấy trợ lý trước không hợp bác tự với Nam Sơ, hay do Nam Sơ là người khó ở chung nữa." Trợ lý thực tập Kim chuyên gia mếch phúc, ba tháng này thẩm quan tông chuyện gì cũng không làm, chỉ lo tìm trợ lý chiếu cố cho cô, nhắc tới chuyện này liền tức giận trận trắng cặp mắt nhỏ cảnh cáo, làm phiền cô cố gắng chung sống hòa thuận với người ta, được không? Trợ lý kim chuyên gia mới rút, dù sao đi chỗ nào cũng không dễ dàng tìm ra công việc như vậy. Nam sơ nhún vai, nhìn chầm chầm cô gái nhỏ một lát, tóc cắt mái ngang, trông giống một đứa con nít mặc một chiếc áo đơn và váy ngắn, thân thiết hỏi, em bao nhiêu tuổi rồi? 21, tên gì? Tây Cố. Cô gái nhỏ đáp lại từng cái một. Nam sơ nhíu mày, có bạn trai chưa? tay cố sững sờ không ngờ cô trực tiếp như vậy còn không có dáng dấp thật là nhỏ cô gái nhỏ còn rất hướng nội khen một cái liền đỏ mặt nam sơ nhéo mặt của cô bé đi đi tay cố không chịu được đùa giỡn đỏ mặt chạy đi thẩm quan tông nói chuyện điện thoại xong xoay người lại nhìn thấy một màn này cho là nam sơ đang làm chuyện xấu gì đó rống cổ lên nói đây chính là hàng tổng tự mình tìm cho cô người ta mà tức giận chạy mất ông đây cũng mặc kệ cô nam sơ buông tay anh khẩn trương cái gì tôi cũng sẽ không ăn thịt em ấy tay cố đang giúp nam sơ sắp xếp hành lý nghe vậy vội quay đầu lại nói anh tông chị nam sơ rất tốt nam sơ nháy mắt với cô ấy mấy cái cô gái nhỏ thật không chịu nổi đùa giỡn không dám nhìn nam sơ nữa người khác tôi mặc kệ tôi chỉ van cô đừng tức giận với hàng tổng thật sự mà chọc tới anh ta cô bị đóng băng cô còn có thể lăn lộn trong giới này hay không hả nam sơ tô son xong ném vào trong túi sách trang điểm, soi gương, chải tóc hai cái nói, được rồi, hai chữ dứt khoát rõ ràng, thế nhưng thẩm quan tông nghe vào lại thấy trong lòng hoảng sợ. Trước khi ra cửa, tay cố sách theo vali, nam sơ chợt nói, chờ một chút. Nói xong cũng quay trở về phòng, từ tủ đầu giường rút một bọc đồ ra ngoài, kêu tay cố mở vali ra, nhét đồ vào, tay cố cầm hộp áo mưa, bơ cờ sờ, nhất thời không biết nhét vào đâu, liền nghe trên đỉnh đầu một câu nhét bên cạnh Gary này. Gary, Griffith nhân vật chính phim hoạt hình, Gianfan lê dần, tay cố đỏ mặt làm theo, rất nhanh sau đó đóng vali lại. Lúc này Nam Sơ mới hài lòng nói, lên đường. Sau khi lên xe, Nam Sơ giải thích với tay cố, nếu như một người kéo em vào trong bụi có mạnh mẽ cưỡng gian, dưới tình huống em chạy không thoát, nên làm cái gì? Đưa một cái áo mưa, bơ cơ sơ, cho anh ta, an toàn là trên hết, tay cố, vào tổ được ba ngày, diễn viên không tới đủ, nhưng tây cố đều biết đến đây là một đoàn làm phim tương đối không chuyên nghiệp nhân viên hiện trường luôn luôn cầm nhầm đạo cụ nhiếp ảnh gia thì tay lúc nào cũng run rẩy diễn viên thường xuyên không nhớ được lời kịch đạo diễn luôn kêu cắt trừ đạo diễn còn lại diễn viên đều là người mới cho nên kết hợp với nhau khó tránh khỏi so với đoàn làm phim khác làm lâu hơn một chút ba ngày sau trong lòng đạo diễn buồn bực không yên ngồi trong phòng nhiếp ảnh hút thuốc nam sơ diễn vai nữ số hai lời kịch không nhiều lắm không đùa dẫn chỉ ngồi yên ở bên cạnh đọc sách, tay cố tiếp xúc một thời gian thì phát hiện thật ra Nam Sơ cũng không khó ở chung, cô chỉ là có chút lười đi xã giao quan hệ mà thôi. Trong tổ gần như đều là người mới, mọi người vội vàng chào hỏi lẫn nhau, lưu uy chát thêm micro lâu Nam Sơ bình tĩnh nhất, đọc sách và chơi game. Đạo diễn nhìn tới nhìn lui vẫn cảm thấy cô gái này là thuận mắt và hài lòng nhất, quay phim không kéo dài, nhập vai cũng nhanh, khi nhàn rỗi không có chuyện gì sẽ xem sách tu thân dưỡng tính dạo này, cô gái có tính cách điềm đạm như vậy cũng không còn nhiều. Nam Sơ đọc rất nhiều loại sách, cái gì cũng có. Một ngày, đạo diễn nhìn thấy Nam Sơ đang xem The Decamen của Giovanni Boccaccio, thích tiểu thuyết của Boccaccio. Đạo diễn là một người nghiêm túc, chỉnh chạc. Nam Sơ nhìn đạo diễn, ngón trỏ đặt lên góc trang sách, sau đó lại lật một tờ, rất đẹp, đúng, tiểu thuyết của Boccaccio miêu tả rất nhân văn, cũng giống như trong chương chính, chuyện cũ này, đạo diễn nói liên tục, cũng là một người có ý tưởng, phân tích hết sức thấu đáo. Nam Sơ nghe xong nói, tôi thấy mình thật thiển cận, hả, chủ yếu xem đùa giỡn trên giường. Đạo diễn yên lặng đứng lên, nét mặt kia giống như trước mắt có một chiếc xe lửa Thomas nhỏ lái qua, xe lửa đồ chơi, Thomas Ferenc, một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ nhỏ, tay cố thỉnh thoảng sẽ nghe người ta nói xấu về Nam Sơ, cô ta không có cha. 18 tuổi scandal với bạn trai bay đầy trời, rất rối loạn ngày đó tôi còn nhìn thấy cô ta đang thảo luận sách vàng với đạo diễn mà những người vừa nói những thứ này quay đầu lại liền lộ ra khuôn mặt tươi cười với nam sơ giống như diễn trò đạo diễn vừa hô cắt vẻ mặt lập tức đã thu lại tay cố không ngờ những người này có thể vận dụng kỹ thuật diễn vào trong cuộc sống một cách tự nhiên như thế nam sơ ngược lại không giống vậy cô chưa bao giờ nói xấu người khác thảo luận lung tung bừa bãi đối với thế giới lạnh lùng giống như thế giới đối với cô hôm nay ngay dưới bóng cây, Nam Sơ trò chuyện với Tây Cố, trò chuyện được một nửa, thì Thẩm Quan Tông tìm tới, Tiểu Tây, em đi qua giúp mấy nữ diễn viên kia trang điểm lại đi. Tây Cố phản xạ có điều kiện, không muốn. Thẩm Quan Tông khàn giọng, nhíu mày chống nạnh, tạo phản. Tây Cố liếc nhìn mấy nữ nhân diễn viên bên kia, cúi đầu xuống, không nói lời nào. Nam Sơ sờ sờ đầu của cô, làm sao vậy? Họ mắng em hả? Không có, vậy cũng đừng tùy hứng bướng bỉnh qua đó giúp các cô ấy trang điểm lại đi. Tây cố không chịu, không phải trong tổ có chuyên gia mết úp sao? Nam Sơ, em giúp họ một chút đi. Tây cố bất đắc dĩ đứng lên, Nam Sơ lại vuốt vuốt tóc của cô, nghe lời. Mười phút sau, Tây cố trang điểm xong trở lại. Nói đi, làm sao mà họ đắc tội với em? Nam Sơ bưng cà phê uống, Tây cố ngồi xuống bên cạnh cô, họ nói xấu sau lưng chị. Cà phê thiếu chút nữa phun ra, Nam Sơ đưa tay sờ sờ cái ót của cô, cười, Cô gái nhỏ còn rất trượng nghĩa, chị không quan tâm sao? Cô không để ý lắm, tại sao phải quan tâm? Lòng người không giống nhau, cũng như khuôn mặt vậy. Nam Sơ là thật không quan tâm, ánh mắt đều là lạnh lùng, Tây Cố cảm thấy ngay cả ánh mặt trời sau lưng cũng trở nên lạnh nhạt. Chuyện trên thế giới này, trừ sống chết, thứ nào không phải việc vớ vẩn. Tây Cố, nếu em ngăn không nổi miệng người khác, vậy thì hãy che lỗ tai của em lại. Lúc gần tối, Nam Sơ và một nữ nhân diễn viên cùng công ty vốn đóng vai nữ số ba nghiêm đại, dị ứng, trên mặt nổi đầy những nốt sưng đỏ to như hạt đậu, khóc lóc kể lễ với đạo diễn, mấy ngày nay đạo diễn bởi vì vấn đề tiến độ quay phim, vốn trong lòng cảm thấy rất phiền muộn, bây giờ lại thấy phải ngưng diễn, đương nhiên nói không ra được lời gì tốt, ăn cái gì bậy bạ để dị ứng vậy hả? Muốn làm diễn viên còn không tự giác như thế, nghiêm đại khóc, tôi chưa ăn gì cả, đạo diễn tức giận, vậy cô làm cái gì? Làm sao lại trở nên như vậy? người khác đều không như vậy nghiêm đại mím miệng cảm thấy tuổi thân nói buổi chiều tôi để cho trợ lý của nam sơ trang điểm lại cho tôi mà thôi cái khác đều không làm nam sơ nhìn tay cố người sau khoanh tay vô tội ban đêm khuôn mặt của nghiêm đại càng ngày càng sưng to cả đêm nam sơ và thẩm quan tông đưa cô ta vào bệnh viện sau khi bác sĩ chẩn đoán bệnh kết luận là gì ứng với bụi cô bôi cái gì nghiêm đại oa một tiếng liền khóc bác sĩ nhíu nhíu mày bôi thuốc mấy ngày là khỏe khóc cái gì nghiêm đại ngừng khóc hỏi hai lần thật nói nhảm bác sĩ liếc mắt xem thường thẩm quan tông kéo tay cố ra ngoài hành lang em bôi cái gì cho cô ta vậy thật không có thúi lắm thẩm quan tông chống nạnh trừng mắt tay phải hung hăng chỉ cô hai cái có phải em không muốn làm nữa hay không tay cố nóng nảy nước mắt lưng tròng tôi thật sự chưa bôi cho cô ta cái gì hết anh bảo tôi trang điểm lại cho cô ta tôi trang điểm lại ai biết cô ta có gì ứng với mỹ phẩm hay không chứ? Vừa dứt lời, bị người kéo đến bên cạnh, nằm sơ dựa vào tường, đôi mắt lạnh nhạt nhìn tay cố, lời nói vô cùng kiên định nói với thẩm quan tông. Anh đừng có xảy ra chuyện một cái thì tìm người gánh trách nhiệm, tôi tin tưởng em ấy. Tay cố bị nam sơ kéo đến bên cạnh, tầm mắt trước mắt trống trải, cuối hành lang một bóng người đứng thẳng. Người nọ mặc thường phục quân đội, cao lớn mà mạnh mẽ, như một gốc cây thanh tùng, ngọc thụ lâm phong cả người anh ẩn trong bóng tối, khói mù lượn lờ, đang dựa vào tường hút thuốc. Một cơn gió thổi qua, khói thuốc tản đi khắp nơi, bay tới nơi này. Bên này thẩm quan tông phát điên, một người hai người là muốn tạo phản. Tây cố vẫn còn nhỏ giọng giải thích, anh tông, thật không phải là tôi, không tin, anh có thể để cho bọn họ kiểm tra túi trang điểm của tôi. Tầm mắt nam sơ cố định, cuối hành lang, một điếu thuốc đã tắt, người nọ lại cầm ra một điếu từ trong túi quần, cúi đầu châm lửa, trong bóng tối, ánh sáng trong chớp mắt liền tắt chỉ còn lại đống lửa nhỏ lóe lên trong bóng tối anh dựa vào tường phun ra khói thuốc cúi đầu nghịch cái bật lửa trong tay tựa như bọn họ thẩm quan tông và tay cố đều mơ hồ mặc dù biết cô gái nhỏ này sẽ không to gan như vậy nhưng ít nhiều gì cũng cảm thấy nên nói nghiêm đại một lời xin lỗi vì vậy lôi tay cố đi vào nam sơ chờ một lát tại cửa ra vào người nọ dường như cũng đứng im mất hết kiên nhẫn vừa mới xoay người thì nghe thấy sau lưng một câu đội trưởng lâm nam sơ quay đầu lại hành lang trống rỗng truyền đến một trận tiếng động của giày cao gót nữ bác sĩ mặc áo khoác trắng bước nhỏ chạy tới bên cạnh người đàn ông cao hơn cô ta một cái đầu ngước đầu giọng nói dịu dàng chờ lâu lắm rồi chứ cuối cùng người nọ cũng đứng dậy từ trong bóng tối đi ra một khuôn mặt anh tuấn khí khái liền lộ ra trên sàn nhà bóng người bị kéo dài thật dài khuôn mặt anh gậy tóc ngắn gọn gàng lông mày rậm đuôi mắt hơi cong mũi cao một thân quân trang làm nổi bật lên cơ thể săn chắc bên dưới. Anh không để ý lúc nói chuyện vui đùa với người khác thì khóe mắt hơi nhíu, lộ vẻ không câu nệ, ai cũng đoán không ra trong lòng anh đang suy nghĩ gì. Có vô lại, có chính khí, không chút nào không mâu thuẫn. Lâm lục kêu bóp tắt điếu thuốc, cúi đầu ném vào thùng rác bên cạnh, đút tay vào trong túi quần, vừa tới không lâu. Hành lang u tối, bao bọc giọng nói càng thêm cát lạnh. Sao lại mặc bộ này vậy? Mới vừa đi học. Nữ bác sĩ cười, có lẽ anh mặc bộ này càng tốt hơn, đi thôi, tôi mang anh tới. Tiếng bước chân của hai người dần dần đi xa. Nam Sơ ngồi chồm hổm trên mặt đất, châm điếu thuốc, mở miệng hút vào, ngước đầu, từ từ nhả ra vòng khói, nhìn khói thuốc màu trắng xanh tỏa ra khắp nơi, nghĩ, thời gian trôi qua thật nhanh nha, nhanh như vậy mà đã năm năm rồi. Nam Sơ hút thuốc xong trở lại văn phòng, đã xác định là dị ứng mỹ phẩm, nghiêm đại giơ tay lên, lấy đầu ngón tay đâm tay cố, tức giận kêu lên, cô phải bồi thường. Vài ngày nữa tôi cũng không có cách nào để diễn được, ngộ nhỡ đạo diễn trừ tiền công của tôi thì làm sao bây giờ? Mặc dù thẩm quan tông không thích nghiêm đại, nhưng trên mặt vẫn như cũ không biến sắc, mỉm cười hòa giải, tiểu đại, chúng ta đều làm cùng một công ty. Âm ý khó nhìn như vậy đây không phải là làm cho người ta chế giễu sao? Nghiêm đại dậm chân một cái, biểu môi, anh tông. Nhưng mặt của tôi, nói được một nửa, ánh mắt liếc về phía nam sơ mới tiến vào, người sau rảnh rang dựa vào khung cửa nhìn cô, nhất thời giọng nói bị nghẹn lại, nuốt vào. Nửa câu sau còn chưa kịp nói đành nuốt trở về. Không hiểu sao, nghiêm đại có chút sợ nam sơ, lại có chút ghen tị với cô, loại cảm xúc phức tạp đó ngay cả chính cô đều nói không rõ ràng lắm. Năm trước nam sơ mới vào công ty, so với cô trễ hơn một năm, đều là nghệ sĩ nhỏ mới 18 tuổi, nhưng nam sơ có một người mẹ là ảnh hậu. Mặc dù nghe nói mẹ con các cô quan hệ rất xấu, nhưng dù sao cũng tốt hơn bọn họ không có những thứ này. Lúc năm sơ sáu tuổi đi theo mẹ là năm Nguyệt Như quay quảng cáo, chụp ảnh, ngôi sao nhỏ tuổi ra mắt. 16-17 tuổi nhận mấy bộ phim điện ảnh, nổi tiếng thấy rõ. Nữ diễn viên trong tổ thỉnh thoảng sẽ thảo luận bát quái về Nam Sơ, nghiêm đại ghen ghét Nam Sơ đã lâu, không nhịn được sẽ thêm mắm dặm muối vào. Nhưng mỗi lần nhìn thấy thái độ không thèm để ý và bộ dạng nhẹ nhàng của Nam Sơ đi qua bên cạnh mình, trong lòng vừa nóng vừa giận là một người phụ nữ, cô sao có thể không thèm để ý danh tiếng của mình như vậy, quả nhiên giống với mẹ cô ta, vừa lẳng lơ vừa phóng túng, thật ra thì danh tiếng của Nam Nguyệt như không tính là kém, chỉ là năm 26 tuổi năm đó vắng bóng một năm, sinh hạ Nam Sơ, đến nay vẫn chưa công bố cha của Nam Sơ là ai. Năm đó, bác quái tạp chí liệt kê toàn bộ những nam diễn viên có khả năng là cha của Nam Sơ, kết quả trong vòng vài năm, hoặc là tuyên bố giải nghệ, hoặc là kết hôn sinh con cho đến ngày nay, chuyện này vẫn là một trong mười câu đố bí ẩn chưa có lời đáp của làng giải trí. Nam Sơ tựa vào trên cửa, rất lạnh nhạt liếc nghiêm đại một cái, nghiêm đại liền sợ hãi, vứt bỏ mặt mũi biểu môi bất đắc dĩ nói, các người nói với đạo diễn đi, tôi không đi đâu. Nam Sơ mỉm cười, được, trở lại trong tổ, Nam Sơ xin nghĩ giúp nghiêm đại, phần diễn của cô ấy cũng trì hoãn đến ba ngày sau, đạo diễn có chút bất mãn mắng xéo một câu, chỉ có cô là nhiều chuyện nhất. Hai ngày sau, lời này lại truyền đến lỗ tai của nghiêm đại, qua miệng nhiều người, liền thay đổi ý nghĩa, không biết làm sao lại biến thành, gương mặt của nghiêm đại bị dị ứng, không cách nào quay phim, trì hoãn tiến độ, đạo diễn dưới cơn nóng giận đã xóa phần diễn của nghiêm đại, cho nam sơ thêm đất diễn, còn nhục mạ nghiêm đại chỉ là một diễn viên nhỏ, hơn nữa, nghe nói chuyện này chính là do trợ lý của nam sơ làm, ở trong mắt mọi người, vì đạo diễn thành thục. Chỉnh chạc nhất định là bị nam sơ tên tiểu yêu tinh này che mờ hai mắt rồi mới có thể trong cơn tức giận nói ra những lời đó. Dù sao cũng là nữ nghệ sĩ dám công khai thảo luận sách vàng với đạo diễn, còn có chuyện không biết xấu hổ nào mà không làm được cơ chứ. Vì vậy, Nam Sơ trở thành cái gai để cho mọi người chỉ trích. Nghe chuyện này, thẩm quan tông tức điên lên, từng sợi tóc một dựng thẳng lên, thiếu chút nữa là bóp chết tay cố, Nam Sơ kéo cô gái nhỏ qua, bình tĩnh lật sách, thật phiền chết đi được, em sách hành lý đi. Người tay cố tuy nhỏ, nhưng sức lực lại vô cùng lớn, một người xách vài chiếc vali vẫn không thở dốc, thẩm quan tông buông cổ áo tay cố ra, im lặng làm một động tác cắt cổ, tay cố vội che mắt. Nam sơ sờ sờ đầu của cô gái nhỏ, lên tiếng cảnh cáo, thẩm kính băng, cô cứ che chở em ấy đi, cô che chở em ấy mấy ngày nữa sẽ lan truyền tin cô đồng tính luyến ái luôn. Thẩm quan tông tức giận rời đi, tay cố nhìn Nam sơ, phát hiện cô lại tiếp tục cúi đầu lật sách, cô không nhìn được tiếng tới, chị đang xem cái gì vậy? nam sơ dựng thẳng sách lên đặt ở trên đùi cho cô nhìn trang bìa kim 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 bình mai ừ tay cố nhìn cô vẻ mặt điềm tĩnh lạnh nhạt tự nhiên giống như có một bức bình phong ngăn cách với thế giới bên ngoài sao cô có thể xem sách cấm một cách thú vị như vậy ngày thứ tư nam nhị hào người đoạt giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất năm ngoái và nhiễm đông dương cũng là bạn trai tin đồn của nghiêm đại vào tổ rốt cuộc diễn viên đều đã đến đông đủ nghiêm đại quay xong cảnh diễn cuối vào ban đêm Lúc đi ra phòng quay phim, nhìn thấy dưới lều vải có ngồi hai bóng lưng đang ngồi song song với nhau, nhiễm đông dương khẽ dựa trên ghế hỏi, cuộc sống lúc này thế nào? Nam sơ cúi đầu nhìn kịch bản, giọng nói lạnh nhạt, rất tốt, ăn được ngủ được. Mấy năm trước đây hai người từng hợp tác chung một bộ phim, nhiễm đông dương nghiêng người tới trước, đưa tay ra sờ đầu Nam sơ, bị cô bình tĩnh tránh thoát, tay dừng tại giữa không trung, lúng túng cười cười, em làm sao vậy, giống như biến thành người khác vậy. Nam sơ không ngẩng đầu, nhếch môi cười lạnh, những đông dương kéo cái ghế, dựa vào bên người cô nói, mặc dù khi đó em không thích nói chuyện, nhưng mà ít nhất em cũng dịu dàng, thế nào, mấy năm không gặp, tiểu mân côi mọc gai rồi hả? Nam Sơ không để ý đến anh, vỗ kịch bản lên bàn, cầm bút khoanh tròn một đoạn, không mặn không lạc nói, đoạn này sau khi anh đi tôi lại tới kéo anh, cảm xúc có thể thoát ra ngoài một chút, những đông dương cầm gối lót sau đầu, nằm dựa vào ghế, em nha, chính là tính cách quá thúi không có chút nào đáng yêu. Nam Sơ ngẩng đầu, lạnh nhạt liếc nhìn anh một cái, ánh mắt liếc về phía dưới cây hòe và cách đó vài mét có ẩn núp một bóng dáng lén la lén lút. Nhiễm Đông Dương thu lại nụ cười, ngồi thẳng, tay chống trên bàn, em đừng nhìn anh như vậy, năm đó. Nam Sơ chợt cười với anh một tiếng, xoa tay ra, ngón tay mảnh khảnh, trắng nõn. Mùa hè chìm vào đêm đen, công việc quay phim dần dần kết thúc, ánh trăng chiếu xuống ánh sáng trắng nhạt, nước da Nam Sơ hiện ra màu trắng, cả người giống như đang phát sáng. Trong lòng nhiễm đông dương phức tạp khó nhìn, nhưng giống như bị ma xui quỷ khiến mà tiến tới. Ai ngờ, một giây kế tiếp, bóp, một tiếng vang thật lớn, cái óc bị người khống chế, nền mạnh xuống góc bàn. Đơ cơ lơ mơ ngẩng đầu lên lần nữa thì tráng sưng lên một cục, giống như sừng trâu. Nhiễm đông dương bị đau mở miệng trách móc, nam sơ đã thu đồ đứng lên, ông kịch bản vào trong ngực, một bộ váy dài màu đen càng làm hiện rõ dáng người xinh đẹp của cô. cúi đầu chào anh lạnh lùng giống như một con thiên nga đen cao quý. Cô cúi người xuống, ưu thế người đàn ông lúc nào cũng hiện rõ trong đêm tối, nhưng đêm tối lại che phủ người con gái trước mắt này càng thêm đáng sợ. nằm sơ mảnh mai, bộ xương nhỏ, đôi mắt dài nhỏ, chân mày dịu dàng, đôi môi mỏng đơn thuần, rất ít khi tức giận, gần như không có gì có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Nhưng khi cô thật sự nổi giận, cả người liền thay đổi trở nên bén nhọn, giống như hiện tại, đôi chân mày nhăn lại càng thêm nổi bật nếu anh còn nhắc lại chuyện năm đó, tôi sẽ khiến anh hối hận vì đã quen biết tôi. Trở lại khách sạn, Nam sơ tắm xong cuốn khăn tắm ra ngoài, điện thoại trên giường rung một cái. Trên màn hình hiện lên một tin nhắn, cô liếc nhìn, tháo khăn tắm ra, thiếu nữ trắng nõn hoàn toàn bại lộ, tấm gương lớn phản chiếu dáng người xinh đẹp của cô. Thiếu nữ ở đây theo mình hiểu là khuôn ngực đó nha mấy bạn. Nam sơ có làn da trắng, cánh tay nhỏ, một đôi chân cân xứng thẳng tắp, da thịt mềm mại, mịn màng, ống ánh, săn chắc, giống như trong thơ miêu tả, tuyết ngực loan trong kính, kỳ cây phượng trước lầu, tạm dịch, trong gương loan, khung ngực nữ tử trắng trông như tuyết, nữ tử duyên dáng yêu kiều như cây ngọc trước lầu phượng. Thay một chiếc quần dài đậm màu, Nam Sơ cầm điện thoại di động lên, trượt màn hình, một tin nhắn hiện lên, đến từ một người tên là Lâm Khải. Lâm Khải là một nhà viô lông thiên tài mà Nam Sơ gặp khi đi học ở Milan, 19 tuổi. Thứ bảy tôi có một buổi diễn tấu viô lông, nhất định phải tới chỉ chốc lát sau lại gửi một tin nhắn tới nữa nhất định phải tới ngày mai tôi sẽ kêu người mang vé tới cho cô nam sơ nhắn lại tối hãy đến trưa ngày hôm sau nam sơ mới vừa quay xong ngồi ở trong lều vừa giơ cây quạt điện nhỏ quạt cho mát vừa mở bản kinh phật ra đọc thẩm quan tông vừa thấy cô như vậy liền nổi giận mang theo khí thế như trẻ con đi qua khởi binh vấn tội đầu của nhiễm đông dương có phải là kiệt tác của cô hay không nam sơ thoải mái thừa nhận thẩm quan tông biết ngay là như vậy mà, tức giận đến mức lỗ mũi hướng lên trời, nếu cô thật sự không thích nhìn thấy anh ta thì cũng nên nhìn một chút có được hay không. Nam Sơ lắc đầu, anh ta nói chuyện cật nhã với tôi, nhìn không được, ha, chuyện khác cô có thể nhìn, tại sao chuyện như vậy lại không nhìn được, thẩm quan tông vặn cánh tay, trợn trừng mắt, hung hăng chỉ vào cô, trước mắt, chuyện này tôi sẽ che giấu cho cô, đừng tiếp tục gây rắc rối cho tôi nữa. Cho dù biết mình bị bôi đen cũng đừng sinh sự, quả thật. Lúc Nam Sơ 15, 16 tuổi có đóng một bộ phim, hành động vẽ vang này đã bị người ta bôi đen nhiều năm, cộng thêm trước đó quản lý đoàn phim năng lực quan hệ xã hội yếu lại vướng vào scandal yêu ngôi sao, Nam Sơ một đường đi đến bây giờ cũng không dễ dàng. Trang Microbon không tìm thấy một cái bình luận nào có thể xem được, thẩm quan tông liền cho đóng cửa trang bình luận Microbon của cô. Vì vậy các nhóm anti-fan lại tiếp tục mắng chửi ở nhiều nơi trên microbong mà người đại diện thẩm quan tông mở ra nam sơ cút ra khỏi làng giải trí nam sơ là một con điếm thúi bị người ta làm cho nát hàng cả nhà cô đều chết sạch có đôi khi thẩm quan tông nhìn nam sơ cũng cảm thấy cô thật đáng thương nhỏ như vậy đã phải làm việc còn chịu đựng nhiều như vậy nhưng rất ít khi nghe cô oán trách cái gì sắp xếp làm việc cho cô cô sẽ cố gắng hoàn thành không tranh công không khuất phục giải thưởng hơn nữa cô lại không hèn mọn có được phần kiêu ngạo độc nhất của chính mình cô không cúi đầu không khuất phục cuộc đời đạo diễn nói cô rất giống một con thiên nga đen cao quý lại độc lập chỉ là sau khi thẩm quan tông nghe nửa câu sau thì như từ trên trời rơi xuống đạo diễn bổ sung thêm một câu vẫn là thiên nga đen lên đường với chiếc xe lửa nhỏ thomas ánh mặt trời chụp lấy thân thể gầy nhỏ của cô thẩm quan tông thở dài ngồi xuống bên cạnh cô cúi đầu nhìn cuốn kinh thư trên tay cô ai phật tổ có nói cho cô biết chừng nào thì cô có thể thành công hay không nam sơ ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nói phàm là những thứ bên ngoài, đều là hư không, hư không cái rắm, thẩm quan tông liếc mắt xem thường, danh tiếng cũng thối đến nơi, còn có tâm tình xem cái này, cô dứt khoát xuất gia luôn đi. Nam sơ lật một trang sách, nghiêng mắt suy tư một chút, sau đó nói, ý kiến hay, không thể cứu nổi, thẩm quan tông lắc đầu rời đi, gần tối, tay cố mang theo một phong thư đi tới, Nam sơ, mới vừa có người đưa cái này tới cho cô. Nam sơ nhìn một cái, gật đầu, ừ, cảm ơn. Mặt trời hừng hực, ánh nắng mặt trời chiếu lên đỉnh đầu, tay cố rút một chiếc khăn giấy, vừa lau mồ hôi, vừa nói, là một anh chàng đẹp trai, mặc quân trang, dáng dấp cực kỳ đẹp trai, nhưng mà lại quá lạnh. Nói xong còn tượng trưng mà rung lên một cái. Nam Sơ đặt sách xuống, ngẩng đầu, quân trang, tay cố gật đầu, ừ, nhưng đẹp trai, em kêu anh ta đợi một lát, anh ta cũng không chịu chờ, liền xoay người rời đi. Bây giờ có còn ở đó không? Em mới vừa nhìn thấy anh ta đi đến căng tin, có lúc bỗng nhiên trong đầu sẽ nhảy ra một gương mặt, vì vậy cô biết rõ không thể nào, cũng sẽ không nhịn được nghĩ muốn đi kiểm chứng, mà sự thật chứng minh, thường thường giác quan thứ sáu của phụ nữ đều là chính xác đến 99%, quả nhiên, đợi cô đuổi kịp tới bên ngoài phòng quay phim, thấy một bóng lưng thẳng đứng quen thuộc, trong trí nhớ, người đó có đôi mắt đào hoa, đôi mắt nhếch lên giống như đang cười, một đôi mày rậm, nghiêm túc làm cho người ta sợ hãi. Mà đường nét trên cơ thể cường tráng dưới ánh mặt trời hiếm khi dịu dàng đường công trên người, lưu loát gọn gàng, một phần cũng không dư, một phần cũng không thiếu. Trong tay anh đang cầm một chai nước mới vừa uống xong, vặn nắp ở trên, tùy ý mở cửa kính xe xuống ném vào bên trong ghế sau xe, mới vừa kéo cửa bên ghế lái ra. Không biết lực đàn hồi từ đâu tới, toàn, một cái, cửa bị đóng lại. Người đàn ông theo thói quen cao mày, chân mày vặn thành hình chữ xuyên, không kiên nhẫn, ngấm ngầm chịu đựng, chỉ nghe phía sau truyền đến, lâm lục kêu, anh chạy cái gì? Tháng 7, giữa mùa hè, thời tiết nóng bức khó chịu, tiếng chim hót vang lên từ trong những tán cây, mặt trời chiếu thẳng xuống làm cho mặt đất nóng bỏng, bỗng nhiên có một trận gió nóng thổi đến, quả là làm cho người ta hít thở không thông. Một tay lâm lục kêu chống vào cửa xe, quay người lại, cô gái liền đứng sau lưng anh, da trắng dáng cao gầy, xinh đẹp, ánh mặt trời chiếu vào cô như làm cô tỏa sáng, anh chạy cái gì mà chạy, nằm sơ ngước mặt lên hỏi lại một lần nữa. Hai tay lâm lục kêu ông ngực, dựa vào cửa xe, chân mày anh nhíu thành hình chữ xuyên cho thấy rằng anh sắp không nhìn được nữa rồi. Liếc nhìn Nam Sơ, anh sờ được hộp thuốc lá trong túi quần, lấy ra một điếu, châm lửa rồi hỏi ngược lại, cô biết Lâm Khải. Nam Sơ gật đầu, anh phủi phủi tàn thuốc lá, tiếp tục hỏi, quen biết lúc nào vậy, ở Milan, anh lại hút một hơi, hầu kết khẽ động, ánh mắt hướng về phía cửa sổ thờ ơ nói, được rồi, đồ đã đưa đến nơi rồi, tôi đi đây. Nam Sơ đưa tay ra kéo anh lại cánh tay của người đàn ông cứng rắn có lực cô nắm chặt lấy mà cứ như là đang cầm một khối sắt vậy rắn chắc và còn mang theo hơi ấm trái tim cô khẽ động một cái lâm lục kêu rút tay về còn có việc gì sao đưa điện thoại của anh đây cho tôi nam sơ đưa một tay ra xuề tay ra lâm lục kêu cúi đầu liếc một cái bàn tay con gái trắng mịn màng từng đường chỉ tay hiện ra rõ ràng ngón tay nhỏ dài trông như bút măng mới nhú lên sau cơn mưa anh thu ánh mắt lại giọng nói vô cùng lạnh nhạt không có điện thoại, vậy khi nào thì anh nghỉ phép?" Nam Sơ cố chấp nhìn thẳng vào anh. Lâm Lục kêu dựa vào cửa xe hút thuốc lá, nghe thấy vậy, anh nâng mí mắt lên nhìn cô nửa giây, thở ra một hơi khói, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Gương mặt bỗng nhiên được phóng to ra, mày kiếm lộ ra khí chất tinh anh, đôi mắt sâu và đen, đôi môi gận lên thành một đường, tự tiếu phi tiếu, tự tiếu phi tiếu, cười mà như không cười, nhiều năm không gặp, khí thế lại càng bức người hơn rồi, kéo gần khoảng cách lại khí thế bức người đó lại dần hạ xuống, hơi thở của người đàn ông cứ quanh quẩn trước mặt, bỗng nhiên lại gần như vậy, thân mật như vậy. Nam Sơ lùi về sau một bước theo phản xạ có điều kiện. Lâm Lục Kiêu vẫn còn cúi người xuống, hai tay để trong túi quần. Cúi đầu cười một cái, ánh mắt đầy dẻo cợt, anh di chuyển tầm mắt, xoay người mở cửa xe, ngồi vào trong. Buổi chiều yên tĩnh, khởi động xe, bánh xe ma sát lên mặt đất, cứ thế vèo qua như một cơn gió. Ngay sau đó một chiếc xe quân dụng rời khỏi khu vực quay phim, nghênh ngang đi qua chỉ để lại một làn khói nóng. Lúc Nam Sơ quen Lâm Lục Kiêu, năm ấy cô mới 16 tuổi, lần đó Nam Nguyệt như phải lưu diễn khắp thế giới, trong nhà cũng chỉ có một mình cô, không biết được là đường dây ở chỗ nào đã hỏng, dẫn đến hỏa hoạn. Lúc cô tỉnh lại, xung quanh đều là lửa, mùi khói sực vào mũi, là Lâm Lục Kiêu đã cứu cô ra từ trận hỏa hoạn đó, chờ cho đến khi tỉnh lại thì cô phát hiện mình đã ở bệnh viện rồi lúc đó nam sơ vẫn chưa có công ty quản lý sau khi tỉnh lại đầu tiên cô phải gọi cho nam nguyệt như trải qua một kiếp nạn sinh tử mặc dù tình cảm giữa cô với mẹ không tốt lắm nhưng nam sơ vẫn muốn nghe giọng nói của mẹ một chút mẹ vừa nãy nhà mình bị cháy nhưng bây giờ con không sao rồi cô gái nhỏ nắm chặt lấy điện thoại rụt rè báo bình an chỉ sợ nói sai một câu sẽ làm cho mẹ lo lắng giọng nói của nam nguyệt như trong điện thoại không tỏ ra biểu cảm gì bị thương sao Nam Sơ cúi đầu nhìn chân của mình một chút, không ạ, à, chỉ là chân bị bỏng một chút, bác sĩ bảo có thể sẽ để lại sẹo, hỏi một chút xem da có thể tái tạo lại không, bây giờ mẹ đang bận, có thời gian sẽ gọi lại, lúc nào cũng như vậy, không nói đến ba câu, đã tắt máy rồi. Nam Sơ mất mát mà cúp điện thoại, rõ ràng cô biết rằng, Nam Nguyệt Như không thích cô lắm, tuổi thân bao nhiêu năm, giờ lại bộc phát, lúc y tá trưởng phát hiện ra Nam Sơ biến mất, lúc đó liền có người lao đến, mau mau mau. Gọi 119, trên sân thượng có một cô bé muốn tự sát, y tá trưởng bị dọa đến ngốc luôn, ai, người đó tay chân lúng cúng, chốc lát không nhớ ra cô gái đó tên là gì, chính là cái người bị phỏng rồi hôn mê vừa được đưa vào đó, lúc y tá trưởng gọi 119, cả tay bà đều run lên, lúc nam sơ được người ta cứu xuống từ sân thượng, cả người vẫn mờ mịt, vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Lâm Lục Kiêu, anh mặc bộ đồng phục màu tối của đội cứu hỏa, đội mũ bảo hiểm vẻ mặt cứng trắng lạnh lùng, lúc thấy Nam Sơ, biểu cảm của anh rõ ràng là rất ngạc nhiên, sao lại là cô? Lúc Nam Sơ cúp điện thoại, bỗng nhiên có ý muốn tự sát, nhưng lúc cô đứng ở bên mép sân thượng, tay chân cô bắt đầu rung lên, không dám nhúc nhích thêm chút nào, cứ như vậy đứng ngu ngơ nửa tiếng. Phiền thức cho anh rồi, Nam Sơ cúi đầu, bỗng chốc Lâm Lục Kiêu cũng hiểu được đây là một bước thang để xuống, anh khẽ nhếch khóe miệng, không cần khách khí, lúc trời đi, Nam Sơ chợt kéo anh lại. Lâm Lục Kiêu quay đầu lại, cô gái nhỏ có đôi mắt to tròn nhìn chầm chầm vào anh, khàn giọng nói, đội của các anh có chỗ ở cho người bị nạn không? Hoặc tôi về nhà anh cũng được, tôi đưa tiền cho anh. Cô cũng không biết mình lấy được dũng khí từ đâu mà nói với một người đàn ông xa là cái yêu cầu này, nhưng lúc ấy, cô cảm thấy trên người Lâm Lục Kiêu có một cảm giác an toàn, cô lưu luyến nó. Lâm Lục Kiêu chỉ cảm thấy cô nhóc này thật buồn cười, không biết ý thức được nguy hiểm, cố ý cười cười trêu đùa, tôi dẫn nhóc về nhà tôi, có dám không? Ai ngờ, cô gái nhỏ cũng dũng cảm ưỡn thẳng ngực, dám chứ? Các thành viên trong đội đều cười ầm lên, Lâm Lục Kiêu dần thu nụ cười lại. Mà năm ấy, Lâm Lục Kiêu 24 tuổi, là một người chăm sóc cho bản thân mình còn không xong. Thứ bảy, một chiếc xe thân dài màu xám bạc đi về hướng bắc phía ngoại ô, lấy hướng bắc làm hướng hành trình, đường đèo công công vọng vèo, vết bánh xe lưu lại ấn ký trên mặt đất. 8 giờ sáng, một người bước xuống từ trên xe, Bước dọc theo một trăm bậc đá ở sườn núi mà lên, đỉnh núi Cửu Mang, nơi tu hành của các Phật gia, ti nắng ban mai xuyên qua làng Sương Mù, nằm sơ trang điểm đơn giản, một cái áo sơ mi trắng và một chiếc quần đùi đen, đôi chân vừa dài vừa thẳng thật tinh tế, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xám, cô đi dọc theo đường núi quanh co, đi vào sâu trong núi, xuyên qua rừng trúc xanh biếc có thể nhìn thấy những mái công màu nâu đỏ mờ mờ, đi đến đầu đường là một tấm biển treo ngang ở trên cao trải qua mưa rơi gió thổi đã cũ đi nhiều rồi, trên đó là một đường viện bao quanh ba chữ lớn, Thanh Thiền Tự, núi Cửu Mang, chùa Thanh Thiền, cách biệt với thế giới bên ngoài, hợp để tĩnh tâm, đạo quan, Phật quan, gia dưỡng nhân duyên, duyên này, hay là mọi việc đều như vậy. Nằm sơ lấy ba nén nhang ở cửa, đi dọc theo những bậc thang, đi đến cái miếu nhỏ ở sân sau, xung quanh đều là những tiểu viện, một vị ni cô sách nước đi qua, nhẹ nhàng chào hỏi cô, giữa sân, một lư hương màu đen lớn sừng sững ở đó làn khói xanh mềm mại vòng quanh nói nam sơ thắp hương cầm lấy nén hương đi vào trong điện bên trong yên tĩnh không một bóng người đàn hương ở phía trước trước đàn có ba chiếc đệm cói ngẩng đầu lên chính là ánh mắt của phật tổ từ bi dân hương xong nam sơ mới đến bát nhã điện có một người đang ngồi trước bộ án nam sơ kính cẩn hành lễ chào hỏi bà người đang ngồi thiền mở mắt vẫy tay với nam sơ kéo cô ngồi xuống đệm cói xem khí sắc của con Dạo này hẳn là không tội nhỉ, trụ trì nói. Trong phòng nặng mùi đàn hương như muốn xông người ta, Nam sơn ngồi xếp bằng trên đệm, nói: "Tạm được ạ." À. Trụ trì tuổi cũng gần 60, mặt mũi hiền lành, bà nhìn cô: "Vẫn ngủ được chứ?" Nam Sơ gật đầu: "Khá hơn trước rồi ạ." À. Trụ trì mặc áo cà sa màu đậm, giấu bàn tay vào trong áo, bà nhắm mắt nói: "Có tâm sự sao?" Nam Sơ lắc đầu. Trụ trì dường như nhận ra điều gì đó, hai mắt vẫn nhắm như trước, nhẹ giọng nói: lần nào con tới tìm ta cũng là có tâm sự con đến trả sách dứt lời nam sơ đưa quyển sách trong tay ra phía trước trụ trì liếc mắt một cái không quan tâm lắm đến quyển sách hay là vì mấy người muốn làm hại con không phải ạ à. trụ trì nhắm mắt thở dài không lên tiếng nữa căn phòng yên tĩnh một hồi lâu trụ trì lại nói thế thì là vì đội trưởng lâm rồi ngược lại lúc này nam sơ lại kinh ngạc người vẫn nhớ anh ấy chỉ gặp một lần nếu có duyên thì sẽ nhớ được hai người đã từng đến thắp hương một lần đương nhiên lâm lục kiêu không tin những thứ này lúc ấy anh còn chẳng bước vào cửa sao mà trụ trì vẫn nhớ chứ vừa dứt lời thì một tiểu ni cô đi vào rót trà đợi cô ấy ra ngoài đóng cửa lại nam sơ mới hỏi trong phật pháp có nhân duyên không nghe vậy trụ trì quay đầu lại nhìn cô một chút có người nói đi nam sơ chăm chú lắng nghe tất cả hồi ngộ ân ái thay đổi khó mà lâu dài được vì yêu mà sinh buồn bực vì yêu mà sinh ra sợ hãi nếu không yêu thì sẽ không buồn cũng không sợ trong phòng có đốt một cái đèn dầu ánh vàng nhẹ nhàng nam sơ không tự chủ mà nhìn chầm chầm vào đấy một lúc còn nữa không ạ à. trụ trì còn nói cuộc đời này có tám cái khổ sinh lão bệnh tử xa cách khi yêu oán hận vô cớ cầu xin không được không buông tay được có bốn cái khổ là vì yêu nam sơ đỡ tráng, không có gì dễ nghe hơn ạ à. phật gia kỳ chuyện yêu đương nam nữ con muốn nghe cái gì tốt đẹp từ chỗ ta nghe nói hôm nay có giảng thiền cùng đi nghe với ta đi vẫn là câu nói cũ chúng ta ngăn không nổi miệng của người khác vậy thì biệt tai mình lại những lời công kích đó tự nhiên cũng sẽ biến mất nghiệt chướng tự khắc có báo ứng hai người đứng dậy đi ra cửa đi tới cửa nam sờ bước ra khỏi ngưỡng cửa hỏi vậy đội trưởng lâm thì sao trụ trì không quay đầu lại con cầu cho cậu ta hay là cầu cho mình cầu cho anh ấy cuối cùng trụ trì cũng dừng bước lại quay đầu lại nhìn cô một cái thật sâu u mê không tỉnh ngộ nam sơ theo sát bà đi ra ngoài vừa lúc gặp được người mới đến người mới đến là hai cô gái trẻ một người tóc ngắn một người tóc dài cô gái tóc dài có gương mặt xinh xắn mái tóc dài được buộc lên một nửa ghim lại ở phía sau cô ấy mặc váy màu vàng nhạt dưới ánh nắng mặt trời nhìn có chút chói mắt hai người hành lễ với trụ trì cô gái tóc dài liếc nhìn nam sơ một chút rồi mới hỏi trụ trì trụ trì hôm nay có thể cầu duyên không nam sơ cảm thấy cô gái này có chút quen mắt không khỏi nhìn lâu một chút, mãi mới nhớ ra là nữ bác sĩ ở bệnh viện hôm đó. Trụ trì hai tay chấp lại thành hình chữ thập, trả lời, giờ cầu nhân duyên đã qua, thỉnh thí chủ đến lần sau. Hai người quay sang nhìn nhau một cái, không chịu đi, trụ trì, lần nào người cũng nói như vậy. Mọi việc trọng duyên, hai người đã rõ hơn nữa, hơi tức giận, cô gái tóc ngắn muốn lý luận với trụ trì một phen thì bị cô gái tóc dài kéo lại, giờ tốt hay không tốt, toàn là dựa vào ý của ngài sao. Trụ trì khẽ cười, đương nhiên là không phải trụ trì quyết không cho hai cô gái cầu duyên hai người đành phải tức giận rời đi đợi hai người đi xa rồi nam sơ mới tò mò hỏi người biết mấy cô ấy sao hai cô gái học y học đã từng đến đây rất nhiều lần phật pháp tin thì sẽ có không tin thì không có mấy cô gái này không tin phật lại còn đi cầu phật phật sẽ linh sao nghe thiền tu xong trụ trì giữ cô lại ăn cơm chay lúc nam sơ xuống núi đã là chạng vạn tối từng tia nắng chiều như rải lên ngọn núi Buổi trình diễn violin diễn ra lúc 6 giờ, lúc Nam Sơ đến thì đã bắt đầu được một chút rồi, đèn trong thính phòng đã tắt. Cô nhìn lên sân khấu, Lâm Khải đã đặt đàn lên cổ bước lên sân khấu rồi. Nam Sơ nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng lại ở hàng ghế cuối cùng. Cô kéo thấp mũ xuống, quay lưng lại, nói một câu với người ngồi ghế đầu, "Phiền anh thu chân lại một chút." Người nào đó không động đậy. Nam Sơ cau mày, quay đầu nhìn anh, chỉ thấy Lâm Lục kêu khoanh tay dựa vào ghế, đôi chân dài duỗi ra ánh mắt toát lên vẻ thoải mái quan sát cô trùng hợp quá đội trưởng lâm thu chân vào anh nhìn cô hai ba giây mới rồi chậm rãi thu chân vào nam sơ đi vào rồi ngồi xuống bên cạnh anh buổi biểu diễn chính thức bắt đầu tầm mắt của mọi người đều hướng lên sân khấu nam sơ nghiêng đầu quan sát anh anh đã thay quần áo bình thường áo sơ mi trắng đơn giản và quần đen cả người gọn gàng chỉnh tề chẳng qua là hàm dưới mím chặt viết rõ là người lạ chớ lại gần cô hẳn không tính là người lạ nhỉ nam sơ cảm thấy thật tốt cô dùng tay huýt anh một cái không có phản ứng nam sơ lại huýt huýt vẫn không để ý cô người đàn ông không hề nhúc nhích cứ như là tượng đá vậy lần thứ năm lâm lục kêu nhíu mày đôi lông mày sắp bị nhíu thành hình chữ xuyên anh nhìn cô cảnh cáo ý là cô nghiêm chỉnh một chút cho tôi kết quả vừa quay đầu đã nhìn thấy cô gái nhỏ kéo kéo áo sơ mi của mình vẻ mặt rất đắc ý đội trưởng lâm là áo đôi nha lâm lục kêu cúi đầu nhìn thật đúng là quần trắng đen một cái dài một cái ngắn nam sơ đội mũ lưỡi trai nửa gương mặt bị nón che khuất lại không che được khóe miệng đang dương lên của cô cô gái mặc quần cục lộ ra một đôi chân dài mềm mại thẳng tắp lâm lục kiêu thu lại tầm mắt thản nhiên từ trên chân cô về cô gái nhỏ quả thật đã trưởng thành ừ tiếng đàn du dương phụ họa không nghe kỹ căn bản là nghe không rõ âm thanh một âm tiết như có như không của anh nam sơ giống như được khích lệ người bên cạnh vẻ mặt lạnh lùng mặt không chút thay đổi. Nam sơ bắt đầu không chút kiên kỵ quan sát anh. Tóc anh ngắn mà đen, vĩnh viễn đều là tiêu chuẩn rất ngắn, cứng rắn đầm đầm giống như cương châm. Đôi mắt to, hốc mắt đen nhánh, đôi mắt nhếch lên giống như đang cười, mũi cao như núi, cầm thẳng. Vẻ mặt tẻ nhạt ngồi ở khán phòng, không nói một lời. Phòng âm nhạc ánh sáng mờ mờ, chợt trên khán đài có ánh sáng quét qua khán phòng, chợt sáng chợt tối. Ánh sáng quét qua anh thì cả người được chiếu sáng tóc đen nổi bật trong ánh sáng trắng, trước mắt, có thể đếm rõ lông mi. Mờ tối thì chỉ có thể nhìn thấy hình dáng thân thể cường tráng của anh. Người đàn ông này, toàn thân đều lộ ra cốt thép kiên cường, bạn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, anh làm cho một người con gái động lòng thì nên là cái dạng gì. Vì rồi nhìn tôi làm gì, Lâm Lục Kiêu nhìn thẳng phía trước, nhàn nhạt hỏi, anh nhìn rất đẹp trai. Nam Sơ nghiêng đầu nhìn chầm chầm anh, không chút để ý nói. Tật xấu, Lâm Lục Kiêu hừ một tiếng, Nam Sơ dựa vào ghế, cố tự mình vui vẻ, thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc anh một cái, chợt kêu anh một tiếng, ai, rốt cuộc lâm lục kêu liếc cô một cái. Nam Sơ hướng mắt lên trên khán đài chỉ, nhỏ giọng hỏi, anh cùng đứa bé kia quan hệ thế nào, đứa bé? Lâm lục kêu nhíu mày, đè thấp giọng, cô có vẻ không lớn hơn cậu ta bao nhiêu chứ? Nam Sơ nhíu mày, nghiêm trang, lớn hơn nhiều, lâm lục kêu châm biến một tiếng, cầm chai nước bên cạnh lên, mở nắp đổ vào miệng, cô xem như cái gì vặn nắp bình hỏi ngược lại nam sơ theo dõi hầu kết khẽ động của anh trái tim nóng lên nhìn chầm chầm nơi nhô ra ra vẻ kinh ngạc không phải là con trai của anh chứ lâm lục kiêu liếc cô một cái tôi nhớ rõ trước kia đầu óc cô rất bình thường gãi đúng chỗ ngứa nam sơ thuận nước đẩy thuyền tại sao sau đó anh lại dọn nhà lâm lục kiêu dựa vào ghế ngồi thẫn thời nhìn cô hả khi đó nam sơ giữ chặt thì lâm lục kiêu nhiều lần cân nhắc Lâm Lục Kiêu vẫn là mang Nam Sơ về nhà, anh để cho Nam Sơ ở trong nhà, mình trở về trong đội, qua nửa tháng, lần đầu tiên nghỉ phép về nhà, thời gian quá dài hoàn toàn quên trong nhà còn có một cô gái nhỏ. Khi đó là một chiếc máy bay trinh sát 618 bốc cháy, yêu cầu hạ cánh khẩn cấp, nơi quân sự báo động, phòng cháy, cứu hộ, đội viên đột kích toàn bộ đi suốt đêm tới địa điểm hạ cánh, thế lửa ngất trời tình huống nguy hiểm, chờ cứu viện kết thúc, từng người một trên người trên mặt đều bẩn tự như từ vừa mới chui ra từ trong thang đá. Nửa đêm Lâm Lục kêu về đến nhà, trực tiếp vào phòng tắm tắm rửa, chờ anh tắm xong ra ngoài, liền bọc khăn tắm ngang hông, cầm trong tay khăn lông lau tóc đi tới bên giường, đặt mông ngồi xuống mới nhận ra không được bình thường. Trong chăn có cái gì đó mềm mại, theo bản năng quay đầu nhìn lại, một đôi tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy chăn bên cạnh, lộ ra một cái đầu bù xù, một đôi mắt vô tội lại sạch sẽ đang nhìn anh chầm chầm, chờ đến lúc anh ý thức được, đã là quá chậm. Cô gái nhỏ mềm mại nói, anh ngồi lên chân tôi, cô gái tuy nhỏ, ba điểm đều đủ cả. Lâm Lục kêu tuyệt đối là nam nhân bình thường, khi anh phát hiện trong đầu mình thiếu chút có một ý tưởng không được thuần khiết thì lập tức bật trên giường dậy, đại khái động tác có chút lớn, khăn tắm ngang hông lỏng ra, rơi vào trên giường, bên trong chỉ mặc một cái quần lót cốc bẹt màu đậm. Nam sơ nháy mắt mấy cái, lúc muốn nhìn kỹ, chăng bị người nhắc lên, che một cái toàn bộ khuôn mặt, Trước mắt chỉ còn dư lại khoảng không gian đen kịt. Lâm Lục Kiêu tùy tiện rút tùy tiện rút một chiếc áo sơ mi và quần đùi cỡ lớn từ trong ngăn tủ, đưa lưng về phía cô, vừa mặc vừa cứng nhắc nói với người trong chăn: Không ngủ được lập tức trả giường lại cho tôi. Chờ tiếng đóng cửa truyền đến, Nam Sơ mới ngoan ngoan nhắm mắt lại. Cứ như vậy không hề có chút nào núng hay sợ hãi được hơn một tháng. Cho đến Nam Sơ lần đầu gặp gỡ bạn gái lúc đó của Lâm Lục Kiêu. Ngày đó Lâm Lục Kiêu mới vừa nghỉ phép sau khi trở về từ trong đội đã có người tới gõ cửa vang lên tiếng cốc cốc nam sơ mang theo bao khoai tây chiên đi mở cửa tay cầm cửa vừa mới kéo ra một cô gái vẻ mặt sững sờ sau đó trên mặt nở nụ cười dịu dàng nói lâm lục kiêu có ở đây không nam sơ nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng gật đầu sau đó lâm lục kiêu mới vừa tắm xong từ trong phòng tắm ra ngoài cô gái biến sắc nam sơ từ nhỏ đã nhạy cảm cũng giỏi về quan sát chi tiết lập tức giải thích với cô gái đó tôi là em gái bà con xa của anh ấy, ở tạm, khi đó Nam Sơ còn nhỏ, cô gái nhìn cảm thấy Lâm Lục Kiêu cũng không trở thành cầm thú như vậy, học sinh cấp 3 đều xuống tay, vì vậy, trái tim lơ lửng sau đó hơi thả lỏng, nhưng trong lòng nghi ngờ nhìn đôi mắt của Nam Sơ, dừng cơm tối với nhau vui vẻ hòa hợp, lúc cô gái gần đi còn thêm thân mật với Nam Sơ, lần sau chị dẫn em đi dạo phố, Nam Sơ không khéo gật đầu, đêm đó, Nam Sơ nhận được điện thoại của trợ lý Nam Nguyệt Như nói cho cô biết ngày mai mẹ cô trở về nước buổi tối hôm đó nam sơ liền thu thập xong đồ đạc chuyển ra khỏi nhà lâm lục kiêu lâm lục kiêu lái xe đưa cô đi tới khách sạn gần sân bay để hôm sau cô có thể dễ dàng đi đến sân bay đón nam nguyệt như lâm lục kiêu lái xe rất trầm mặc từ trước đến giờ anh nói cũng không nhiều lúc không kiên nhẫn cũng rất rõ ràng đêm đó có lẽ trong lòng của lâm lục kiêu thật sự không động nhưng làm cho anh lại càng không động là trước khi xuống xe Nam sơ đưa một sấp tiền mặt thật dậy đã chuẩn bị xong trước đó cho anh, nói: trước đã nói rồi đấy, tiền mướn phòng tháng này. Cửa sổ xe mở ra, gió đêm thổi vù vù. Lâm lục kêu chống lên cửa sổ xe hút thuốc lá. Anh nâng mí mắt, hút từng ngụm từng ngụm, khói mù dần tản ra, nhưng mà không có đưa tay nhận. Sau đó Nam sơ đặt tiền ở chỗ cạnh tài xế, liền xoay người xuống xe. Nam sơ đứng ở ngoài cửa xe, vẫy tay với anh, đội trưởng Lâm, trong khoảng thời gian này cảm ơn anh nói xong xoay người rời đi nam sơ rời đi rất dứt khoát dứt khoát đến mức lâm lục kêu ngồi ở trong xe hút hai điếu thuốc mới bừng tỉnh lại sau đó cầm tiền chỗ tay lái phụ lên xuống xe ném vào thùng rác đi hai bước trở về đứng lại cào tóc lại đi trở về lấy tiền ra ngoài ném vào trong xe nổ máy xe rời đi đêm đó quả thật trong lòng khó chịu tới cực điểm anh không cho là chính mình có tình cảm gì với cô gái nhỏ đó đứa trẻ choai choai chưa đủ lông đủ cánh có thể có ý tưởng lộn xộn gì chứ. Tiếng đàn du dương vang lên trong phòng âm nhạc. Lâm Khải nhắm hai mắt hết sức tập trung tinh thần. Ánh đèn ngược dòng, lúc sáng lúc tối. Nam Sơ nhìn vào mắt người bên cạnh, nhẹ nhàng nói bên tai anh. Sau đó tôi có đi vào trong đội tìm anh. Lâm Lục kiêu liếc mắt. Trạm Gác nói anh được điều đến huyện thị khác. Anh thu ánh mắt lại, nhàn nhạt ừ một tiếng. Nam Sơ nghiêng đầu. Bây giờ là gọi trở về sao? Xem tổ chức an bài. À, Nam Sơ gật đầu một cái chỉ chỉ phía trước, nghe nhạc thôi, tiếp theo, không ai nói chuyện nữa. Cho đến nhạc hội kết thúc, đám người dần dần tản đi, phòng âm nhạc to như vậy, chỉ còn lại Nam Sơ và Lâm Lục Kiêu ở ngồi khán phòng. Lâm Khải cùng người nói xong chuyện khí cụ, liền nhảy xuống từ trên đài, nhảy tới khán phòng bên này. Thấy hai người ngồi chung cũng cảm thấy kinh ngạc, thế nào mà hai người các ngươi ngồi chung? Nam Sơ nói, tôi tới chậm, tùy tiện tìm một vị trí ngồi. Lâm Khải gật đầu, thiếu niên đơn thuần lại manh nha, chỉ chỉ Lâm Lục Kiêu đang ngồi thản nhiên một bên, đây là anh trai của tôi. Sau đó lại nhìn Lâm Lục Kiêu, chỉ chỉ Nam Sơ bên cạnh, chị tiểu thư xinh đẹp này là người mẫu, Nam Sơ. Nam Sơ cố làm ra vẻ kinh ngạc, bừng tỉnh đại ngộ nhìn Lâm Lục Kiêu, thất kính thất kính, Lâm Lục Kiêu không cảm kích, liếc mắt một cái. Lâm Khải quả thật ngốc, không có nhìn ra đầu mối gì, còn giúp anh mình hòa giải, anh tôi cứ như vậy, tính tình rất thối, chị đừng để ý. Nam Sơ cười khẽ, làm sao có thể đi thôi, trễ rồi còn bắt chị tới đây. Lâm Khải nói xong, dẫn đầu đi ra ngoài. Ba người mới vừa xuống lầu, Lâm Khải cùng Nam Sơ đi ở phía trước, hai tay Lâm Lục kêu bỏ vào túi quần lười biến đi ở phía sau. Đi ra rạp hát thì đường cái đối diện vừa lúc dừng lại một chiếc Audi màu trắng. Lâm Khải mắt tin, phát hiện đầu tiên, chỉ vào cô gái từ trên xe Audi bước xuống, giải thích với Nam Sơ, cô gái đó gọi là Hạ Vãn, là một bác sĩ. Nếu như là bạn gái, Lâm Khải giới thiệu phải là đây là chị dâu tôi, đó chính là bằng hữu bình thường rồi. Nam Sơ nhìn thấy cô gái phía trước mặt một chiếc đầm màu vàng nhạt, tung bay dưới làng váy, một đôi chân hết sức nhỏ, như cũ là tiếng dậy cao gót quen thuộc đêm đó. Hạ vãn dơ một cái hộp lên đi tới trước mặt ba người, vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi bay, thở hổn hển nói, mới vừa chạy đi lấy bánh kem. Nếu không còn có thể kịp nghe một bài cuối cùng của cậu. Nói được một nửa, chỉ nghe thấy Lâm Khải đứng bên người Nam Sơ, ồ lên một tiếng. Lâm Khải vội nhận lấy bánh ngọt nói với Hạ Vãn, đây là người bạn tôi quen ở Milan, Nam Sơ. Hạ Vãn nhìn cô chốc lát, hào phóng cười một tiếng, tôi biết cô, cô đẹp hơn trên TV rất nhiều, dáng người cô thật tốt, phụ nữ thấy lời khách sáo vĩnh viễn không chê nhiều. Nam Sơ vừa muốn nói cảm ơn, cô cũng rất xinh đẹp, bị Lâm Khải kéo đi, chớ cảm ơn tới cảm ơn lui, cơm tối tôi còn chưa ăn đói dẹp bụng rồi, dáng người của Lâm Khải không cao, nhưng sức lực lại lớn hơn Nam Sơ, túng cô một cái có chút lão đảo, ánh mắt liếc về hạ vãn mặt váy nhỏ, đi tới phía sau hai người, bốn người hai đôi, một trước một sau đi. Nam Sơ bị Lâm Khải lôi, lực chú ý vẫn còn ở phía sau, ánh trăng công thành hình lưỡi câu, bỏ ra bụi ánh sáng, bóng dáng bị kéo dài thật dài, bên tai đều là gió. Hạ vãn đi chậm đến bên cạnh Lâm Lục Kiêu, hôm nay sao anh tan việc sớm vậy, nghĩ phép, bị gió thổi, giọng nói hiếm thấy có chút lười biếng. Lâm Khải đi hai bước, phát hiện nam sơ không có đuổi theo quay đầu lại túng chân cô dài như vậy sao đi chậm như vậy nam sơ không để ý tới anh chậm rãi đi phía sau lại đưa tới trong khoa chúng ta có một bác sĩ hôm nay bị người thân bệnh nhân đánh làm lúc tôi ở bên cạnh sắp bị hù chết hạ vãn giống như con chim vàng anh luôn có chuyện nói không hết luôn có nguy hiểm dạng này dạng kia cùng với cô gặp thoáng qua mà người đàn ông bên cạnh mãi không bắt được trọng điểm ví dụ như hạ vãn nói Hôm nay lúc tôi uống thuốc, nhìn thấy một cái tin tức, anh muốn nghe không? Lâm Lục Kiêu, tin tức gì? Hạ Vãn, chính là một cô gái đi đêm bị mất tích, về sau tôi cũng không dám đi đêm. Nếu không lần sau đi đêm, tôi tìm anh đi cùng được chứ? Lâm Lục Kiêu, tôi chưa bao giờ đi đêm. Hạ Vãn, tối nay lạnh quá nha. Không có phản ứng, Hạ Vãn lại nói một lần nữa, sao tối nay lạnh thế nhỉ? Lâm Lục Kiêu, không lạnh. Lâm Khải nhìn nam sơ bên cạnh, cô vui vẻ cái gì vậy? có sao tôi đều nhìn thấy răng cấm của cô rồi không hiểu sao cảm thấy tối nay cậu có chút đẹp trai bệnh thần kinh à lâm khải mắng lâm khải quyết định chọn nhà hàng ở con đường đối diện bốn người đi vào lập tức có nhân viên phục vụ đón tiếp lâm khải đưa bánh ngọt cho nhân viên phục vụ đợi lát nữa cơm nước xong thì mang lên nói xong liền lôi nam sơ vào phòng bao nam sơ rút tay mình ra khỏi tay cậu ta hỏi sinh nhật cậu à cuối năm ngoái hai người quen biết nhau chưa từng đề cập đến chuyện sinh nhật vào phòng bao cậu trai kéo ghế ngồi xuống gác chân vỗ vỗ cái ghế bên cạnh bảo nam sơ qua ngồi bộ dáng muốn ăn đòn quả thật giống y hệt anh trai cậu ta đợi nam sơ ngồi xuống lâm khải lấy cái ly ở trước mặt cô rót nước cho cô nghiêng sang bên cạnh nói cô không cần phải áp lực tôi cũng không trông mong cô có thể tặng quà gì đó cho tôi mọi người cùng nhau ăn bữa cơm coi như là mừng sinh nhật cho tôi rồi rót nước xong đẩy cái ly qua uống đi không có bỏ độc tay nam sơ mới vừa chạm vào ly lại nghe cậu ta bổ sung thêm, cô không biết anh tôi khó mời thế nào đâu, mười bữa nửa tháng cũng không thấy mặt, cô đoán xem anh ấy làm gì. Nam Sơ nắm chặt cái ly, hết sức phối hợp lắc đầu, phong cháy chữa cháy, vẻ mặt Lâm Khải vừa sùng bái vừa kiêu ngạo, thế nào, bị dọa sợ rồi à. Nam Sơ thầm nghĩ, bệnh thần kinh, đang nói chuyện, ngoài cửa có hai người tiến vào, hai con ốc sên chậm rì rì, Lâm Khải quay đầu, nhìn Lâm Lục Kiêu chỉ chỉ chỗ ngồi đối diện với mình, nói, anh ngồi đây này lâm lục kêu tay bỏ túi sải bước qua hạ vãng đi theo sau tức giận bất bình nói lâm khải sao cậu không gọi tôi ngồi lâm ngốc nghếch điềm tĩnh nói chị cũng không phải là anh của tôi hạ vãng nam sơ cảm thấy tội nghiệp cho hạ vãng có lẽ chỉ số cảm xúc của hai anh em này thật sự thấp hơn chỉ số thông minh nhiều chờ lâm lục kêu ngồi xuống lâm khải quay sang hỏi nam sơ vừa rồi tôi nói đến đâu rồi cậu nói anh cậu là lính cứu hỏa hỏi tôi có bị dọa sợ không Lúc Nam Sơ nói chuyện thì liếc nhìn Lâm Lục Kiêu, mà người này lại công công khóe miệng hiếm khi thấy được. Lâm Khải gật đầu, đúng đúng đúng. Từ nhỏ tôi đã mơ ước nhất định sẽ trở thành lính cứu hỏa. Nam Sơ, tôi nhớ trước kia cậu từng nói với truyền thông, ước mơ khi nhỏ của cậu là trở thành nghệ sĩ violon mà. Lâm Khải nói, tôi còn nói với truyền thông là tôi muốn làm nhà khoa học đấy, lời này có thể tin không? Nói xong mới ý thức được điều bất thường, vỗ đùi nói, Ây da, cô lại còn xem bài phỏng vấn của tôi có phải cô thầm mến tôi hay không thầm mến cái ông cụ nhà cậu ấy nam sơ lường cậu ta lâm khải tự làm mình mất mặt không làm khó cô nữa đợi lát nữa mà truyền ra tin đồn của hai đứa mình cô lại cấu véo tôi nữa hiện nay trong làng giải trí lâm khải được coi là người vui vẻ đáng yêu thỉnh thoảng đùa dẫn đôi chút nhưng tuổi còn nhỏ dáng dấp lại đang phát triển thêm một đôi tay thon dài sạch sẽ hơn con gái nữa trắng hồng mềm mại nhưng mà dù sao cũng trong phạm vi đàn vi người biết Lâm Khải không nhiều lắm, nhưng cậu ta đang hết sức cố gắng, giá trị chiến đấu cũng không hề thấp, đây cũng là chuyện khiến Nam Sơ phân vân. Lâm Khải nhìn Lâm Lục Kiêu, than thở, thân thể tôi không khỏe mạnh bằng anh trai, thi vào học viện quân sự không đậu, không giống như anh tôi. Trước kia lúc còn học trong học viện quân sự, mọi người đều gọi anh là Thiết Lan, cờ bắp trên còn cứng hơn gạch đá nữa. Nói đến đây, Lâm Lục Kiêu liếc cảnh cáo Lâm Khải một cái lâm ngốc nghếch điềm tĩnh đề nghị anh không mấy anh vén cơ bụng lên xem chút đi nam sơ liếc nhìn lâm khải làm tốt lắm hai bên tai hạ vãn đều đỏ hết lên lâm khải đâu có ai đi bán anh trai của mình như cậu vậy lâm khải không có à trong làng giải trí có rất nhiều nam diễn viên thích khoe hình cơ bụng đám nắng chỉnh sửa đến nỗi méo mó luôn lần trước trong quán bar ở milan tôi và nam sơ gặp phải một người mỹ một mực bắt chúng tôi xem cơ bắp của anh ta làm tôi buồn nôn hết nửa tháng, bàn về cơ bụng, làm sao có thể đẹp để trắng chắc hơn anh trai tôi. Nam Sơ nhớ rõ lần đó người đàn ông vạm vỡ người Mỹ trêu chọc Lâm Khải, lôi kéo cậu ta đòi đi thuê phòng, làm Lâm Khải sợ tới mức nửa tháng sau không dám rủ cô đến quán ba đó nữa. Lâm Khải nói xong, vừa định đưa tay qua, bị Lâm Lục Kiêu chặn lại, hất trở về, đừng có phát bệnh, bình thường Lâm Lục Kiêu rất nhàn tản, thỉnh thoảng đùa giỡn một chút cũng không sao, nhưng lúc nghiêm túc thì mặt mày không có cảm xúc, làm người ta khiếp sợ. Lâm Khải cũng không dám làm lại lần nữa, đành phải ngượng ngùng nói sang chuyện khác. Nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên, không khí có hơi yên tĩnh, Lâm Khải ít nhiều gì cũng hơi kiên để Lâm Lục Kiêu ra lệnh một tiếng, lập tức không dám thở mạnh, chỉ có thể lè lưỡi với Nam Sơ, quốc tức mà ngồi đó cầu nhau. Hạ Vãn nhìn Lâm Lục Kiêu, người nọ đang cúi đầu ăn cơm, Hạ Vãn gọi anh, Lâm Lục Kiêu. Lâm Lục Kiêu không ngẩng đầu, hả, hạ vãn chần chừ một chút, cúi đầu nói, gần đây em có gặp chút chuyện, Lâm Lục Kiêu, ừ, đũa trong tay hạ vãn không ngừng khuấy đảo cơm trong chén. Nam Sơ nhìn Lâm Lục Kiêu, đột nhiên cảm thấy được à nha, kiến thức tình ái không được khai thông cũng là chuyện tốt à, hạ vãn dè dặt cẩn trọng thăm dò, chính là chuyện em có một bệnh nhân, trong khoảng thời gian này ngày nào cũng đưa hoa đến khoa của em, thế nên tất cả mọi người đều cho là em có bạn trai, bây giờ đi làm em cảm thấy rất ngại, anh nói xem em nên làm thế nào đây, Lâm Khải vỗ bàn cười ha ha, chị hỏi anh tôi à. Chị có ý gì hả? Nam Sơ nhìn Lâm Khải, không lẽ đột nhiên tên nhóc này thông suốt rồi, hạ vãn cho rằng nhanh như vậy mà mình bị nhìn thấu rồi, có hơi cấp bách la lên, chị không có ý đó, chị chỉ lấy vấn đề này ra hỏi thử mọi người thôi, không phải Nam Sơ cũng đang ở đây sao, cô ấy xinh đẹp như thế, chắc chắn cũng đã gặp qua những vấn đề này, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều. Lâm Khải, tôi không có suy nghĩ nhiều à, anh tôi à. Làm sao anh ấy biết mấy cái này chứ? Còn Nam Sơ, chị suy nghĩ nhiều rồi, trong giới giải trí không ai dám theo đuổi chị ấy. Nam Sơ thầm nghĩ, đồ ngốc, hạ vãn thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Lâm Lục Kiêu, ngược lại anh không có chút biểu cảm nào, chỉ há miệng ăn cơm. Hạ vãn gõ gõ bàn, Ê da, anh nói một câu được không? Chuyện như vậy, em nên xử lý thế nào đây? Nói xong, lại nhấn mạnh lần nữa có người theo đuổi em ngày nào cũng đưa hoa đến khoa của em thế nên tất cả mọi người đều cho là em có bạn trai em nên làm thế nào hả bốn chữ có người theo đuổi vang lên hùng hồn nam sơ cảm thấy nếu lâm lục kiêu vẫn không bày tỏ thái độ bước tiếp theo chắc hạ vãn sẽ nói có người cưỡng hiếp cô ấy mất lâm lục kiêu ăn cơm rất nhanh hai ba miếng liền xong đưa tay rút khăn giấy rất tốt mà hạ vãn nhìn anh như không thể tin nổi cái gì lâm lục kiêu lau miệng xong ném khăn giấy vào thùng rác đút tay vào trong túi quần ngã người ra phía sau nhàn tản dựa vào ghế nói dù sao em cũng không có bạn trai mà hạ vãn cầm đũa đâm mạnh vào chén hai lần không phải anh cũng không có bạn gái sao lâm lục kiêu không lên tiếng nam sơ hiếm khi chen lời vào đội trưởng lâm vẫn chưa giải quyết vấn đề cá nhân à hạ vãn mạnh miệng nói không đâu với đức hạnh này ai mà muốn gả cho anh ấy nam sơ mỉm cười nhìn hạ vãn chậm rãi từ từ nói tôi lại cảm thấy rất xuất sắc đấy. Hà Vãn đột nhiên ngưng cười, cảnh giác nhìn cô. Lâm Lục Kiêu đứng lên, Lâm Khải vội vàng gọi anh lại, anh, anh đi đâu vậy, hút điếu thuốc, cũng không thèm quay đầu lại. Lâm Lục Kiêu đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba người, trong chốc lát, Nam Sơ cũng đứng lên. Hạ Vãn nhìn cô, cô đi đâu vậy, đây chính là điểm khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ. Phụ nữ cảm giác được mối nguy hiểm chỉ cần một ánh mắt. Nam Sơ mỉm cười, chân thành mở lời mời, đi vệ sinh, đi cùng không? Hạ vãn cũng ưu nhã đứng lên, đi cùng đi, đúng lúc tôi cũng uống hơi nhiều. Hai người cùng đi ra ngoài, Lâm Khải nhìn theo bóng lưng của hai người, lẩm bẩm một câu, có bệnh à, đi vệ sinh cũng muốn đi chung. Đã lâu rồi không có ai đi vệ sinh chung với Nam Sơ như vậy. Lúc đi tới cửa, nhìn thấy bóng dáng Lâm Lục Kiêu đang hút thuốc, lưng anh thẳng tắp, lúc anh đứng, sống lưng luôn thẳng như vậy, áo thun bị gió thổi phập phồng, nhô lên rồi xẹp xuống, trong phút chốc dán sát vào lưng, đường nét trên người liền hiện rõ ra. Vóc người của anh không phải kiểu cơ bắp căng phòng cuồn cuộn, rất cân xứng nhưng cơ bắp cũng không ít, tiêu chuẩn. Mặc quần áo thì có vẻ gầy, cởi quần áo thì có cơ bắp. Hà vãn nhìn nam sơ, tâm tư của cô rất nhạy cảm, từ nhỏ đã nhu thuận nghe lời, học hành thi cử một mạch lên đến đại học quân y, ba mẹ của cô đều là tầng lớp lao động. Để lo cho cô thì gần như dốc hết sức người sức của trong nhà, thông qua không ít mối quan hệ mới giúp cô trụ lại được ở bệnh viện đang làm hạ vãn hiểu rõ bản thân mình phải nỗ lực rất nhiều mới có được mọi thứ từ nhỏ hạ vãn đã nghiêm khắc với bản thân tuyệt đối không thể đi sai một bước nào kể cả chuyện tình cảm cũng vậy cô biết mình cần gì vẫn luôn luôn rõ ràng cô và lâm lục kiêu là chuyện sớm muộn thôi cô cho là vậy trên đời này không có cô gái nào thích hợp với lâm lục kiêu hơn cô nam sơ đương nhiên là không được rồi hai người đứng song song trước bồn rửa tay hạ vãn làm như vô ý hỏi cô và trụ trì của thanh thiền tự quen thân lắm sao Nam Sơ mở vòi nước, có một khoảng thời gian đến tu thiền, tu thiền ở đó quả thật rất tốt, trụ trì của thanh thiền tự là một người nhìn thấu lòng người, Hạ Vãn tán đồng nói. Nam Sơ không nói tiếp, lặng lặng chờ cô ấy nói thêm đoạn sau. Trụ trì nói, trong vận mệnh tôi có quý nhân, là một quân nhân, chuyện vớ vẩn. Trụ trì chưa bao giờ nói lời như vậy. Nam Sơ không vạch trần cô ấy, chỉ tắt vòi nước, rút khăn giấy rồi lặng lặng lau tay. Hạ Vãn nhìn cô, tôi nghe rất nhiều lời đồn về cô. Nam sơ liếc cô ấy một cái, tựa vào cạnh bồn rửa tay, lấy ra một hộp thuốc và một cái bật lửa từ trong túi quần, rút ra một điếu thuốc, ví dụ như, hạ vãn hơi lờ mờ, đột nhiên cảm thấy cô gái này không dễ đối phó như vậy. Rất nhiều tin đồn giải trí cũng đã khơi ra, nói ba của cô là xã hội đen. Nam sơ ngậm điếu thuốc lên miệng, cúi đầu châm lửa hút, khói thuốc tỏa ra khắp nơi, cô khép hờ mí mắt, giọng điệu lạnh lẽo đến cùng cực, nói tiếp, không hiểu sao trong lòng hạ vãn lại sợ hãi nói bạn trai của cô rất nhiều nam sơ ngậm lấy điếu thuốc khịt mũi cười lạnh dễu cợt phòng vệ sinh bị cô biến thành xương khói mịt mờ xuyên qua lớp xương khói sạch sẽ đó đột nhiên hạ vãn cảm thấy nam sơ giống như con yêu tinh trong kính hai cô gái đang đứng sóng đôi nhau hạ vãn đi thẳng vào vấn đề lâm lục kêu hời hợt nhưng con người rất chính trực quả thật dễ dàng thu hút mấy cô gái nhỏ nhưng hai người không có khả năng cho nên cô đừng có bất kỳ ý nghĩ nào với anh ấy Nam Sơ để điếu thuốc xuống, đối mặt với Hạ Vãn, nhẹ nhàng nhả ra một vòng khói thuốc, thế vẫn muốn thì thế nào? Hả, Hạ Vãn bị sặc, đầu óc cô ta nhanh chóng đưa ra phán đoán về Nam Sơ, cô gái này không hề dễ đối phó như vẻ bề ngoài, cô ấy giỏi bày mưu tính kế, đối mặt với đối thủ nhảy ra bất thình lình vẫn cần có thời gian suy xét, đợi đến khi khói thuốc như sương mờ ảo tan hết mới có thể nhìn rõ khuôn mặt cô ấy, khuôn mặt của Nam Sơ không có vẻ công kích, trong làng giải trí, rất nhiều nữ minh tinh có tướng mạo đầy vẻ công kích với người khác, đặc biệt là sau khi trang điểm, khí chất của bọn họ đều trở thành ngốc nghếch, ngọt ngào, trong sáng. Nam sơ hoàn toàn khác biệt. Khuôn mặt cô rất đơn thuần, da dẻ mịn màng, góc mặt nhìn nhiên có hơi tròn, độ công lẫn hình dáng đều dịu dàng, mang lại cảm giác xinh đẹp vừa phải. Chỉ khi ra oai phủ đầu với đối phương, vẻ mặt của cô mới có tính công kích, giống hệt như vừa rồi vậy, cách một lớp khói mờ. Hà vẫn vẫn cảm nhận được ánh mắt của Nam Sơ, giống như thợ săn vừa nhìn thấy con mồi, ánh mắt liền lóe sáng, bình tĩnh, giảo hoạt, nhất định phải có. Hai người biết nhau từ khi nào, yêu tin, Nam Sơ, mở miệng hỏi. Năm kia, Hạ Vãn không giấu, thậm chí trong lời nói còn có hơi đắc ý. Tuy rằng Nam Sơ xinh đẹp, dáng người cũng được, nhưng ít ra về mặt thời gian, cô ta thắng, cô ta tới trước. Bầu không khí yên lặng trong chớp mắt, Hạ Vãn nhìn thái độ của Nam Sơ nam sơ ung dung tựa người vào bệ kính đầu ngón tay vừa dài vừa nhỏ vân về điếu thuốc khuôn mặt dịu dàng ngoan ngoãn miệng vẫn nở nụ cười nhẹ như có như không bên ngoài cửa có tiếng người đột ngột trống to hai người các cô mất tích ở trong đó luôn rồi hả là lâm khải nam sơ nhả khói tắt điếu thuốc dập nó ngay trên bồn rửa tay rồi ném vào thùng rác xoay người rửa tay nhìn vào gương mà nói với hạ vãn bác sĩ hạ từ năm mười sáu tuổi tôi đã quen anh ta rồi nói xong, cô rút một tờ khăn giấy, lau tay sạch sẽ rồi bước ra ngoài, người ở phía sau giống như bị sét đánh vậy. Nam Sơ vừa bước ra đã thấy hai người đàn ông đứng ở ngoài cửa, Lâm Lục kêu khoanh tay, dựa người vào tường, một chân co lên. Anh liếc nhìn cô một cái rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi, Lâm Khải lũi tới trước mặt cô, giống hệt như con khỉ con vậy, bắt đầu ngửi từ trái sang phải, phải sang trái, cô nghiện thuốc lá à. Nam Sơ đẩy cậu ra, giọng nói không hề kiên nhẫn, cậu lo còn hơn thẩm quan tông đấy lâm khải đi theo sau liên tục lải nhải bên tai nam sơ lần trước ở milan tôi sớm đã nói với cô cô quên rồi sao sức khỏe không tốt mà còn hút thuốc nam sơ nhíu mày cô nói đi cô chỉ là một cô gái trẻ sao lại có nhiều chuyện phiền lòng được không phải cô lại xem micro bông đó chứ không những người đó nói gì thì cô cứ mặc kệ họ nói đi cô giận dỗi bản thân mình như vậy tính ra chẳng có lời chút nào mau mau bỏ thuốc lá cho tôi. Nam Sơ quả thực rất muốn lấy bọc mà bịt miệng cậu lại, thẩm quan tông nhập vào cậu à. Lâm Khải chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cậu túng lấy cánh tay của Nam Sơ, cô không bỏ, tôi sẽ không cho cô ăn bánh sinh nhật của tôi. Lâm Khải yêu bánh ngọt như mạng, người có thể ăn bánh của cậu không nhiều, Nam Sơ được tính là một trong số đó. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một chàng trai trẻ, xuống tay không nặng cũng không nhẹ, nhưng vẫn cứ túng lấy tay cô, bỏ hay không bỏ. Nam Sơ kéo tay cậu ra, sắc mặt trở nên nặng nề, Lâm Khải biết rõ tính tình Nam Sơ. Lúc cô hiền hòa, nói gì cũng được, không dễ nổi giận, nhưng một khi cô đã giận dữ, không ai có khả năng hòa giải được. Mười ngày nửa tháng cũng đừng hòng tìm được cô, chàng trai trẻ hoàn toàn bị dọa đến mức sững sờ, chỉ đành than thở, hung dữ cái gì mà hung dữ. Đúng lúc đó, Hạ Vãn bước ra từ phía sau, Lâm Khải và Nam Sơ đi ở phía trước, Lâm Lục kêu đút tay vào túi, nhàn nhã bước theo dáng người anh cao lớn, cao hơn hai người kia rất nhiều, bóng lưng thẳng đứng, chân dài mà không nhỏ, chiếc quần đen che phủ đôi chân, tạo nên thân hình cân xứng, mạnh mẽ mà chẳng thô chút nào. Trong lúc Lâm Khải và Nam Sơ nói chuyện, ánh mắt của anh vẫn bình thản, khóe miệng hơi cong lên, hạ vãn vội và chạy theo sau, nhỏ giọng gọi anh, Lâm Lục kêu, anh không hề để ý, ờ, trước kia... Anh và Nam Sơ có quen nhau sao? Hà Vãn vừa nói chuyện vừa âm thầm đánh giá anh, quan sát vẻ mặt cẩn thận. Lâm Lục Kiêu cúi đầu. Nghe cô ta nói vậy, nét cười bên miệng anh liền phai nhạt, dần dần thu lại. Anh từ một tiếng, hạ vãn, quen nhau như thế nào? Một lần ngoại ý muốn, Lâm Lục Kiêu hiển nhiên không muốn nói nhiều. À, hạ vãn thở dài, Lâm Lục kêu liếc cô ta một cái, cô ấy đã nói gì với em à? Hạ vãn cười yếu ớt, nghe cách cô ấy nói mập mờ, em tưởng hai người đã. Nói một nửa, hạ vãn cố ý không nói tiếp, lặng lẽ đưa mắt nhìn anh. Lâm Lục Kiêu nở nụ cười trào phúng, Hà Vãn còn nói, cô ấy quả thực rất xinh đẹp, chỉ là thích hút thuốc. Anh quen cô ấy thì nói cô ấy một tiếng, hút thuốc không tốt cho sức khỏe, Lâm Lục Kiêu, không phải là quen thân, ừm, bốn người trở lại ghế ngồi, thắp nến lên, cắt bánh sinh nhật, thậm chí còn bôi kem lên mặt Lâm Khải. Xong xuôi hết cả, mọi người thu dọn đồ đạc để về nhà, Hà Vãn hỏi Lâm Lục Kiêu, anh có lái xe tới không? Hay em đưa anh về? Lâm Khải đang chuẩn bị vào toilet rửa mặt, đột nhiên nghe thấy vậy liền lên tiếng, "Chị Vãn, chị về trước đi, em bảo tài xế tới đón rồi." Hà Vãn lại nhìn về phía Nam Sơ, "Cô Nam, tôi đưa cô về nhé." Không đợi Nam Sơ trả lời, Lâm Khải nói luôn, "Em cũng bảo tài xế tới đón rồi." Hà Vãn, Hà Vãn đi khỏi. Lâm Khải vào trong toilet rửa mặt. Sắc trời bên ngoài bắt đầu tối, vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng nơi phía chân trời, đám mây ngũ sắc của buổi hoàng hôn trở nên lấp lánh bên kia khách sạn là sông tầm ở phía bắc con sông này có lịch sử hơn trăm năm trên mặt sông có rất nhiều thuyền đánh cá lớn nhỏ hai bên bờ được treo một dãy bảy ngọn đèn ở mỗi bên soi mình xuống lòng sông hình ảnh ấy đầy vẻ cô độc xiết bao chỉ còn lại hai người đang ngồi trên ghế đối mặt với nhau đột nhiên yên tĩnh như vậy trừng mắt nhìn đối phương bầu không khí trở nên thế này có hơi vi diệu lâm lục kiêu tượng người vào ghế hai chân rộng mở anh cúi đầu chiếc bật lửa liên tục xoay chuyển giữa mấy đầu ngón tay nam sơ cắt một miếng bánh hỏi anh ăn không anh chưa ăn miếng nào đâu đấy từ trước tới nay lâm lục kiêu không thích đồ ngọt anh chẳng hề ngẩng đầu trực tiếp từ chối không ăn nam sơ gật đầu kéo đĩa bánh lại đặt trước mặt mình để ăn sinh nhật của anh vào ngày nào nam sơ sắn một miếng nhỏ cắm đĩa vào nhìn anh lâm lục kiêu không nói chuyện không lẽ ngay cả việc đó mà anh cũng giữ bí mật Lâm Lục Kiêu thu bật lửa lại, nhét vào trong túi quần, ngẩng đầu nhìn cô, ngày 9 tháng 8, Nam Sơ tính toán ngày tháng, là tháng sau à, ừ, Lâm Lục Kiêu đáp lại, nhưng tôi không tổ chức sinh nhật, tôi đâu có nói là giúp anh tổ chức, Nam Sơ trả lời ngay lập tức. Một người nói một người trả lời, anh rốt cuộc nói không lại cô, có câu nói này của Nam Sơ, Lâm Lục Kiêu quyết định không để ý tới cô nữa, anh khẽ cong khóe miệng, sau đó sờ tay vào hộp thuốc lá trên bàn, lấy một điếu hút kế đó lại lấy bật lửa ở trong túi ra tay thì đút vào túi áo mắt thì nhìn nam sơ giống như đang muốn hỏi ý kiến của cô về việc anh có nên hút thuốc trước mặt phụ nữ không ấy mà nam sơ làm một cử chỉ mời anh bật lửa lóe sáng trong nháy mắt tàn thuốc bị đốt cháy lâm lục kêu hít sâu một cái nhả ra một lớp khói anh ném bật lửa lên bàn ánh mắt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ nam sơ vừa ăn bánh vừa nhìn anh trong làng giải trí rất nhiều tiểu thịt tươi có dáng vẻ bề ngoài đẹp mắt hơn anh, nhưng vẫn chưa đáng để so với anh. Cụm từ được dùng trong giới showbiz, chỉ những anh chàng nghệ sĩ trẻ tuổi, nhân khí cao, hiện đang được công chúng chú ý, đường cong trên mặt lâm lục kiêu rất cứng cỏi, mặt mũi lại chính trực. Khi hút thuốc, anh hơi nhăn mày, vai rộng mông hẹp, anh không tập thể hình nhưng có cơ bắp, cả người anh tựa vào ghế ngồi, cong lưng, không bụng, áo sơ mi dán sát vào da thịt, có thể nhìn thấy cơ bụng lờ mờ, không rõ ràng nếu kéo vạt áo lên cảnh tượng nhất định sẽ rất khả quan khói thuốc xám trắng giống như một lớp chướng ngại vật cản đường nam sơ nảy ra ý tưởng cô dùng tay vóc một nắm kem trên bánh vọt dậy bất thình lình nghiêng người về phía trước cách một cái bàn cô muốn ụp lớp kem vào mặt lâm lục kiêu lâm lục kiêu phản ứng rất nhanh ánh mắt anh vừa nhìn thấy có bóng người lao về phía mình anh đã nắm chắc phản xạ có điều kiện là bàn tay của phụ nữ mềm mại mịn màng lạnh lẽo mà nhỏ gầy phản ứng đầu tiên của anh là sao lại nhỏ như vậy anh mà dùng sức là có thể bẻ gãy bàn tay của đàn ông vừa rộng vừa ấm áp hiền hòa nhưng vẫn có hơi thô cứng cổ tay của phụ nữ vừa mịn màng vừa nhỏ gầy thậm chí còn rất trơn bóng tâm tư khác nhau cô làm gì đó giọng của lâm lục kiêu hơi khàn nam sơ nhìn vẻ mặt lâm lục kiêu mà cảm thấy muốn úp cả cái bánh lên đầu anh trét kem chỉ là chuyện thường xem như là thọ tin chúc phúc Ông Thọ, một trong ba tiên ông Phúc Lộc Thọ, Lâm Lục Kiêu kéo cổ tay cô, nhìn cô với vẻ chăm chọc. Nam Sơ đánh bạo, duỗi tay ra phía trước, thử xem, lực nắm lấy cổ tay cô càng mạnh hơn. Lâm Lục Kiêu nắm chặt tay Nam Sơ, kéo về hướng bên cạnh, lạnh lùng nói, cô rảnh quá ha. Nam Sơ bị người ta kéo qua, xoay người thành một vòng cung, cổ áo mở ra rộng hơn, để lộ dáng người gầy gò và xương quai xanh, nét đẹp tinh tế, thu hút người khác của phụ nữ. Bình thường, phần lớn kiểu dáng nội y của nam sơ không bó chặt lắm đều có dây buộc nút thắt ren vân vân nhưng hôm nay cô muốn tới núi cửu manh do đó mới mặc nội y kiểu vận động ngực bị ép tới mức bằng phẳng rồi nam sơ che cổ áo của mình lại lâm lục kiêu khẽ nhíu mày vẻ mặt khinh thường của anh giống như đang muốn nói có cái gì cho tôi xem đâu đương nhiên là nam sơ không sợ người ta thấy gì từ cổ áo mình hôm nay nếu như cô mặc nội y kiểu gợi cảm không chừng cô sẽ để anh thưởng thức một phen. Vẻ mặt anh như vậy là sao? Nam sơ hỏi. Không có gì, anh buông tay cô ra, dựa người vào ghế, hít thuốc lá một hơi, đồ nhát gan. Thấy mà không dám nhìn, Lâm Lục kêu liếc xéo cô, từ thì có nhìn đó. Nam sơ, Lâm Lục Kiêu thở hắt ra, cười nhẹ, tôi nhớ cô đâu phải 16 tuổi. Mở nó, anh đúng là có đạo đức lắm. Lâm Khải rửa mặt xong đi vào, hai người đang đối mặt mắt lớn trừng mắt nhỏ, cậu ta vẫy vẫy tay nói, hai người đây là làm cái gì đó, Lâm Lục Kiêu, Nam Sơ, Mắt mới gì tới ông cụ nhà cậu, Lâm Lục Kiêu đứng lên đi ra ngoài trước, Nam Sơ khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt, thông thả đi theo phía sau, ba người lên xe, Lâm ngốc nghếch ngồi vào ghế lái phụ trước, Nam Sơ nhìn Lâm Lục Kiêu, đúng lúc, anh cũng đang liếc nhìn cô, anh cao hơn, từ trên cao liếc nhìn xuống cô, hất cầm về phía cửa xe một cái, Nam Sơ vượt qua anh, mở cửa sau xe ngồi vào. Lâm Lục Kiêu cúi đầu cười, cũng ngồi vào theo dọc đường đi hai người cũng không có nói chuyện nam sơ dứt khoát nhìn ra ngoài cửa sổ dường như bị ánh đèn đêm đầy màu sắc bên ngoài cửa sổ mê hoặc còn lâm lục kiêu thì đang nói chuyện câu được câu không với lâm khải lâm khải cứ líu lo không ngừng giống như con chim sẻ nhỏ vậy hình như cậu ta có một loại tình cảm ỷ lại vào lâm lục kiêu nam sơ mở cửa sổ ra gió u vào ù ù cây cối ngoài cửa sổ lướt qua vung vút cô quay đầu vừa khéo thấy lâm lục kiêu đang nhìn mình trong ánh mắt không để lộ ý tứ gì nhiều, cô không cho phép mình nghĩ quá nhiều. Cô quay đầu lại, chợt nhớ tới 5 năm trước lúc vào nhà anh ở. Năm đó Nam Sơ 16 tuổi, ở trong nhà Lâm Lục Kiêu một tháng trời, thời gian đó anh có về nhà hai ba chuyến, mỗi lần đều ở lại một ngày rưỡi, toàn bộ thời gian còn lại đều ở trong đội của mình, như vậy xem ra hai người quả thật không tính là thân thiết. Lúc đó, Lâm Lục Kiêu đã thuê một căn hộ đơn, ba phòng một sảnh, ngoài trừ phòng ngủ, còn lại hai phòng kia đã bị anh sửa thành phòng sách và phòng chứa đồ linh tinh, quăng một đống đồ huấn luyện và dụng cụ tập thể hình ngổn ngang trong đó. Nam Sơ không biết nấu ăn, ngày nào cũng gọi đồ ăn bên ngoài, có lần lúc xuống lầu lấy đồ ăn đưa tới đúng lúc gặp anh trở về, cậu nhóc giao hàng thối lại mấy tờ tiền lẻ, Nam Sơ tùy tiện nhét đại vào trong áo khoác, vội vàng lẻo đẻo theo sau anh đi lên. Lên lầu, Lâm Lục kêu thay dậy, Nam Sơ cầm hộp cơm cà ri trong tay, hơi khó xử, suy nghĩ một chút vẫn đưa cho anh, không biết hôm nay anh về, thôi thì anh ăn trước đi, em gọi thêm một phần nữa, Lâm Lục Kiêu vứt chìa khóa vào ngăn tủ, cũng không thèm quay đầu lại, đi vào nói, tôi ăn ở trong đội rồi, à, Nam Sơn ngồi vào bàn ăn cơm tối, Lâm Lục Kiêu vào trong thay đồ, đôi mắt nhàn tản lướt một vòng xung quanh, mặc dù khả năng nấu nướng của cô nàng này là con số không, nhưng trong nhà vẫn rất sạch sẽ, không bẩn. Khi đó anh cũng là một thanh niên choai choai không biết chăm sóc người khác, trò chuyện giao tiếp cũng tạm tạm, duy chỉ có lúc nhìn thấy giường ngủ thì ánh mắt trở nên sắc bén ngay lập tức, ánh mắt chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, bất cứ lúc nào, chăn mền nhất định phải được gấp thành một khối ngay ngắn như khối đậu phụ, bây giờ gấp cũng không thèm gấp, vứt một đống lộn xộn trên giường, giống như vừa đánh nhau một trận ầm ĩ trên giường vậy. Trong nhà bật lò sưởi, Lâm Lục kêu thay cái áo rộng rãi màu xám và quần dài màu đen, từ trong phòng ngủ đi ra, xách cô nhóc đang ăn cơm vào trong, ấn cô ngồi xuống mép giường. Nhìn đi, anh nói, khóe miệng Nam Sơ vẫn còn dính mấy hạt cơm. Sau đó Lâm Lục Kiêu trải phẳng chăn ra, vừa trải vừa hỏi cô, mẹ em không có dạy em gấp chăn à. Khi đó tầm vóc của Lâm Lục Kiêu chưa cường tráng như bây giờ, dáng người thanh thiếu niên, cao lớn hơi gầy, khuôn mặt cũng không trắng rỏi như bây giờ, mà mượt mà thanh tú, làn da trắng hơn bây giờ, vẻ mặt có hơi hư hỏng, tính tình cũng không có trầm ổn nhẹ nhàng như bây giờ, nói toạt ra là khi đó anh có hơi gàn dở nhưng giọng điệu nói chuyện thì rất ôn hòa, anh không lưng, lúi húi trước giường, hiếm khi kiên nhẫn, trước tiên trải chăn ra, vuốt cho bằng phẳng, gấp lại một phần ba, gấp mặt bên kia qua đây, vuốt thẳng, gấp lại, sau đó dùng hai tay ấn xuống, khi đó hình như tóc anh cũng dài hơn bây giờ, dưới ánh đèn, mái tóc đen mềm mại, khiến cho người ta không kiềm chế được muốn sờ thử, anh cố ý làm chậm lại, chỉ chỉ góc chăn, chỗ đó đó, dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy, chỉnh sửa sao cho mấy cái góc vuông vắng lại, giọng nói trau chuốt rõ ràng đặc trưng của tuổi trẻ, không có lãnh cảm cấm dục như bây giờ. Lúc anh không lưng thì cổ áo trễ xuống, lộ ra xương quai xanh và xuống chút nữa là đường nét cơ ngực đẹp vô cùng, không phải căn phòng mà đường nét vừa phải, nhìn xuống phần bụng thanh niên bằng phẳng, mơ hồ có thể thấy đường nét mê người, nhìn thấy vậy tim cô đập bình bịch, nhịp tim rất nhanh. Nam sơ trưởng thành sớm hơn mấy đứa trẻ bình thường khác, biết rõ đây là cảm giác gì, cũng biết đây là phản ứng sinh lý gì, cô cũng hiểu rõ chuyện này không hề kỳ lạ, mặc dù khi đó cô mới có 16 tuổi. Trong đêm giọng đàn ông trở nên mượt mà, rất mê hoặc, bên này, cũng làm tương tự, chỉnh sửa góc chăn vuông vắng lại, khi đang nói chuyện, Lâm Lục kêu hơi ngẩng đầu, liếc nhìn Nam Sơ, vậy mà ánh mắt của cô nhóc vẫn kiên quyết nhìn anh chăm chú, một giây sau, cổ hồng nuốt xuống một cái, rõ ràng là không có nghe, anh nhướng chân mày lên, đứng thẳng người, hai tay chống nạnh, tôi đẹp lắm hả? Gật đầu, gật đầu, khóe miệng anh giật giật, biết gấp chưa? Lắc đầu, lắc đầu, gấp không được, tối nay khỏi ăn cơm luôn. Anh nhìn cô, phun ra một câu, giữa việc ăn cơm và gấp chăng? Nam Sơ không hề do dự lựa chọn Lâm Lục Kiêu, có lẽ khi Nam Nguyệt Như trở về, thì cô không có cơ hội gặp anh nữa, nghĩ như thế nên buổi tối này, giống như ông trời ban cho cô món quà mối tình đầu năm 16 tuổi của Nam Sơ, đêm đó. Lâm Lục Kiêu dựa vào cửa sổ hút thuốc lá. Nam Sơ liền âm ấp tâm sự, đứng cạnh giường gấp gấp xếp xếp cái gọi là khối đậu hũ, hết lần này đến lần khác. Cô nhóc tiến bộ rất nhanh, càng lúc càng tinh tế hơn, lúc gấp được tốt bản thân cũng vui vẻ hơn, đắc ý quay đầu nhìn anh, vẻ mặt như tìm kiếm sự khen ngợi. Lâm Lục Kiêu dựa tường, phủi phủi tàn thuốc, lườm cô, siêu vẹo, vẻ mặt cô nhóc sụp đổ, lại xoay qua điều chỉnh, cho đến khi gấp bốn góc chăn đạt tiêu chuẩn khối đậu hũ lúc này lâm lục kiêu mới hài lòng gật đầu dập tắt thuốc lá đi ra ngoài cơm cà ri trên bàn đã không thể ăn được nữa dù sao nam sơ cũng không đói thế là đổ cơm đi ngồi trên ghế sofa lấy kịch bản ra nghiên cứu đó là bộ phim điện ảnh đầu tiên mà cô tham gia lúc xem được đến một nửa trên bàn trà lại xuất hiện một túi ni lông màu trắng nam sơ ngẩng đầu lên một phần đồ ăn mua ngoài nhưng vẫn đang tỏa hơi nóng ra cô quay đầu lại theo bản năng lâm lục kiêu vứt chìa khóa lên bàn trà đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô. Đây là cái gì? Nam Sơ hỏi. Lâm Lục kêu không phải em chưa ăn no sao? Anh cố ý ra ngoài mua. Anh nhướng mày, dựa vào ghế sofa, lười biếng nói. Không phải vậy thì từ trên trời rớt xuống à? Cảm ơn, Nam Sơ nói. Vẻ mặt anh không có biểu cảm gì, ý bảo cô ăn nhanh đi. Cầm lấy điều khiển tivi bắt đầu tìm kênh để xem. Nam Sơ ngồi xuống sàn bắt đầu ăn, mặt ngang bàn trà. Lâm Lục kêu liếc cô. Cầm cái đệm trên ghế sofa ném cho cô, không có mặc quần thì đừng ngồi trên sàn nam sơ rõ ràng là đang mặc quần mà từ trước đến giờ anh luôn nói chuyện thẳng thắn cũng không phải là quý ông gì nhưng nam sơ nghe vậy lại cảm thấy rất thoải mái hình ảnh trên tivi vẫn chuyển đổi liên tục lâm lục kiêu cũng không tìm được kênh muốn xem thuận miệng hỏi nam sơ muốn xem cái gì nam sơ ngẩng đầu vừa đúng lúc hình ảnh dừng lại ở một bộ phim nước ngoài tên Decameron. cô hút một sợi mì nói phim này đi em chưa có xem Lâm Lục Kiêu nhướng mày, em chắc không? Nam Sơ lại hút một sợi mì, ngậm trong miệng, không cắn đứt, gật đầu một cái. Anh xem qua rồi hả? Lâm Lục Kiêu lắc đầu, chăm thuốc, hất cầm về phía tivi, không có, xem đi. Phim này do Hồng Kông làm lại, đã cắt giảm theo chuẩn mực rồi, phần còn lại không có gì là không thể xem cả. Nhưng mà nội dung chính của phim xoay quanh vấn đề quan hệ tình dục, vẫn còn nhiều cảnh làm người ta mặt đỏ tai hồng. Nam Sơ giả bộ cúi đầu ăn mì, dùng đuôi mắt len lén nhìn lâm lục kiêu anh lười biến dựa vào ghế sofa khuỷu tay chống lên tay ghế sofa đầu ngón tay kẹp điếu thuốc đôi chân dài dạng ra thoải mái khói dày đặc lúc anh hút thuốc sẽ hít mắt lại sau đó hơi hé miệng ra nhả ra từng ngùng khói hình vòng chính là dáng vẻ của thiếu niên lông bông đàn ông và con trai thật sự không giống nhau nam sơ nghĩ đến mấy cậu bạn trong lớp thỉnh thoảng có nói chuyện về giới tính luôn luôn mang lại cảm giác dung tục mà lâm lục kiêu lại không có khi đó anh còn ở giữa mức thiếu niên và trưởng thành, xen lẫn giữa thiếu niên chưa hết gàn dở và đàn ông trầm ổn. Rốt cuộc hôm đó vẫn không xem hết phim, lúc đang chiếu được một nửa, Lâm Lục Kiêu dập tắt thuốc, đứng dậy bỏ đi. Nam sơ ông tô mì, ngồi trên sàn, ánh mắt trong trẻo nhìn vào màn ảnh, vừa vặn dừng lại ở một câu thoại kinh điển. Mặc dù cũng có uống rượu, nhưng không xa lầy, mặc dù cũng đắm chìm, nhưng dừng lại đúng lúc, xe dừng ở dưới lầu của một khu chung cư, suy nghĩ của nam sơ bị kéo trở về lâm lục kiêu đẩy cửa xe bước xuống cô nhìn lướt qua xung quanh ngạc nhiên phát hiện nơi đây lại ở ngay bên cạnh chỗ cô đang quay bộ phim hiện tại thảo nào hôm đó lâm khải bảo anh đưa vé tới đây nam sơ hạ cửa sổ xe xuống nhìn bóng lưng thẳng tắp của lâm lục kiêu nói với lâm khải đợi một chút tôi hút điếu thuốc lâm khải quay đầu lại liếc nhìn cô đang định lên giọng thấy vẻ mặt nam sơ lạnh lùng nên cuối cùng không nói gì cả hút hết điếu thuốc Nam Sơ thấy Lâm Lục Kiêu bước vào một tòa nhà, mấy phút sau đó, cửa sổ lầu 4 của một căn hộ sáng lên, cô thuận tay dập tắt thuốc, nói với Lâm Khải, đi thôi. Một tháng sau, bộ phim quay đến những cảnh cuối cùng, vốn còn phải quay mấy cảnh khóc nữa, nhưng đạo diễn phất tay, cắt bớt đi, dù sao ông cũng không có lòng tin với mấy cô nữ diễn viên diễn khóc la thảm thiết, cho nên quyết định cắt bớt. Kế hoạch ban đầu là Nam Sơ có một tháng nhàn rỗi, ai ngờ, thẩm quan tông mang đến cho cô hợp đồng quay quảng cáo quần áo, là một nhãn hiệu lớn của Ý, chỉ định phải là Nam Sơ, hơn nữa thông báo lịch quay rất chặt chẽ, tối mai phải bay. Nam Sơ nhẩm tính ngày, ngày mai vừa khéo là số 9, tay cố thu dọn hành lý cho cô, Nam Sơ cúp điện thoại bắt đầu trang điểm, lục lọi tủ quần áo, dặn có cả buổi, chọn được một cái váy dài thân liền phần trên màu đen, phần thân dưới đầy hình sông môi, lúc này tay cố mới giật mình thấy không đúng, hỏi cô, chị muốn ra ngoài. Nam Sơ hơi mím môi, từ, anh Tông bảo em trông chừng chị, chị không được chạy lung tung. Nam Sơ cũng không quay đầu lại, soi gương chải lông mi, anh ta bảo em đi chết, em đi không. Nam Sơ trang điểm xong, váy đen hơi trễ ngực lộ rõ dáng người, mắt liếc nhìn cô gái xinh đẹp trong gương, dường như đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy mình như vậy. Lúc gần đi, cô nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của tay cố, chị đi đó, em ngoan một chút, đừng gây phiền phức cho chị, có hiểu không? tay cố nhìn theo bóng lưng cô kêu lên, rốt cuộc là chị đi đâu vậy, rửa sạch sỉ nhục trước đây. Nam Sơ cầm cái túi sách nhỏ, vẫy vẫy tay, bắt tầm tay thì hai khu chi đội của trung đội đặt cần. Gần tối, trong thao trường, binh sĩ mặc quần áo ngụy trang chỉnh tề, tác phong quân đội nghiêm túc, trong lúc đó ánh sáng mặt trời chiếu vào trên mặt bọn họ, mồ hôi rơi như mưa. Lâm Lục kêu một cánh tay đang kẹp một tấm bảng, sống lưng thẳng đứng, ánh mắt quét qua những gương mặt nghiêm nghị, trên trán lắm tấm mồ hôi bỗng nhiên anh ghiềm giọng nói, nghiêm. Mọi người đứng thẳng tắp, không dám thở mạnh. Hôm nay tới đây thôi, giải tán. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi. Đội trưởng dẫn đội đi ăn cơm tối tại phòng ăn, chỉ đạo viên từ đàn xa đã chạy tới, chạy đến ổn định trước mặt Lâm Lục Kiêu, chào, thả tay xuống nói, lãnh đạo bảo cậu đi chi đội một chuyến, Lâm Lục Kiêu ư một tiếng, tháo bao tay xuống đưa cho chỉ đạo viên, xoay người lái xe đi, bị chỉ đạo viên giữ chặt, chỉ đạo viên là một người tinh khôn đầu kia điện thoại vừa gọi sang đây nghe giọng nói của đối phương cũng biết nhất định là chuyện tốt vì vậy lôi kéo lâm lục kêu muốn chỉ điểm anh mấy câu mặc dù biết người này tính tình như cậu cho tới bây giờ nghe không vô những thứ này hai người đi ra ngoài lúc xuống cầu thang chỉ đạo viên tiến tới bên lỗ tai anh hạ thấp giọng nói lãnh đạo nói gì cậu đáp lời là được tìm vợ cho cậu cũng tốt tăng hàm chuyển chức cho cậu cũng tốt cậu cũng lớn rồi chuyện sau đó phải biết nắm chặt mọi người nghĩ bò lên trên cậu muốn xông về phía trước, toàn tính gì? Không có cậu, trung đội đặc cần ta như cũ đều là đội quân mũi nhọn, hàng năm năm sau đỏ. Mỗi người ra ngoài đều chiến đấu rất dũng mãnh, toàn bộ bọn họ tính tình đều giống cậu, nói cho cùng, cậu cũng phải cân nhắc cho mình, chỉ đạo viên cảm thấy mình nên nói rõ ràng. Kết quả Lâm Lục Kiêu chỉ nhìn anh một cái, không hề nói gì, vỗ vỗ lưng của anh, vài bước đã bước xuống hết bậc thang đi đến bãi đổ xe, chỉ đạo viên nhìn bóng lưng anh thở dài một hơi. Lâm Lục Kiêu vừa tới chi đội, không có vội vã đi lên tìm lãnh đạo, mà ở trên đường hút hai điếu thuốc lá, nhắm mắt suy tư về cuộc sống, sau lưng bị người nhẹ nhàng vỗ, anh quay đầu lại, đầu ngón tay cầm điếu thuốc đặt ở khóe miệng không có rút ra, một cô gái đội nón mặc quân trang phẳng phiêu đứng sau lưng của anh, liếc người tới một cái, Lâm Lục Kiêu quay lại hút thuốc, trong miệng khói mù phun ra lờ mờ, Lâm Mân không vui, vượt đến trước mặt anh, lãnh đạo tìm anh còn không mau đi, sao còn ở nơi này hút thuốc. Lâm Mân là em họ của Lâm Lục Kiêu. Năm đó hai người cùng tiến vào trường quân đội, một người sau khi tốt nghiệp phân vào trung đội đặc cần, một người sau khi tốt nghiệp phân vào chi đội hậu cần, văn chức. Tính toán ra, bây giờ cấp bậc của Lâm Mân vẫn cao hơn một cấp so với Lâm Lục Kiêu. Lâm Lục Kiêu nhả khói, đội nón, nói với Lâm Mân: Đi thôi. Mấy ngày trước ba anh có tới tìm em. Lâm Mân nhìn theo bóng lưng của anh kêu. Lâm Lục Kiêu không có quay đầu lại, vẫy vẫy tay. Lâm Lục Kiêu gõ cửa người bên trong nhìn anh một cái, vào đi, anh đi vào, trở tay đóng cửa, ngồi đi, thủ trưởng chỉ chỉ cái ghế trước mặt, Lâm Lục Kiêu gỡ nón xuống, đặt ngay ngắn trên bàn, kéo ghế ra ngồi xuống, sau bàn là một người đàn ông hơn 40 tuổi, không tới 50 tuổi, khuôn mặt vuông, bên Thái Dương có tóc bạc, cặp mắt kia đặc biệt có thần, mặt mũi tươi cười nói, Lục Kiêu, năm nay 29 chứ hả, vâng, thủ trưởng gật đầu một cái, cũng sẽ không vòng vo, nói ngay vào điểm chính ông già nhà cậu đợi tại tiền tuyến cũng không muốn con trai cứ như vậy quay trở về, ta đã nói với tổ chức, xin điều cậu vào đại đội, cuộc thi tháng sau, thi viết xong lập tức phỏng vấn, trong khoảng thời gian này xem nhiều sách, đừng gây rắc rối cho ta, Lâm Lục Kiêu không lên tiếng, anh 23 tuổi tốt nghiệp trường quân đội tiến vào trung đội đặc cần. Cũng coi là một trong số ít người vừa tốt nghiệp trường quân đội trực tiếp được phân vào trung đội đặc cần, làm việc ở đặc cần, điều kiện tốt, có một số thiết bị phòng cháy mới vừa không vận trở về, trước đưa cho đặc cần thực tiễn xong sau đó sẽ lần lượt mở rộng đến trung đội cơ sở. Chế độ trong đặc cần càng nghiêm khắc, bình thường sẽ từ trong tất cả trung đội phòng cháy tổng hợp chọn lựa mấy người có tố chất mạnh làm đội quân mũi nhọn tiến vào trung đội đặc. Cần tốt nghiệp trường quân đội được chọn trúng, trừ phi lãnh đạo đặc biệt thích hoặc là năng lực đặc biệt mạnh, Lâm Lục Kiêu đều thuộc về hai loại người trên. Thủ trưởng thấy anh không nói một lời, gõ gõ cái bàn có suy nghĩ gì lập tức nói ra đi, Lâm Lục Kiêu có thể có ý kiến gì không, muốn nói anh cự tuyệt điều khiển, có lẽ thủ trưởng sẽ cầm gạt tàn thuốc trên bàn lên đập chết anh. Trong tự điển của quân nhân vốn không có hai chữ cự tuyệt, dạ, thủ trưởng phất tay một cái, thừa dịp mấy ngày nay giao tiếp với chỉ đạo viên một chút đi, cậu đi đại đội thì tính tình phải thay đổi, ngày mai qua sinh nhật, 29 rồi, nên cưới vợ trẻ rồi. Ánh mắt phải mở rộng ra, tìm người có thể lo cho gia đình nói xong cũng đuổi người đi ra ngoài lâm lục kêu chào một cái đội nón lên đi ra ngoài cũng là theo thói quen hàng năm chính là lặp đi lặp lại tới tới lui lui tối nay không trực ban anh ra khỏi chi đội liền trực tiếp lái xe về nhà quần áo cũng không đổi thành phố vừa về đêm đặc biệt ầm ỉ, xe quẹo vào chung cư đậu xong mang theo chìa khóa xe lên lầu khi đang cắm chìa khóa vào cửa ngửi thấy một mùi thuốc lá không quá quen thuộc lơ đãng ngẩng đầu liếc nhìn thì nhìn thấy một bóng dáng gầy nhỏ màu đen đứng trong hành lang cửa thoát hiểm. Nam Sơ đứng dựa tường, đầu ngón tay cầm điếu thuốc, đốm lửa nhỏ đang âm thầm lóe sáng, hành lang bị cô làm cho sương mù lượn lờ. Cô gái mặc chiếc váy đen thấp ngực, vóc người dáng sát cân xứng, lội lõm có đủ, da thịt trắng nõn nổi bật trong đêm tối, váy rất dài, vừa vặn che đến mắt cá chân, lâm lục kêu chớp mắt, nơi đó có một vật màu đen, một đôi giày màu xám nằm cô độc, nổi bật lên xương lưng bàn chân của cô. Cô quả thật rất gầy. Cửa sổ hành lang nửa mở. Một trận gió lùa xông vào, váy đen bị thổi lên, bay múa theo cơn gió, giống như khói thuốc màu đen di chuyển, đánh lên trên tường, còn đẹp hơn tranh vẽ. Nam sơ dịu tàn thuốc, đi tới chỗ anh. Sao cô lại tới đây? Lâm lục kêu mở cửa, không có cảm xúc gì hỏi. Tôi tới giúp anh làm sinh nhật. Nam sơ dừng lại bên cạnh anh, khi làng váy thổi tới ống quần của anh, lâm lục kêu cúi đầu nhìn, trên mắt cá chân gầy nhỏ trắng nõn, là một con bướm màu đen, nhẹ nhàng bay múa, hình xăm kỳ lạ, phụ nữ kỳ lạ, Lâm Lục kêu ném chìa khóa trên tủ, đổi dép đi vào. Nam Sơ đứng ở cửa, nghĩ đến trước kia, anh vào cửa vĩnh viễn đều là đổi giày, ném chìa khóa, cô theo sau đi vào, trở tay đóng cửa, cúi đầu tìm một vòng cũng không có phát hiện có đôi dép dư nào, ngẩng đầu lên lần nữa, người đàn ông đã cởi áo khoác vào phòng ngủ, nửa chiếc áo khoác dắt trên ghế salon, có còn dép hay không? nam sơ hướng về phía bên trong kêu. Một hồi lâu, bên trong truyền đến một câu lười biếng, không có, ngay cả đôi giày cũng không có, nam sơ dứt khoát cởi giày, đi chân trần vào. Trên người lâm lục kêu đổi một chiếc áo sơ mi trắng ra ngoài, phía dưới còn mặc quần lính, mang dép, đi tới ghế salon ngồi xuống, cùi chỏ chống bắp đùi, sờ bao thuốc lá trên bàn uống trà nhỏ, lấy một điếu ra ngoài, đốt, ngồi trên ghế salon hút thuốc lá. Nam sơ nhìn quanh một vòng, phát hiện tổng thể căn phòng này lớn hơn so với căn phòng trước kia của anh, nhưng mà độ của anh không nhiều lắm, có lẽ do hàng năm không ở đây, không có không khí người ở, đồng hồ treo tường chạy tích tắc. Trong phòng anh còn thiếu một nữ chủ nhân, sau khi quan sát hết 10 phút, Nam Sơ có kết luận, Lâm Lục Kiêu trực tiếp sặc một cái, lạnh nhạt liếc cô một cái, cong khóe miệng xuống, không để ý tới cô, quay đầu tiếp tục hút thuốc. Nam Sơ đi tới, đứng ở trước mặt anh, hai người mặt đối mặt, một đứng, một ngồi hai chân tréo ngoảy, làng váy nam sơ vẫn nhẹ nhàng bay, thỉnh thoảng cọ đến mu bàn chân của anh, hơi ngứa chút, đầu ngón tay anh cầm điếu thuốc, cúi đầu liếc mắt nhìn, cô gái chân trần đứng, ngón chân từng ngón dài nhỏ, giống như ngó sen ngà voi, bươm bướm nơi mắt cá chân rõ ràng hơn, giống như đang động theo làng váy đông đưa, anh cảm thấy tôi thế nào, lâm lục kiêu vừa ngẩng đầu đúng lúc chống lại đôi mắt tròn trịa của cô, con ngươi còn đen hơn mực, có ánh sáng, anh rủ mắt xuống, nhìn xuống hai tay nam sơ ôm lấy cánh tay không lưng nhìn anh bộ ngực chen thành một đống váy đen càng làm cho bộ ngực thêm chói lọi xương quai xanh trắng nõn đường cong phụ nữ nở nang đẹp đẽ cùng với vùng đất bằng phẳng lần trước hoàn toàn khác biệt lâm lục kiêu thầm nghĩ mẹ nó thực mẹ nó thần kỳ đêm tối luôn có điểm đặc biệt nhìn ngoài cửa sổ một chút yên tĩnh cảm giác lực lượng đàn ông ở trong vô hình bị phóng to phụ nữ liền có vẻ cực kỳ đẹp đẽ làm cho người vô hạn mơ màng cô đi ra cửa mang giày vào, Lâm Lục Kiêu nói, nhìn phiền lòng. Nam Sơ bất động, Lâm Lục Kiêu lại đá dép mình cho cô, mang vào. Nam Sơ hài lòng đi vào, giày đàn ông size giờ 43, còn mang theo một chút xíu nhiệt độ. Chân anh thật to, dường như to hơn chân đàn ông bình thường, tự đáy lòng cảm thán. Lâm Lục Kiêu khịt mũi cười lạnh, hít một hơi thuốc lá, khẽ nhíu mày, cô gặp qua không ít nhỉ. Chợt, tiếng điện thoại vang lên, là điện thoại của Lâm Lục Kiêu, nam sơ chỉ chỉ túi quần đang phát sáng của anh anh cúi đầu nhìn qua một cái trên tay còn cầm điếu thuốc trực tiếp xách cô tới vừa cô đứng đây đừng động nói xong đôi mắt nhìn chăm chú vào làng váy của cô xác định sẽ không cọ đến trên người anh nữa mới lấy điện thoại trong túi quần ra làng váy này quả thật cọ đến làm cho lòng người ta sinh phiền điện thoại mới vừa bắt máy bên trong đã có người rống lên một câu mở cửa ra cho ông lâm lục kêu theo bản năng nhìn cô một cái nói với người bên kia điện thoại không ra. Ông đây tới ăn mừng sinh nhật với cậu, Lâm Lục kêu cao mày, đoán chừng là phiền, tôi đã ngủ, không ra không cho bỏ máy, cúp liều mạng đánh, tắt máy trực tiếp xô cửa, Lâm Lục kêu mắng một câu thô tục, khẽ ném điện thoại di động lên trên ghế salon, đi mở cửa, cửa vừa mở ra, sinh nhật vui vẻ. Đang 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 đang, đầu tiên là một đôi tay đưa vào, giơ hai chai rượu đỏ lên, sau đó một cái đầu mập mạp dò vào, mượt mà như bánh trôi người đàn ông mập mập liếc mắt liền thấy nam sơ đứng ở giữa phòng khách mẹ nó theo một tiếng bạo rống của ông năm sáu cái đầu sau lưng cùng nhau ngó vào sau đó là một tiếng bạo rống chỉnh tề mẹ nó lâm lục kiêu có bệnh người đàn ông mập mạp chỉ chỉ nam sơ sau lưng anh hậu tri hậu giác khó trách kêu cậu mở cửa cậu không mở cậu nói cậu ngủ có phải chúng tôi quấy rầy đến các người hay không hậu tri hậu giác sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra lâm lục kiêu nằm lấy điếu thuốc im lặng liếc nhìn anh ta. Người đàn ông mập mạp đi tới trước mặt Nam Sơ, đưa bàn tay mập mạp đầy mở, người đẹp, tôi tên là Đại Lưu, là bạn nối khố của Lâm Lục Kiêu, còn không đợi Nam Sơ nói chuyện, anh ta nói tiếp, sao tôi nhìn cô thấy quen mắt quá nhỉ? Nam Sơ cũng đưa tay ra, chào anh, người đàn ông mập mạp cầm, thầm nghĩ, mẹ kiếp cảm giác thật tuyệt nha, người đàn ông mập mạp là rất nhiệt tình, nắm sẽ không chịu buông tay, ngượng ngùng à, Lục Kiêu không có nói với chúng tôi cô ở đây, phải biết cô ở đây, chúng tôi khẳng định đánh chết cũng không tới. Lâm lục kêu lấy điếu thuốc xuống, đạp trên mông anh ta một cước, nói bậy cái gì đó, rốt cuộc đại lưu buông tay, không ngừng cười khà khà, cậu ta đây là ghen tị. Thật sự là rất vui được nhìn thấy cô, làm anh em nhiều năm như vậy, mấy anh em cũng chưa từng thấy cậu ta ở chung với phụ nữ. Thật đó, đại lưu đưa ra ba đầu ngón tay, tôi thề, trước kia cậu ta thật sự không có bạn gái, nam sơ. Đại Lưu còn thiếu chút nữa là móc tim ra, còn thật hơn ngọc trai, chúng tôi đều cho rằng giới tính của cậu ta có vấn đề, làm cho có giai đoạn mấy người chúng tôi cũng không dám đùa giỡn với cậu ta. Đại Lưu còn chưa nói hết, liền bị Lâm Lục kiêu sách cổ đi. Đại Lưu bị bắt đi, trong miệng còn lẩm bẩm, "Ai, sao tôi cảm thấy cô khá quen." Mấy anh em ngồi trên ghế salon, xếp thành một hàng, Lâm Lục kiêu mới chống nạnh hỏi nam sơ, "Cô trước đi." Đại Lưu vội kêu, "Đừng nha, phải đi cũng là chúng tôi đi." nào có chuyện đuổi vợ cậu đi. Mặt lâm lục kiêu đen lại, trừng đại lưu, cậu câm miệng cho tôi. Nam sơ gật đầu, xách túi từ trên ghế salon lên, cởi giày đưa cho lâm lục kiêu, đi ra cửa. Mới vừa đẩy cửa ra, bỗng nhiên cổ tay bị người giữ chặt, cảm giác gồ ghề ấm áp. Nam sơ quay đầu lại, lâm lục kiêu buông lỏng tay, đút vào trong túi quần, nhìn cô, đáy mắt tỉnh như đầm nước. Nếu không thì lưu lại, kết thúc tôi đưa cô trở về. Nam sơ nhìn anh, không nói gì, ánh mắt cô biến đổi từ trạng thái tìm tòi, nghiên cứu sang trạng thái hứng thú. Lâm Lục Kiêu đút hai tay vào trong túi quần, cầm hết về phía ngoài cửa, dùng vẻ mặt thẳng thắn, vô tư để nhắc nhở cô, quá muộn rồi. Nam Sơ khẽ nhíu mày, tiếp nhận lời mời một cách hào phóng. Nhờ đó, cô được giữ lại trong nhà Lâm Lục Kiêu. Lâm Lục Kiêu gật đầu, đóng cửa lại, ngay sau đó, anh xoay người, kéo tủ giày, lấy một đôi dép lê sạch rồi đưa cho cô. Nam Sơ đóng cửa lại xong xuôi, cúi đầu nhìn anh anh vừa nói là không đủ mà lâm lục kiêu xoay người đi vào trong bỏ lại một câu tôi nói không có đồ dành cho phụ nữ nam sơ theo sau anh lâm lục kiêu đi đến bên cạnh đại lưu liền đá anh ta một cái ý bảo anh ta ngồi sát vào trong một chút ngồi xích qua đại lưu đang nói chuyện với người kế bên thì quay đầu nhìn lâm lục kiêu sau đó vô cùng nghe lời mà vội ngồi sát vào trong anh ta nhìn lướt qua nam sơ rồi lại nhìn lâm lục kiêu bằng ánh mắt ngầm hiểu kế tiếp còn âm thầm đánh giá ánh mắt mập mờ giữa lâm lục kiêu và nam sơ vẻ mặt giống như ông đây hiểu hết rồi sau đó còn không quên giật dây mấy anh em ngồi cạnh ôi 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 tốt xấu gì thì đêm nay cũng là lần đầu tiên mà kiêu nhà chúng ta dẫn vợ về mấy cậu đừng xa cách quá để tôi lấy tinh thần một chút nào chỉ sợ quay sang sẽ làm chị dâu nhỏ sợ hãi thôi lâm lục kiêu ngồi xuống hung hăng vào đầu đại lưu mãi tới đầu của anh ta bị ấn lên sàn anh mới chịu buông ra thấp giọng nói đừng có nói hưu nói vượng cách nói chuyện có hơi mất tự nhiên nói xong anh liếc mắt qua nam sơ ý bảo cô ngồi xuống nam sơ đặt mông ngồi bên cạnh lâm lục kiêu chiếc quần quân đội bị cô ngồi đè sát mép vô tình để lộ rõ hình dáng bắp đùi đàn ông của anh cơ bắp trắng chắc cứng cỏi mà vô cùng cân xứng cô cúi đầu âm thầm đánh giá một phen chợt ngạc nhiên khi phát hiện vóc người anh còn đẹp hơn cả siêu mẫu nam trong lúc nam sơ đang đánh giá mép váy màu đen của cô lại cọ vào mu bàn chân lâm lục kiêu mép quần bị đè chặt không thể rút chân lại anh lường cô một cái giọng nói lạnh lùng mẹ em không có dạy rằng nên ngồi như thế nào sao nam sơ mỉm cười nói một câu rất đứng đắn mông lớn quá thiệt thòi cho anh rồi đêm nay đám người đến nhà đều là bạn chơi từ nhỏ đến lớn của lâm lục kiêu Đã lưu mập mạp vừa ngẩng đầu lên kia từ nhỏ anh ta đã quanh quẩn phía sau mông anh chỉ cần có ai nói anh một câu không tốt, anh ta liền xông lên, đánh gãy răng người đó. Người đàn ông ngồi kế bên, tay cầm chai rượu, mặt đỏ tí, tai chính là tôn minh dương, cũng là một anh chàng kiên cường. ngày còn bé, anh ta và lâm lục kêu đối nghịch với nhau ở mọi nơi. sau này khi lớn lên, hai người mới phát hiện mình có tài khi gia nhập quân đội. ở đằng kia, trên ghế sofa, có một người nữa vừa hút thuốc vừa lướt di động, trên tay cầm một chuỗi phật châu, anh ta tên là thẩm mục. Đại Lưu Vốn là người thân thiện, Nam Sơ bị anh ta kéo đi một vòng, giới thiệu toàn bộ anh em với tâm trạng hứng trí bừng bừng. Từ nhỏ đã thiếu tình thân, tình bạn, Nam Sơ chưa từng trải qua cảm giác này, cũng không có cách nào hình dung ra được, nhưng trong lòng cô rất ấm áp, giống như thấy được ánh sáng phía cuối đường hầm, có người không ngừng vẫy tay với mình, dường như người ấy đang nói rằng, chào mừng cô bước vào thế giới của anh ấy, cho dù chủ nhân của thế giới ấy vẫn cứ thản nhiên hút thuốc, chẳng tỏ vẻ gì đại lưu nói một thôi một hồi trong mắt đã tràn đầy ánh sáng lấp lánh minh dương và lục kiêu giống nhau đều là quân nhân đừng để ý chuyện bọn họ đánh nhau hồi còn nhỏ thật ra minh dương thương yêu kiêu nhà chúng tôi nhiều lắm chuyện gì cũng nói cho cậu ấy biết nói đến đây tôn minh dương lập tức ném một cái gối qua dường như đại lưu sớm đã có phòng bị anh ta trốn nhanh thoăn thoắt né được cái gối vừa vặn đập vào gáy của nam sơ lâm lục kiêu liếc mắt nhìn tôn minh dương tôn minh dương giật mình một cái vội vàng xin lỗi nam sơ thật ngại quá thật ngại quá lỡ tay lỡ tay đại lưu cầm gối lên ném ngược trở lại miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ dám đánh cả chị dâu nhỏ đợi lát nữa đi kiêu nhất định sẽ xử lý cậu ba chữ chị dâu nhỏ khiến tinh thần nam sơ vô cùng sảng khoái cô càng nhìn càng thấy vừa mắt anh chàng đại lưu mập mạp sau đó lại trông qua lâm lục kiêu đang im lặng hút thuốc nam sơ quyết định phải làm một chị dâu nhỏ hào phóng thỏa đáng cô mỉm cười không có gì chỉ là đùa vui mà thôi nam sơ quả thật rất đẹp nhất là đêm nay dáng vẻ được sửa soạn hoàn mỹ nét cười tươi tắn đầy sức sống ánh mắt tỏa sáng như vần trăng khuyết trong nháy mắt đại lưu đã bị mê hoặc đến thất điên bác đảo anh ta thầm nghĩ mẹ nó rốt cuộc kiêu đã tìm được yêu tinh này ở chốn nào vậy từ nhỏ đại lưu đã không thể chống lại được trước sức hấp dẫn của phụ nữ đẹp Thế nhưng ngày qua ngày, anh ta lại chẳng có duyên với một ai. Ngày đó, ở đầu ngõ nơi con phố nhỏ của bọn họ có một thầy bói mù, nghe nói xem bói rất chuẩn. Khi ấy, nhà nào có con nhỏ đều đưa ngày sinh tháng để cho thầy bói xem. Đám người lâm lục kiêu vừa được sinh ra, người lớn đã nhờ thầy xem giúp vận mệnh. Người lớn xin được mấy chữ khuyên răng về nhà, cho rằng đó là truyền thống, đúng sai đều không nói ra, trong lòng tự có tính toán. Mãi đến khi đám người lâm lục kiêu lớn lên, nghe nói có truyền thống ấy, đại lưu cuốn lấy thầy bói mỗi ngày để hỏi mệnh trời. Thầy bói lắc đầu, không đáp, lâm lục kiêu không cho là đúng. Anh không tin vận mệnh, càng không tin đạo giáo, thần Phật, đại lưu há miệng hỏi, giúp con tính đi, sau này con có thể lấy được mấy vợ, những người còn lại đều ngẩn ra, khi ấy, lâm lục kiêu rất, theo khuôn phép. Anh dựa vào tường, hai tay đút vào túi, dùng chân đá mông đại lưu một cái, vừa cười vừa mắng, nước mình quy định chỉ được cưới một người cậu còn muốn cưới vài cô hả đám người cười ha ha thầy bói lắc đầu nói với họ hay là ông tặng cho mỗi đứa một câu nói cho đến bây giờ đại lưu vẫn còn nhớ rõ câu mà thầy bói nói với mình không biết phân biệt tốt xấu khổ nửa đời không biết nhìn người khổ một đời chỉ là anh ta cũng không rõ lắm cho rằng ông ấy cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi đại lưu hồi phục tinh thần tiếp tục nói với nam sơ thật đó sau khi lục kiêu thi đậu vào trường quân đội cậu ta minh dương lập tức tham gia nghĩa vụ quân sự kết quả là với tình tình lỗ mãn đó giờ cậu ta đánh nhầm bộ đội đặc chủng nam sơ tò mò hỏi anh ấy và lâm lục kiêu đánh nhau ai lợi hại hơn cậu ta đánh nhau với lục kiêu chẳng thắng được mấy lần nói đến đây đại lưu chợt nhớ tới hồi còn nhỏ có một lần lâm lục kiêu nổi giận bừng bừng ai cũng không ngăn được lục kiêu rất tàn bạo tôi nhớ có một lần chuyện về em trai cậu ấy lâm khải cô biết người đó chứ nam sơ gật đầu biết đại lưu vừa nghe cô nói vậy thấy ngay cả em trai mà cô cũng biết anh ta liền tin chị dâu nhỏ là cô hơn phân nữa cho dù sau này cô và lâm lục kiêu không thành với nhau thì coi như cũng có quen biết vì thế đại lưu càng coi nam sơ như người một nhà nói với niềm hứng thú dạt dào sức khỏe của tiểu khải không tốt lúc đi học bị người ta coi thường có lần còn bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập năm đó lục kiêu mới học sơ trung về nhà vừa thấy đã chạy ra ngoài đánh người ta gãy xương sống mũi tôi và minh dương anh mục kéo cậu ấy về không được kết quả là về nhà rồi cậu ấy bị cha mình nhốt lại mới nói một nửa đại lưu đã bị người ta đạp một cái lâm lục kêu ngồi ở giữa phủi bớt khói thuốc vừa nhìn đại lưu vừa chăm chọc có khả năng kể chuyện ngày xưa hay như vậy sao không đi làm nhà phê bình cho rồi đại lưu không phục không phải tôi đang giúp cậu chiếu cố chị dâu nhỏ sao cậu xem cậu chỉ lo hút thuốc chẳng để ý tới người khác, tôi giúp cậu chăm sóc cô ấy, cậu còn bảo tôi đi làm nhà phê bình. Tôi nói cho mà biết, tình cảm của cậu ít ỏi như vậy, sao có thể tìm được bạn gái hay thế? Nói đến đây, ánh mắt anh ta đột nhiên sáng ngời, nhìn về phía Lâm Lục Kiêu, ôi, không phải là cậu đang ghen đó chứ? Lâm Lục Kiêu lường mắt xem thường, cút, tôi biến đây không quấy rầy hai người nữa, quả nhiên sau đó, đại lưu lăn ra chỗ khác, đi tìm Tôn Minh Dương để vung nắm đấm. Tôn Minh Dương tỏ vẻ ghét bỏ, buộc vào trán anh ta một cái để anh ta biến sang chỗ khác. Đại lưu quay đầu, nhìn cái người đang vừa hút thuốc vừa nhấp một ngụm rượu vang, đặt toàn bộ sự chú ý vào chiếc di động mà tố khổ. Anh Mục, anh nói đi, sao hai người này tham gia quân ngũ mà thô lỗ như vậy? Động một chút là kêu người ta cút, thẩm mục không thèm ngẩng đầu, cút, đại lưu im lặng một hồi, không phải anh tin Phật sao? Phật tổ nói, không được mắng chửi thô tục, đại lưu đi rồi, chiếc ghế sofa rộng hơn trong nháy mắt, lâm lục kiêu ngồi xích qua phía bên cạnh nam sơ nhìn khe hở nhỏ giữa hai người cô hỏi anh anh không giải thích à lâm lục kiêu quay đầu nhìn cô giải thích cái gì giải thích rằng tôi không phải là bạn gái anh lâm lục kiêu hiểu rất rõ tính cách của mấy nhóc con chơi cùng mình từ nhỏ tới lớn kia anh mà càng giải thích sẽ càng chứng minh trong lòng anh có quỷ vả lại anh vốn không phải người hay giải thích trải qua thời gian sẽ tự nhiên hiểu được hơn nữa anh cho rằng đây là lần cuối cùng gặp mặt nam sơ đưa cô về nhà rồi sẽ nói rõ ràng để cô không tìm tới anh nữa về sau đám người đại lưu không gặp cô sẽ tự biết mình đã hiểu lầm anh cần gì phải tốn thời gian hút một điếu thuốc để giải thích anh ngậm điếu thuốc trong miệng nở nụ cười không nói chuyện lâm lục kiêu nghiêng người về phía trước định lấy bật lửa trên bàn trà nào ngờ lại bị nam sơ tay mắt lanh lẹ dành trước chiếc bật lửa hình vuông màu đen bằng kim loại nằm gọn trong bàn tay trắng mềm của nam sơ cô tùy ý xoay vòng nó một cái tự chỉnh phương hướng đầu ngón tay mảnh khảnh mở ra nhẹ nhàng, đẩy nắp, ngón cái vừa chuyển, lửa đã bật lên trong nháy mắt, ánh lửa lay động, cánh tay lâm lục kiêu buông lơi giữa không trung. Anh lắc người một cái, nhìn cô, trong miệng vẫn ngậm điếu thuốc, rõ ràng trong phòng khách có bật đèn, nhưng lại có cảm giác ánh lửa kia rực rỡ hơn, nhanh chút nào, phỏng tay nam sơ thúc dục, lâm lục kiêu cúi đầu, nở nụ cười, đốt điếu thuốc dưới ngọn lửa trong tay cô. Sau đó dựa người vào ghế sofa, thở ra một làn khói anh quay đầu, liếc nhìn cô gái bên cạnh mình. Mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp động lòng người. Không biết vì sao, anh bỗng nhiên nhớ về ngày mình thi đậu vào trường quân đội, lúc sắp rời khỏi con phố nhỏ. Thầy bói đã đứng ở đầu ngõ, nói với anh rằng, chàng trai trẻ, còn rất cứng cỏi, chính trực, mai sau sẽ là một anh hùng. Ngay sau đó, thầy bói liền thở dài, cho dù anh không tin vào vận mệnh, nhưng cũng cảm thấy thú vị, do đó đã lắm miệng mà hỏi một câu, sao ông lại than thở, thầy bói nói. Từ xưa có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tính ra, đã lâu rồi anh không trở lại con phố nhỏ, khi đó cả đám con trai mới lớn cùng rượt đuổi xô đẩy ầm ĩ ở đầu ngõ của con phố nhỏ, đó là quãng thời gian phóng khoáng nhất và vui vẻ nhất. Lúc Lâm Lục Kiêu vừa chào đời, ba vẫn chỉ là phó trưởng khoa của đội phòng cháy chữa cháy, điều kiện gia đình thường thường bậc trung, nhưng sau khi sinh Lâm Khải, mẹ bị cho thôi việc, điều kiện gia đình eo hẹp hơn rất nhiều. Trong trí nhớ của anh, lúc đó mặc dù cuộc sống rất khó khăn, nhưng mà rất vui vẻ, sau đó ba lại được chuyển đông công tác, cuộc sống trở nên tốt hơn, bằng khoăn nhiều chuyện hơn, ngược lại không vui vẻ như trước kia. Sau khi thi tốt nghiệp trung học, lúc đó cả đám con trai tụ tập lại hút thuốc nói chuyện phím, đại lưu muốn vào trường quân đội với Lâm Lục Kiêu, nhưng mà cậu ta không đủ điểm. Lâm Lục Kiêu đề nghị cậu ta học kinh doanh theo như nguyện vọng của gia đình sau này ra làm công chức nhà nước, đại lưu không chịu. Lúc ấy thằng con trai mập mập cao lớn vạm vỡ đông đưa cánh tay nói, tôi chỉ muốn đi chung với cậu à, bây giờ Lâm Lục Kiêu nhớ lại bộ dáng lúc ấy của đại lưu, trong lòng vẫn cảm thấy buồn nôn. Lúc đó Tôn Minh Dương và Thẩm Mục còn dễu cực đại lưu tuyệt đối là công rồi, ai ngờ, đại lưu nói, ông Lý Mù có nói rồi, tôi không biết nhìn người, khổ một đời, người khác thì tôi không biết nhưng đi theo anh kêu đây thì chính xác không sai đâu vậy ra hai thằng mình chỉ là vật trang trí thôi à lúc đó tôn minh dương và thẩm mục vừa nghe xong chỉ muốn tuyệt giao với đại lưu ngay lập tức ông thầy tướng số họ lý ở đầu ngõ cho đến nay không ai biết ông tên gì qua một quãng thời gian thân quen với mọi người ở đó tất cả mọi người đều gọi ông là ông lý mù ngược lại ông cũng không hề để ý lúc đó ông lý mù tặng bốn người bọn họ mỗi người một câu nói câu của lý minh dương chính là nam nhi hữu lệ bất khinh đạn nam nhi nhiệt huyết vô gia hoàng nước mắt đàn ông không dễ dàng rơi đàn ông nhiệt huyết không gia đình ông lý mù tặng cho thẩm mục một câu kinh phật chúng sanh độ tẩn phương chứng bồ đề chúng sanh độ hết rồi mới chứng bồ đề khi ông lý mù hướng về phía lâm lục kiêu thì bị anh khoác khoác tay từ chối thẳng thừng không cần tặng cho tôi tôi không tin những thứ này lúc ấy ông lý mù cũng chỉ lắc đầu cười thật sự không nói nữa Đợi đến khi anh thi xong, định đến trường quân đội thì hai người lại gặp nhau ở đầu ngõ, ông Lý mù hiếm khi chủ động gọi anh lại. Lâm Lục Kiêu rất ngạc nhiên, không ngờ vậy mà ông ấy cũng nhận ra anh, anh nghi ngờ quơ quơ tay trước mặt ông ấy, ông Lý mù kéo tay anh, nói, đừng có quơ nữa, chút xíu bản lãnh này cũng không có, thì ông đã sớm bị người ta gỡ bản hiệu rồi. Lúc ấy Lâm Lục Kiêu mặc nguyên bộ đồ đen, đơn giản gọn gàng, sau lưng mang một cái ba lô màu đen, cảm thấy chuyện như vậy thật thú vị vì vậy hiếm khi cà lơ phất phơ dựa vào bức tường đầu ngõ tán gẫu với ông ấy sao ông biết được tôi đi qua đây nói cho cậu biết tôi được cái gì lâm lục kêu cúi đầu cười nhưng mà cuối cùng ông lý mù cũng nói gió bước chân hơi thở cậu và ba cậu trai kia không giống nhau thần thái của cậu tương đối vững vàng bước chân trầm ổn đại lưu sẽ thở mạnh mùi trên người rất đậm những kiểu thế này cho dù có nói cũng chỉ là hiểu mà không diễn đạt được bằng lời lâm lục kêu gật gật đầu không lên tiếng. Ông Lý Mù nói, lúc đại lưu tới gặp tôi, hỏi tôi câu nói kia là ý gì? Lâm Lục Kiêu khoanh tay dựa ba lô vào tường, một chân co lên đạp lên tường, cong khóe môi, cậu ta nhát gan. Ông nói vậy làm cho cậu ta sợ hãi, cậu thật sự không muốn nghe câu của cậu sao? Lâm Lục Kiêu nhìn ông, ông nói đi, ông Lý Mù cũng không nói nhiều hơn, trước sau chỉ nói có hai câu, chàng trai trẻ, còn rất cứng cỏi, chính trực, có khí phách. Trong tương lai nhất định là một anh hùng chỉ là từ xưa đến nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân lâm lục kiêu nói xong rồi à lời tôi nói nhớ kỹ là được sẽ không làm hại cậu đâu lâm lục kiêu đứng thẳng lên thu lại vẻ cà lơ phất phơ khóe miệng không còn cười nữa giọng nói cũng trầm xuống nếu ông coi chuẩn như vậy có coi được tại sao ba mẹ tôi lại ly hôn không ông lý mù không nói gì thêm lần đó chắc là lần gặp cuối cùng giữa họ lúc lâm lục kiêu trở về nghe nói ông lý mù đã đi rồi không ai biết ông đi đâu Kim đồng hồ chỉ hơn 11 giờ, đại lưu liếc nhìn Lâm Lục Kiêu đang ngồi trên ghế sofa, sau đó liếc nhìn Tôn Minh Dương và Thẩm Mục, ngập ngừng hỏi ý kiến Lâm Lục Kiêu, hay là, bây giờ tụi mình về trước ha, Lâm Lục Kiêu đang ngậm điếu thuốc, gật gật đầu, đại lưu kéo hai người kia đứng lên, tạm biệt Nam Sơ, cười khà khà nói, chị dâu nhỏ. Hôm nay rất hân hạnh được biết chị, rảnh rỗi tới chơi thường xuyên nha, hay là tôi lưu số chị, nói xong lập tức lấy điện thoại di động ra bị Lâm Lục Kiêu đánh một cái, cúc mau, Đại Lưu ngượng ngùng, được rồi, cúc ngay đây. Sau khi ba người rời khỏi, trong nhà là một đống hỗn độn, chai lọ ngã chỏng vó, tàn thuốc rơi đầy trên sàn nhà. Lâm Lục Kiêu tiễn bọn Đại Lưu đi xong quay trở lại, khoanh tay dựa vào tường hỏi cô, tôi đưa cô về nhé. Nam Sơ không chớp mắt, tốt bụng đề nghị, hay là em ngủ lại nhà anh. Anh cũng không cần phải đưa em về, sáng sớm mai em tự về, lúc ấy đêm khuya, đèn phòng khách đã tắt ở chỗ cửa chỉ có một bóng đèn tường đang sáng, vần sáng màu vàng, ánh sáng ấm áp, lâm lục kiêu dựa vào tường, giống như bị phủ một lớp viền màu vàng, sau này Nam Sơ vẫn thường xuyên nhớ tới phản ứng đêm đó của anh. Khi đó lâm lục kiêu hay dùng đầu lưỡi liếm khóe miệng một cái, cúi đầu nở nụ cười. Nam Sơ cảm thấy thật sự quá đẹp trai, không giống với kiểu đẹp trai bình thường, tóm lại chính là mùi vị đàn ông. Đi thôi, cười một hồi, anh nói. Lâm Lục Kiêu cầm chìa khóa đi lấy xe, tay kia lại ném cho cô một cái áo khoác màu đen rất sạch sẽ hình như là mới lấy ra từ trong tủ treo quần áo lớn nam sơ nhìn kỹ một chút chắc là áo khoác mùa xuân của anh khoác lên trước đi nam sơ khoác lên cúi đầu nhìn mình một cái váy dài hở ngực bó sát người lại khoác lên một cái áo khoác màu đen của đàn ông rộng thùng thình vừa vặn che qua đùi cô tự nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ quái lạ là muốn được bảo vệ tự nhìn mình đến vui vẻ đẹp không cô hỏi lâm lục kêu Lâm Lục Kiêu mở cửa xe, quay đầu lại nhìn cô một cái, rồi lại nhanh chóng lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác, chui vào xe, mục đích mặc quần áo là để đẹp mắt hả. Nằm sơ vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái phụ, chui vào ngồi xong, nói, khó coi em thà là không mặc, em không mặc càng đẹp mắt, chẳng thèm nói lý với cô, cô ở đâu, tinh huy. Lâm Lục Kiêu lái xe hơi trầm lặng, tính tình ít nói, giống như trước kia vậy, lúc dừng đèn đỏ có thói quen một tay vịn tay lái một tay khoác lên dọc theo mép cửa kính xe nhìn cảnh đêm xe nhanh chóng dừng ở dưới lầu trước khi xuống xe nam sơ trả áo khoác lại cho anh lâm lục kiêu nhận lấy ném ra ghế ngồi phía sau rồi chờ cô xuống xe nam sơ đứng ở ngoài xe ngoài người qua cửa sổ nói với anh một tuần sau chúng ta sẽ ăn cơm với nhau em tới tìm anh hay là anh cho em số điện thoại đi cô không người một cái để lộ phong cảnh cũng không phải là lộ ra hết cái kiểu như có như không đó đặc biệt hấp dẫn người ta Lâm Lục Kiêu dựa vào ghế ngồi, một cái tay vắt lên bệ cửa sổ, nhàn nhã quan sát cô, lúc anh không nói lời nào, lông mày nghiêm nghị lạnh lùng, tâm tư khó đoán. Một hồi lâu sau, anh rút ra một điếu thuốc, châm lửa, ném bật lửa vào trong hộp xe, thờ ơ hỏi, cô muốn gì ở tôi, cũng chính cái thái độ dáng vẻ này gây khó dễ cho Nam Sơ, không có cách nào nắm bắt được. Đêm khuya, cây cối yên tĩnh, ánh mắt của cô nàng sáng lấp lánh, còn sáng hơn ánh trăng, hỏi ngược lại anh, anh cảm thấy anh có gì cái gì để cho em lấy lâm lục kêu cười lạnh phun ra một ngụm khói bàn tay để ra ngoài cửa sổ hít mắt búng tàn thuốc mỉa mai nói vậy cũng đúng cô muốn cái gì mà không được lúc trước quăng cho tôi đóng tiền rồi bỏ đi rất thoải mái mà không phải sao tiền đó anh còn giữ sao sớm xài sạch sẽ rồi xài vào chuyện gì thế thật ra thì lúc đó nam sơ để lại tiền cho anh trong lòng anh cũng rất khó chịu với lại cô nhóc kia lại ra đi lặng lẽ nhắc đến là muốn nổi cáu rồi vốn nghĩ đem đống tiền kia ném đi nhưng anh phục vụ cho quân đội thì sao có thể ném mau chủ tịch đi chứ đi hai bước cảm thấy không ổn lại quay lại nhặt lên ngày hôm sau bảo đại lưu quyên tặng cho trại trẻ mồ côi dù sao cũng không thể giữ lại cô quản tôi à lâm lục kêu phun ra một câu nói thẳng không kiên kỵ cô cũng đừng đến tìm tôi chuyện năm đó đổi lại là người khác tôi cũng sẽ cho ở nhờ như vậy dù sao tôi cũng ở trong đội trong nhà không có ai cho thuê lại xem như có thêm chút thu nhập. Nam Sơ lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt đông đưa, trong lúc đó anh có trở về nhà ba chuyến đấy, Lâm Lục kêu khởi động xe, là do tôi chưa quen, nhất thời quên mất trong nhà còn có một người, lần đầu tiên là anh quên, lần thứ hai cũng quên luôn à. Còn lần thứ ba thì sao đây, tôi mà thèm à, cô sẽ không nghĩ là tôi có ý gì với con nhóc như cô đó chứ. Nam Sơ nhún vai, mặt ra vẻ như sao tôi biết trong lòng anh nghĩ thế nào, không có cách nào nói chuyện mà yên lặng một lát, Lâm Lục Kiêu quyết định không tiếp tục dây dưa với cô nữa, đuổi cô đi lên lầu. Bây giờ là mấy giờ rồi, mau đi lên đi, vài tuần nữa cùng ăn cơm nha, Nam Sơ vẫn không quên chuyện này. Lâm Lục Kiêu sâu sắc liếc nhìn cô một cái, phát hiện cô nàng này thật sự quá cố chấp, nói qua loa, không nói trước được, đến lúc đó rồi hãy nói. Nam Sơ bày ra bộ dáng không đồng ý thì cô sẽ không đi lên. Lâm Lục Kiêu nhíu mày, bực mình nói, được 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 đưa điện thoại cho em, Nam Sơ đưa tay ra, để làm gì, lỡ như anh lại trốn đi chỗ khác như lần trước thì em đi đâu tìm đây, Lâm Lục Kiêu liếc nhìn cô một cái, lấy điện thoại từ trong túi quần ra ném cho cô, Nam Sơ vững vàng chụp lấy, gọi sang điện thoại của mình, chắc chắn gọi được rồi mới ném trả lại cho anh, hài lòng cười với anh rồi vẫy vẫy tay, nói khẽ, đội trưởng Lâm, ngủ ngon, Lâm Lục Kiêu dựa người vào ghế, một tay vịn tay lái, một tay kẹp điếu thuốc, vắt ra ngoài cửa sổ thuốc lá cháy hơn nửa điếu, đầu thuốc lá bay ra từng vòng khói nhạt, gió đêm thổi qua, tàn thuốc bị gió thổi bay, sẽ thành những hạt bụi hòa vào trong không khí. Anh nhìn theo bóng lưng Nam Sơ, đầu lưỡi liếm răng, hừ một tiếng rồi cười khẽ. Nam Sơ mang theo túi sách lên lầu, tay cố bị thẩm quan tông mang theo để dạy dỗ, đôi tay thẩm quan tông chống nạnh, nước miếng phun tung tóe. đối diện tay cố đang rút đầu, đã khuya rồi tại sao em còn cho cô ấy đi ra ngoài? Tôi không phải đã cảnh cáo em, phải trông coi cô ấy. Cô ấy nói đi đâu? Cô ấy muốn đi ra ngoài gây họa cho tôi người nào dọn dẹp. Hoặc là nếu xảy ra chuyện gì hàng tổng hỏi tới thì em giải thích với anh ta sao đây? Bộ tôi chưa có nói với em là tinh thần cô ấy không tốt lắm hay sao hả? Cái này nếu ở trên đường phát tác để cho cảnh sát bắt đi, tạp chí ngày mai em đi chụp à?" Tay Cố cúi thấp đầu, rụt cổ lại, bác sĩ nói là cô ấy mắc chứng uất ức nhẹ, không. Không phải bệnh tâm thần. Về đề LQD, dĩ nhiên Thẩm Quan Tông biết, càng nói càng giận, điểm lên đầu tay cố từng cái từng cái một, cái đầu của em dùng để trang trí thôi hả? Bỗng nhiên tôi phát hiện nhận thức trong đầu của nha đầu em so với khuôn mặt trắng của em còn thấp hơn. Em không biết trước kia cô ấy, Thẩm Kính Băng. Trước đây khi Thẩm Quan Tông vào giới giải trí vốn lấy tên là Thẩm Kính Băng, sau khi sửa lại nghệ danh không còn ai gọi anh như vậy nữa, chỉ có lúc nam sơ đặc biệt tức giận mới gọi anh như vậy. Quả nhiên vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy nha đầu xinh đẹp gợi cảm kia vẻ mặt lạnh lùng tựa vào trên khung cửa, khoanh tay trước ngực, túi sách dắt trên cánh tay, đang muốn phát tác, nhìn thấy cô biến nhát mà đi vào, dáng vẻ kia, eo mềm chân nhỏ, thật quyến rũ người, suy cho cùng thẩm quan tông cũng là đàn ông, mắt nhìn thẳng, giả bộ ho khang che kín miệng, sau đó hung dữ nói, hơn nửa đêm em ăn mặc như vậy đi nơi nào vậy, nằm sơ đi vào, vứt túi sách xuống ghế salon, sách tay cố qua, ngồi xuống trước gương, soi gương nói với thẩm quan tông, đói bụng nên đi ra ngoài tìm một chút đồ ăn không được sao. Nam sơn người này có một tật xấu, thích soi gương, phòng khách đặt hai mặt gương, gương trang điểm và gương toàn thân. Hai mặt gương đều là cô cố ý tìm người làm theo yêu cầu, được sắp đặt vừa vặn. Trong kính người phụ nữ bắt đầu thông thả ung dung tháo trang sức, thẩm quan tông nhìn bộ dạng cô không có vấn đề gì, ngọn lửa vô danh lại bùng lên. Hàng tổng nói trong khoảng thời gian này để cho em luyện tập lời kịch cho thật tốt, không có chuyện gì đừng luôn chạy ra ngoài, dọn dẹp một chút thì đi ngủ. Ngày mai hàng tổng sẽ cùng bay đến Italy với chúng ta. Sáng sớm hôm sau, xe của hàng Bắc Nhiêu đã đợi ở dưới lầu. Cửa xe mở ra, quả nhiên nhìn thấy nhị thế tổ đeo kính đen đang gác chân tựa vào trên ghế ngồi gửi tin nhắn, nghe động tĩnh. Anh nhìn qua, đẩy mắt kính xuống, ánh mắt nhìn chầm chầm quan sát hai cô gái bên ngoài xe. Nhị thế tổ, Phú Nhị Đại chỉ thế hệ thứ hai của các doanh nhân phất lên sau giai đoạn mở cửa vào thập niên 1980 ở Trung Quốc. Đây là lần thứ hai Tây Cố thấy hàng Bắc Nhiêu, lần đầu tiên là lúc phỏng vấn, hàng Bắc Nhiêu tréo ngoảy hai chân nằm trên ghế dựa làm việc để cho cô biểu diễn một tay nhất hai rương hành lý. Đợi cô làm xong, ngón tay thon dài chỉ cô nói, chọn cô ấy, sau đó phất tay một cái để cho cô ngày hôm sau tới làm. Nam Sơ lấy mắt kính xuống, lên xe, hàng Bắc Nhiêu huyết gió với cô, lại đẹp lên, anh cũng không thấy được, khuôn mặt hàng bắt nhiêu trong nháy mắt đen lại, hận không thể bóp chết cô, có người nói chuyện như vậy với ông chủ sao, tay cố cất hành lý xong chuẩn bị lên xe, hàng bắt nhiêu liếc cô, suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ cô gái này tên gọi là gì, thôi, tay cố cúi thấp đầu, vội vàng ngồi vào bên cạnh nam sơ, hàng bắt nhiêu xuất thân học thiết kế, đầu tư không ít quần áo thương hiệu nổi tiếng, bao gồm nhãn hiệu của nhà thiết kế lần này nam sơ đi Italy hơn phân nửa cũng là bởi vì quan hệ với hàng bắt Nhiêu. Nhưng không thể phủ nhận, Nam Sơ là một người mẫu đặc biệt tốt, cảm giác ống kính mười phần, các loại vẻ mặt chần chừ rất đúng chỗ, ngay cả nhíp ảnh da Jessica xảo trá tai quái từ trước đến giờ, cả ngày ghét bỏ người mẫu không phải mặt quá béo không hợp ống kính chính là ghét bỏ người mẫu không có đường công hoặc là vẻ mặt không thích hợp, cũng khoe Nam Sơ lĩnh ngộ cao, chỉ cần nói một chút muốn cô ấy diễn tả cảm giác gì, thì đều thể hiện được cảm giác đó hoàn toàn chính là dáng vẻ anh muốn. Cô còn có thể nhẹ nhàng khống chế các loại phong cách như thường, muốn gợi cảm thì đôi mắt nhỏ so với mèo còn bắt người hơn, muốn thanh thuần lại có thể so với thỏ trắng nhỏ. So với người mẫu lúc trước công ty chỉ định tốt hơn quá nhiều, người trước kia, chụp hình vĩnh viễn chỉ có một loại vẻ mặt, kêu cô thể hiện cảm xúc đôi mắt một chút, thì không được tự nhiên làm ra bộ dáng hận không thể khiến người ta cầm tấm phản quan đập chết. Hôm nay, Jessica gửi cho cô một tấm hình mẫu, là ngày đó ở trên bờ cát chụp bikini xì tai mới, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng màu trắng trong suốt, tóc và toàn bộ trên người đều ướt, giống như mới đi ra từ trong nước, tóc trước trán lộn xộn dính trên khuôn mặt, áo mỏng ngâm nước dính sát vào người, đừng công mê người hiển thị rõ, phía dưới lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp đều đặn, trên bờ cát ánh vàng rực rỡ, dưới ánh mặt trời cô gái trẻ cười đến hết sức xinh đẹp, trong mắt đều là ánh sáng, chính là nam sơ chứ không phải ai khác, thuận tay liền chuyển cho lâm lục kiêu lâm lục kiêu thấy hình đã là ba ngày sau ngày đó nhân dịp tiểu đội kết thúc thay đổi thường phục mới từ trong đội lái xe về nhà ở đầu đường chờ đèn xanh đèn đỏ thì tiện tay móc điện thoại trong túi quần ra mở máy một cái lập tức một tin nhắn nhảy ra phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng trong điện thoại di động có virus lại có quảng cáo màu vàng nhìn kỹ lại phát hiện cô gái này khá quen chờ sau khi nhận rõ người tựa vào trên ghế ngồi một tay khoác lên dọc theo cửa sổ đỡ huyệt thái dương có chút dở khóc dở cười, kết quả là thiếu chút nữa lỡ mất đèn xanh, cho đến khi sau lưng có tài xế điên cuồng bấm kèn, anh mới ném điện thoại di động, lái xe đi. Trừ cái tin nhắn kia, đừng nói một tuần lễ sau, chính là một tháng sau, Nam Sơ cũng vẫn không đề cập chuyện ăn cơm đã hẹn với anh. Buổi tối, Lâm Lục kêu gọi điện thoại cho Đại Lưu hỏi cậu ta ở đâu, Đại Lưu và mấy người thẩm mục đang dùng cơm, trong miệng còn nhai cá viên, nói mơ hồ không rõ, khó được kêu ra, người đàn ông mạnh mẽ sẽ chủ động gọi điện thoại cho tớ. Tớ và anh Mục còn có mấy anh em đang dùng cơm, cậu tới không?" Lâm Lục Kiêu nắm điện thoại, khịt mũi cười lạnh, hỏi địa chỉ cụ thể. Chờ anh chạy tới, Đại Lưu là người đầu tiên chào đón, kéo cái ghế bên cạnh ra, khó được nha, hôm nay cậu nghỉ phép à?" Ánh mắt Lâm Lục Kiêu quét một vòng, trừ bỏ mấy gương mặt lạ hoắc, phần lớn cũng đều biết, cắm đầu đi đến một ghế trống duy nhất ngồi xuống, đúng lúc là vị trí chủ đường. Đại Lưu biết anh muốn đến cố ý kêu người ta giữ lại một vị trí chính thẩm mục hút thuốc hỏi anh tâm tình không được tốt lắm lâm lục kêu liếc mắt nhìn nhìn anh trong bốn người anh em đại lưu lăng đầu thanh tôn minh dương đầu óc ngu si tứ chi phát triển thì anh và thẩm mục là cực kỳ giống nhau ít nhất sóng điện não của hai người là ở trên cùng một tần số tâm tình không được tốt đối phương vừa nhìn liền biết anh ông chai bia ngón cái đè lại nắp bình một tay cầm miệng bình hướng về phía mép bàn nhẹ nhàng đập một cái mở ra rót cho mình một ly ngửa đầu uống mím mím môi nói rất tốt nơi này có những người là lần đầu tiên thấy lâm lục kiêu nhưng bình thường hay nghe đại lưu nhắc tới anh cũng rất kính sợ từng người một dơ ly mời anh lâm lục kiêu khó được lúc dễ nói chuyện như thế này ai đến cũng không cự tuyệt người nào kính cũng uống lâm lục kiêu từ nhỏ đã có chủ nghĩa đại nam tử hơi lớn có chút chuyện gì tất cả đều là mình kìm nén không thích biểu hiện ở trên mặt coi như tâm tình không tốt cũng có thể cà lơ phất phơ hút thuốc đùa giỡn với ngươi. Hơn nữa, thẩm mục và anh giao tình nhiều năm như vậy dường như cũng chưa từng thấy anh khóc qua, tận trong xương cốt vô cùng kiên cường. Khi còn bé tất cả mọi người đều rất nghịch ngợm, cãi nhau ở trong ngõ hẻm cũng chọc không ít chuyện. Mỗi lần gây họa đại lưu và tôn minh dương đều bị trong nhà đánh cho bật khóc thét lên, cầu xin cha kiện cáo mẹ. Chỉ có Lâm Lục Kiêu coi như bị cha anh cắt đứt xương sườn cũng không thấy cổ họng anh phát ra một âm thanh nào anh so với ai đều có thể nhẫn nại hơn. Thẩm Mục tựa lưng vào ghế ngồi, Phật châu trên tay tỏa sáng, khoanh tay trước ngực nhìn Lâm Lục Kiêu nói, "Không phải cậu không thích nhất loại trường hợp này hay sao? Tớ nhớ được lần trước lúc cậu tới, ngày đó là ba cậu hẹn với cậu, hôm nay ba cậu lại hẹn cậu à?" Lâm Lục Kiêu tốt nghiệp cấp 3 năm ấy, thi đậu trường quân đội, lúc nhận được thư thông báo trúng tuyển, vừa lúc thấy ba mẹ ly hôn từ cục dân chính trở về. Thư ký ngừng xe ở đầu hẻm, Mẹ Lâm vành mắt ửng đỏ từ trên xe bước xuống. Gần tối, mẹ Lâm thu thập xong đồ liền mang Lâm Khải đi. Lúc gần đi, bà chỉ nói với Lâm Lục kêu một câu, về sau con đi theo ba con, có chuyện gọi điện thoại cho mẹ. Sau đó kéo Lâm Khải đi. Khi đó Lâm Khải khóc lớn đại não, thế nào cũng không chịu cùng anh tách ra. Tất nhiên, từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên anh cảm nhận được bất lực. Buổi tối ngày hôm sau Lâm Thanh Viễn mới từ đơn vị trở về, trong nhà đã trống không một nửa ông mang theo túi công văn đứng ở cửa sửng sốt một chút, ngay sau đó thấy con trai cả cúi đầu ngồi ở trên bậc thang, nhíu mày, cuối cùng không hề nói gì, cởi quần áo vào thư phòng. Sau, Lâm Lục Kiêu phải đi đến trường quân đội, 4 năm không trở lại nhà một lần nào, sau khi tốt nghiệp lại trực tiếp phân vào trung đội phòng cháy đặc cần sau vẫn ở tại trong đội, quan hệ hai cha con vẫn không lành không nóng, cho đến, sinh nhật năm ngoái, thư ký Lâm Thanh Viễn gọi điện thoại cho anh hẹn anh ăn cơm. Chờ anh thay xong quân trang đến nơi hẹn, Lâm Thanh Viễn lại tạm thời đi công tác, thư ký đưa một thanh chìa khóa xe cho anh. Đây là quà sinh nhật cậu thi đậu trường quân đội năm ấy thủ trưởng mua cho cậu, nếu không đưa cho cậu đi thì vài năm nữa sẽ hỏng mất, không phải xe tốt gì, bản hiệu cũng đã cũ, chính là một món quà thể hiện tâm ý. Xe kia để ở nhà anh cũng vẫn không có mở, vẫn để trong gara, mở ra đều là sau khi anh bảo đại lưu đi đến xưởng xe để sửa xe. Những chuyện này, trừ mấy người thẩm mục biết, ngược lại không nhiều người biết, thẩm mục, không phải ba cậu chính là vì phụ nữ, sẽ không để cho phụ nữ đùa bẩn chứ, Lâm Lục Kiêu, thúi lắm, Lâm Lục Kiêu lấy điếu thuốc, ngậm trong miệng, dựa người về sau, sợ cái bật lửa trong túi quần, nhíu mày nói, chính là phiền lòng, động lòng, Lâm Lục Kiêu vừa muốn đốt thuốc, nghe lời này, dừng một chút, liếc nhìn thẩm mục, hốc mắt sâu và đen, nghiêng đầu một chút, ngọn lửa chống lại tàn thuốc, hút đốt, thở ra một hơi, vứt bật lửa lên bàn, cười mắng, động lòng cái rắm, cút đi chỉ là một con bé, thẩm mục chật chật lắc đầu, vóc người cũng không phải là con bé, lâm lục kiêu liếc anh, vừa dứt lời, điện thoại di động trong túi lâm lục kiêu liền vang lên, móc ra vừa nhìn, đột nhiên phía trên nằm một cái tin nhắn, 86135SS2345, đội trưởng, ngày mai ăn cơm, lâm lục kiêu khịt mũi cười lạnh, ngậm điếu thuốc trả lời, không rảnh, lâm lục kiêu nhắn tin trả lời xong rồi lại úp di động lên bàn. Anh cầm lấy ly, uống một ngụm rượu thẩm mục liếc mắt nhìn qua nở nụ cười và rót cho mình một ly cùng ly với anh kế đó mới ngửa đầu uống cạn cảm thán cuối cùng thì anh cũng thấy chú khang khác, lâm lục kêu tựa lưng vào ghế ngồi ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn anh cúi đầu mỉm cười không anh có một thói quen nho nhỏ đó chính là lúc không kiên nhẫn anh sẽ đặt tay lên trên bàn đầu ngón tay bắt đầu gõ trong vô thức thẩm mục nhìn chằm chằm vào tay anh một lát thật ra thì anh cũng không có gì gọi là khang khác, lâm lục kiêu vẫn là lâm lục kiêu đấy, ngay thẳng, kiên cường, ngẫu nhiên sẽ hút một điếu thuốc, ngồi bên cạnh để nghe đám người bọn họ kể hoàng đoạn tử, có thể bất chợt nối tiếp cho liền mạch, hoàng đoạn tử là sự kết hợp giữa ngôn ngữ trí tuệ và tình dục được dân gian hóa, còn được gọi là truyện ngắn vị mặn, nhưng mà khi nhìn lại anh, tóm lại là mặt mày anh có gì đó khang khác. Cụ thể ra sao lại không thể nói nên lời rằng ở chỗ nào? Trong lúc thẩm mục đang đỡ cầm, đánh giá cẩn thận, di động bị úp trên bàn của Lâm Lục Kiêu đột nhiên sáng lên, khe hở giữa màn hình và mặt bàn phát ra tia sáng mỏng manh. Lâm Lục Kiêu cầm lên, nhìn nhìn, khóe miệng anh nở nụ cười chăm chọc, sau đó anh lại úp di động xuống bàn, ngửa đầu uống rượu. Thẩm mục hỏi, là cô bé ấy, môi của Lâm Lục Kiêu còn chạm vào ly. Anh liếc xéo thẩm mục, cười nhạt, trước kia quả là không phát hiện anh thích hóng chuyện bà tám như vậy, thẩm mục nhún vai, từ chối cho ý kiến, anh chỉ quan tâm đến thể xác và tinh thần khỏe mạnh của chú thôi. Chú nhìn đi, chú sắp 30 rồi mà vẫn chưa có bạn gái, không bệnh nhưng cũng có thể kìm nén thành bệnh đấy. Kìm nén ở đây là kìm nén, chuyện đó, Lâm Lục Kiêu khẽ nhíu mày, hỏi lại, anh nói giống như anh có bạn gái thật ấy nhỉ? Kìm nén thành bệnh, ngay cả anh cũng không biết sao, thẩm mục ngượng ngùng, nói chuyện này với chú làm gì không biết, Lâm Lục kêu im lặng hút thuốc, không nói chuyện, thẩm mục còn nói, còn chuyện này nữa là do chú nói với anh nhá, chú bảo EQ của Đại Lưu và Tôn Minh Dương cộng lại vẫn chưa cao bằng anh đâu, phần trong là trích lại lời của Lâm Lục Kiêu, vẻ mặt Lâm Lục Kiêu giống như anh đừng có đùa, EQ của anh cao. Anh tu hay sao mà được EQ cao, không dám nói là EQ cao, nhưng so với Đại Lưu và Tôn Minh Dương thì có vẻ đáng tin hơn, tin nhắn nói gì vậy hả? Hả, Lâm Lục Kiêu bỏ ly xuống, hai tay anh ôm ngực, tự người vào ghế, thẳng nhiên nói mời em ăn cơm. Thẩm Mục hơi đăm chiêu, gật đầu, chú đồng ý rồi, em từ chối rồi. Thẩm Mục nói, cũng được, khiến con bé bớt hứng thú một chút. Nó có nói gì nữa không? Lâm Lục Kiêu nghĩ đến tin nhắn chỉ có một chữ ngắn gọn vừa rồi, anh hít mắt lại. Cô ấy nói, ờ, Thẩm Mục hơi giật mình, trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói, con bé này, hoặc là sáo lộ thâm, hoặc là không có thành ý, nhưng nếu không có thành ý sẽ không chạy tới nhà chú nửa đêm để chúc mừng sinh nhật hẳn là sáu lộ thâm rồi sáu lộ thâm ký nói người có tâm kế có lòng dạ rất biết cách tính kế người khác anh ta cân nhắc vuốt cầm rồi yên lặng đánh giá lâm lục kiêu một hồi lâu sau còn nói thêm hẳn là chú chơi đùa với con bé ấy thôi trước mắt cứ thờ ơ nhìn xem sao lâm lục kiêu chỉ cười nhẹ trông có vẻ khinh thường anh suy nghĩ nhiều quá rồi em và cô ấy thật ra không có khả năng em từ chối chứ không thờ ơ lạnh nhạt quả thật là không còn thời gian sắp tới em phải ra ngoài huấn luyện cả tháng hơn nữa kỳ nghỉ trong tháng này đã kết thúc rồi thẩm mục cắt lời anh huấn luyện không nghĩ đúng không được anh sẽ giúp chú nói với ông già nhà chú một tiếng để ông ấy cho phép chú nghỉ một ngày trước khi đi huấn luyện nguyên nhân là chú đi tìm nàng dâu nhỏ chắc chắn ông ấy sẽ lập tức bảo thư ký đến giúp chú đóng gói đồ đạc kỹ càng lâm lục kêu cầm chiếc ly kề sát miệng chuyển ánh nhìn không đứng đắn về phía thẩm mục vừa cười vừa mắng cút đi ở bên này Lúc nhận được tin nhắn, không rảnh, của Lâm Lục Kiêu, Nam Sơ đang lướt Weibo. Tuy cô đóng bình luận nhưng tin nhắn riêng vẫn không ngừng gửi tới, nội dung cơ bản không hề vượt quá ý nghĩa của đề tài đang ho. Trang mạng xã hội Trung Quốc, Nam Sơ cút khỏi làng giải trí. Năm 16 tuổi, Nam Sơ từng hợp tác cùng Nhiễm Đông Dương trong một bộ phim điện ảnh. Bởi vì giá thành sản xuất ít, chế tác sơ sài, hơn nữa khi đó, bên phía sản xuất còn nêu ra đủ nguyên nhân nên hai năm sau, bộ phim mới được công chiếu. Lúc ấy, kỹ thuật diễn xuất của hai người rất tự nhiên, biết tròn biết méo. Sau khi phim điện ảnh bước vào giai đoạn tuyên truyền, phí chế tác tung ra bằng chứng scandal tình ái giữa Nam Sơ và Nhiễm Đông Dương để tăng thêm nhiệt ho. Kết quả là mới tuyên truyền được mấy ngày, một tạp chí bát quái, tạp chí lá cải, truyền ra tin tức, ngày trước, lúc còn học ở học viện điện ảnh thì Nhiễm Đông Dương đã có bạn gái rồi, người đó cũng là bạn học cùng lớp của anh ta, nghiêm đại, biết tròn biết méo, biểu hiện tốt, được khẳng định hoặc tán dương. Ý của thành ngữ trong trường hợp này là hai người diễn rất hay, cái nào ra cái đó. Mấy ngày sau, Khuê Mật của Nghiêm Đại làm sáng tỏ mọi việc ở trên mạng bằng cách tung ra video clip cô ta đau lòng rơi nước mắt, ngay lập tức đã dẫn tới việc một lượng lớn fan của cô ta công kích Nam Sơ, thậm chí còn có người tìm được địa chỉ của Nam Sơ rồi gửi không ít hình ảnh máu me và thư đe dọa, khiến cho Nam Sơ không dám ra ngoài, bởi vì vừa ra khỏi cửa, cô liền có cảm giác ai đó theo dõi mình bạn rất thân. Nam Sơ bắt đầu mất ngủ cả đêm, khó khăn lắm mới có một hôm ngủ được, nhưng đêm đến cô lại nằm mơ, mơ thấy cả người mình mọc đầy những cái miệng, nhưng bên cạnh lại không có một ai chịu tin lời cô nói. Mọi người rất ác độc, họ chỉ trỏ khắp người cô, chửi cô, mắng cô là đồ con hoang, khi đó, đoàn đội của Nam Sơ còn đang trù tính. Bọn họ không có thực lực, nói lời thanh minh liền bị phản bác, Weibo cũng bị người ta xóa bỏ nhiều lần, truyền thông viết báo loạn hết cả lên, nói nam sơ dụ dỗ nhiễm đông dương viết rằng cô cố tình thả tin cho tuần sang bác quái biết để tuyên truyền tình cảm lưu luyến viết đến mức loạn thất bát tao lung tung cả đống từ này hay được dùng trên mấy trang hóng hớt tám chuyện cbis ý nói ekip làm việc riêng người đại diện hiện tại bất đắc dĩ hỏi thăm hồi lâu rồi mới nói cho nam sơ nói thẳng ra thì chuyện này vốn nhắm về phía cô trên ủy bộ đều là thủy quân đồng loạt mắng cô ngay cả mấy bài báo trên tạp chí cũng hướng mũi nhọn đến cô Người đại diện hỏi Nam Sơ rằng gần đây cô có đắc tội người nào hay không? Thủy quân ký nói một đám người làm việc cho một tổ chức nào đó, ẩn danh để thực hiện một việc. Trong giới giải trí, các ngôi sao sẽ thuê thủy quân để tạo nhiệt cho đề tài được không? Ho, hoặc dùng thủy quân nhục mạ, hạ thấp ai đó. Năm ấy, Nam Sơ còn chưa được tính là diễn viên tuyến 18. Tuy rằng hồi nhỏ, cô từng chụp rất nhiều quảng cáo thời trang trẻ em, nhưng mãi đến 16 tuổi mà cô vẫn chưa nhận được một thông báo nào, ý nói thông báo về lời mời đóng phim, ca hát, bình thường không có việc gì thì cô chỉ làm người mẫu cho tạp chí. Ngoại trừ thông qua tầng tầng lớp lớp mối quan hệ của Nam Nguyệt Như, trong phạm vi quen biết của cô chỉ có mấy người. Hơn nửa năm ấy, Nam Nguyệt Như đã dự định tức ảnh, tức là quy ẩn, bai đu, tiếng tâm nhạc dần, cho dù đi đường bình thường cũng hầu như không có mấy ai nhận ra bà. Trong giới diễn viên, tiểu hoa, tiểu thịt tươi, phân ra các tuyến, tuyến một thường rất nổi tiếng, nhân khí cao, thường xuyên được giao vai đóng chính, hợp đồng lẫn sau quảng cáo thường được các nhà sản xuất, tập đoàn, công ty ưu tiên hàng đầu. Lúc trước, Nam Sơ chỉ ở tuyến 18, có thể thấy cô chỉ diễn những vai phụ mờ nhạt, rất nhỏ, danh tiếng hoàn toàn không cao, thật ra thì đâu cần phải đắc tội hay không, đứng trước danh vọng và lợi ích. Nam Sơ quả thực đã bị đoàn phim đẩy ra để hứng chịu tiếng xấu. Kết cục của sự việc lần này, Nhiễm Đông Dương đứng ra thanh minh, hơn nữa còn tuyên bố chia tay nghiêm đại nam sơ lại trở thành đích ngắm cho mọi người chỉ trích cho dù cô tự biết năm ấy bản thân cô và nhiễm đông dương hoàn toàn trong sạch như nước nhưng bây giờ lại giống như cảnh trong giấc mơ mà cô từng có ngay cả khi miệng mọc đầy mình cũng không có ai chịu tin tưởng một câu cô nói dù sao thì đám người đó ai nấy đều góp một tay vào muốn nói với người ta rằng mình không liên quan cũng chẳng có ai chịu tin tưởng một vài người là diễn viên nhỏ trong vòng xoáy của làng giải trí này Họ chỉ như những ao nước bé trong chiếc hồ rộng lớn, cho dù ném mấy hòn đá nhỏ xuống cũng không tạo ra bao nhiêu sóng gió. Người qua đường lẫn khán giả xem rồi sẽ quên, chỉ có phan chân chính là nhớ kỹ nhất, vì thế, ba năm này, Nam Sơ bị hắt cực kỳ thảm, bị hắt ý nói bị bôi đen, thật ra, số bình luận ở Weibo của cô không nhiều, đại khái chỉ có mấy trăm, nhưng mà vài bình luận trông rất khó coi, thậm chí rất nhiều người lướt mạng đồng loạt kêu gào, ngoài trừ bấy nhiêu bụi phấn sóng gió đó không có bao nhiêu người biết cô. Thẩm quan tông muốn để cô bớt phiền lòng, anh ta trực tiếp khóa bình luận lại, ý nói những người đang công kích cô trên mạng. Nam Sơ cũng rất ít khi lên Weibo, hầu như mỗi lúc thật sự rảnh rỗi, không có việc gì cô mới lướt qua xem một hai lần. Vừa nãy cô đang chờ tin nhắn của Lâm Lục Kiêu, nhàm chán và nhàn rỗi quá nên mới mở ra, nào ngờ tinh thần tận tụy của đám bụi phấn màu đen kia quả thực khiến cô khiếp sợ. Nam Sơ vốn tưởng rằng sau khi nhận được tin nhắn không rảnh của Lâm Lục Kiêu, hẳn là sẽ không gặp được anh trong một khoảng thời gian dài sắp tới, không ngờ cả hai lại nhanh chóng gặp nhau. Hôm đó, Nam Sơ đang ở văn phòng của Viện Phúc Lợi Bắc Tầm thì chợt có một người ở ngoài cửa hốt ha hốt hoảng xông vào, nói với viện trưởng, có một đứa trẻ bị kẹt đầu vào hàng rào bảo vệ ở lầu 8. Nam Sơ chạy theo viện trưởng ra ngoài, cô liền thấy tường gạch ngói đỏ trên cao, nơi lầu tám có một cái đầu tròn nhỏ bị mắc kẹt vào giữa hai khe hở của hàng rào bảo vệ. Mấy đứa trẻ vây quanh khóc hòa cả lên, đợi đến khi cô và viện trưởng lên đến lầu, cậu bé kia, đứa trẻ bị kẹt đầu, mới hòa khóc nức nở. Nam Sơ nhớ rõ cậu bé này, mái đầu tròn tròn, khỏe mạnh kháu khỉnh, ngày thường rất hoạt bát, tên là Tam Bảo. Hiện tại, Tam Bảo quả thật đã bị dọa sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mỉm trắng bệt cả đi. Nam Sơ ngồi xổm xuống nhìn. Năm nọ, viện phúc lợi đã được tu sửa, nhưng khi ấy tài chính không đủ nên vẫn chưa sửa chỗ lầu này, hàng rào hẳn là vẫn dùng inox. Cô viện tay đứng dậy, thử đẩy hàng rào, tam bảo liền khóc lớn, nước mắt lưng tròng mà nhìn cô, chị ơi, có phải cả cuộc đời em đều bị như vậy không? Nam sơ cúi đầu nhìn cậu bé, cố ý nói, không chừng là vậy đó, tam bảo càng khóc nức nở hơn. Nam sơ còn định nhắc nhở cậu bé, sau này nếu không có việc gì thì đừng tự ý chui đầu vào chỗ này chỗ nọ lung tung kết quả là cổ cô bị ai đó xách lên trực tiếp kéo sang bên cạnh kèm theo đó là giọng nói vừa trầm thấp vừa lạnh lùng ai cho em hù dọa trẻ con vậy hả nam sơ vừa quay đầu liền nhìn thấy lâm lục kêu mặt đồng phục phòng cháy chữa cháy màu xanh lá cây đậm trên vai anh đeo một cuộn dây thừng anh nhìn cô bằng đôi mắt đen thăm thẳm không có chút cảm xúc nào vừa khéo làm sao nam sơ còn chưa kịp nói chuyện đã bị anh kéo qua một bên qua bên kia đứng đừng cản trở bọn anh làm việc nói xong Lâm Lục Kiêu cũng không thèm để ý đến cô nữa. Có hai người bước tới từ phía sau anh, anh dẫn họ đi qua, ngồi xổm, quỳ một gối xuống. Sau khi xác định Tam Bảo bị chà sát đến mức sức da đầu, anh chỉ vào mấy chỗ rào trắng rồi quay lại, nói với hai người đồng đội phía sau, lấy dụng cụ lại đây, cắt bốn cây, inốt, này, kiếm một người đứng bên ngoài để đỡ, phòng ngừa lỡ như có chuyện gì xảy ra. Nam sơ lẳng lặng dựa vào tường, nhìn dáng vẻ nghiêm túc và cẩn thận của Lâm Lục Kiêu dáng vẻ nghiêm túc và cẩn thận của đàn ông quả thật rất hấp dẫn, mê hoặc người khác. Đám người Lâm Lục kêu bàn bạc một hồi, Lâm Lục kêu đứng dậy, cột dây thừng lên người thật chắc. Hai tay anh chống rào trắng, xoay người leo ra bên ngoài tường, hai chân chống lên bức tường, có người từ từ thả dây xuống, sau đó, anh lại trụ hai chân trên tường, dùng tay che chở đầu của Tam Bảo, không để cậu bé bị rơi ra ngoài. Mình giải thích chút nha, chỗ này nó là cái ban công ở lầu cao, phần che chắn cho người khỏi ngã và phần tường ở nơi cao phía trên được ngăn cách bằng một lớp rào chắn. Anh kêu leo qua khe hở giữa trần và phần tường trên cao để ra phía ngoài, nguy hiểm, rời xuống là ôi thôi. Người ta thả dây xuống, ở đây bạn cứ tưởng tượng như mấy người thợ lau kính đu mình trên cao ở mấy tòa nhà cao tầng, anh ông lấy đầu cậu bé để che chở, do lúc cắt mấy cây inox thì không ít bụi kim loại bay ra, dễ tổn thương mà, phải không nào? Vui vẻ Nam Sơ thấy anh che chở cho mắt của Tam Bảo, không để cậu bé nhìn xuống, thậm chí còn thấp giọng nói, ngoan, đừng khóc, Tam Bảo nín khóc trong nháy mắt, đầu cọ vào tay anh. Mười phút sau, đợi đến khi Tam Bảo được cứu rồi, Lâm Lục Kiêu mới nắm dây thường leo ngược lại, dùng hai tay chống để phi qua rào trắng, vừa ngừng lại, có một người đã đứng trước mặt anh. Phi phát sau mặt đối mặt ấy, đầu tiên, anh rất sửng sốt, lập tức lùi một bước về phía sau, nhìn từ trên cao xuống nhìn cô mà có hơi đề phòng, làm gì vậy? Cô gái nhỏ nhếch môi cười, ánh mắt hiếp lại như vận trăng lưỡi liềm, khuôn mặt thanh thoát, không hề trang điểm. Nam sơ vương tay, chỉnh cổ áo anh cho ngay ngắn lại, đội trưởng, bị lệch rồi kìa, theo động tác trong tay Nam sơ, lâm lục kêu theo bản năng cúi đầu liếc nhìn, động tác của cô rất nhanh, giúp anh chỉnh cổ áo thật ngay ngắn, lập tức thu tay lại, mu bàn tay trắng muốt chợt thoáng qua trong mắt anh, giống như một tia sáng còn mang theo một chút mùi hương hoa anh đào lâm lục kiêu thu hồi tầm mắt bỏ tay vào trong túi ánh mắt lãng tránh vừa lúc liếc nhìn về phía sau lưng viện trưởng đưa tam bảo tới đây nói cảm ơn tam bảo cao xấp xỉ bằng một cái cây nhỏ tung tăng chạy tới bổ nhào về phía lâm lục kiêu tay nhỏ ông lấy bắp đùi của anh lại nhỏ như vậy vẫn chưa cao bằng chân của anh dúi đầu vào giữa chân của anh nói ê a à, cảm ơn chú lâm lâm lục kiêu cúi đầu xoa xoa tóc đứa bé ánh mắt hiếm khi dịu dàng hai tay tam bảo ông lấy anh, nó còn nhỏ, hai tay vừa lúc đặt trên bắp đùi Lâm Lục Kiêu, ngước đầu lên, nói rất giòn giả, chú Lâm, trong đội các chú còn nhận người không, chờ lúc cháu trưởng thành đến chỗ các chú làm việc có được không, Lâm Lục Kiêu kéo ống quần, ngồi chồm hổm xuống, bàn tay sờ lên cái gáy tam bảo, xoa nhẹ hai cái, cười cười, vậy phải học thật giỏi. Thi trường quân đội cũng không thể tùy tiện chui cái đầu béo vào như hôm nay nữa, không khỏi nhu hòa. Nam Sơ nghĩ, đứa bé sau này của anh sẽ có hình dáng như thế nào tam bảo dạ được hôm nay lại làm phiền các chú nữa rồi lâm lục kiêu sờ đầu bé ông cụ non cháu nghịch ngợm như vậy ngược lại lượng công việc của chú cũng nhiều hơn không ít viện trưởng cười cười đi tới từ phía sau lục kiêu không ở lại ăn cơm sao viện trưởng của nhà từ thiện này là chiến hữu cũ năm xưa của ông nội lâm lục kiêu khi lâm lục kiêu còn nhỏ không hiểu những chuyện đám người lớn tranh luận lâm thanh viễn đã từng đe dọa muốn bỏ anh vào nhà từ thiện viện trưởng cũng coi như là nhìn lâm lục kiêu lớn lên lâm lục kiêu đứng lên phải quay về đội lần sau trở lại thăm ông viện trưởng hòa ái gật đầu một cái sau đó nhìn về phía nam sơ còn cháu có muốn ở lại ăn cơm không nam sơ buổi chiều còn có thông báo xe đã chờ cháu ở dưới lầu đợi lát nữa đi gặp bảo thụ nên phải đi liền bây giờ viện trưởng gật đầu một cái có chút vui vẻ bảo thụ nhắc tới cháu rất lâu rồi đi xem một chút đi ông dẫn bọn nhỏ đi ăn cơm trước nói xong, viện trưởng liền mang theo bọn nhỏ rời đi, trên hành lang chỉ còn lại Nam Sơ và Lâm Lục Kiêu, hai người đưa mắt nhìn nhau một cái, Lâm Lục Kiêu cúi người xuống, thu dọn đồ đạc, lạnh nhạt hỏi, em ở đây làm gì? Nam Sơ nhún vai, thờ ơ nói, làm từ thiện đó, không phải nhân vật công chúng đều thích nhà từ thiện lập đền thờ cho mình sao? Công ty ép buộc, nhà từ thiện. Mặc dù không hiểu cô là một diễn viên tuyến 18 có cái gì tốt mà lập cái kiểu đền thờ này cho mình, nhưng dựa vào vẻ mặt lúc này của nam sơ anh cũng không nhìn ra khác thường tùy tiện đáp lời tiếp tục cúi đầu thu dọn đồ đạc nam sơ cười kỳ quái được rồi lén nói cho anh biết từ thiện là giả thật ra thì em lén sinh một đứa bé sợ truyền đi sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của em nên liền bỏ ở chỗ này thành công hấp dẫn lực chú ý lâm lục kiêu ngừng lại động tác trong tay ánh mắt sâu lắng nhìn cô nam sơ cười đừng nhìn em còn trẻ như vậy thật ra thì em đã là mẹ một đứa bé Lâm Lục Kiêu không để ý tới cô, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ dẻo cợt, xoay người rút dây thừng ra. Nam Sơ đi tới phía sau lưng anh, khẽ cúi người, ghé vào lỗ tai anh, nhỏ giọng nói, lúc nào rảnh rỗi, Lâm Lục Kiêu đứng thẳng, rủ mắt liếc nhìn cô, cũng đã là mẹ đứa bé, em vẫn còn tốn công như thế, không cần ở bên cạnh đứa bé à, cô cười, phải tìm ba cho đứa bé đó nha. Sao cô có thể nói ra những lời này như chuyện đương nhiên vậy, Lâm Lục Kiêu cảm giác rằng thật sự mình không cùng một địa cầu với cô gái này, anh cũng không biết lúc ấy mình lại làm sao, thế nhưng còn nhận lời của cô, ba đứa bé đâu? Nam Sơ thở dài, còn trẻ không hiểu chuyện, chạy rồi. Lâm Lục Kiêu, chuyện lớn như vậy nói cho tôi biết, không sợ tôi nói chuyện của em ra ngoài sao? Nam Sơ, tin tưởng anh thôi, nếu không thì làm sao lúc 16 tuổi theo anh về nhà? Lâm Lục Kiêu thử cố không để cho mình hiểu lệch ý của lời này, nhưng lời ra đến miệng lại cực kỳ chăm chọc cho nên sau khi rời khỏi nhà tôi lại đi tới nhà người đàn ông khác sao? Còn xin đứa bé ra nữa, Nam Sơ không đáp lời, nhìn anh cười như đã thực hiện được, đuôi cặp mắt kia rất nhỏ, đường công nhu hòa, xếp lên có chút quyến rũ. Mẹ nó, thẩm mục nói không sai, bề ngoài quả thật là thâm sâu, Lâm Lục Kiêu không hề lên tiếng nữa, cũng không tiếp tục để ý tới cô nữa, quay đầu lại thu dọn đồ đạc. Nam Sơ im lặng nhìn anh một lát, có lẽ có chút rảnh rỗi, cô móc ra điếu thuốc từ trong túi, ngậm lên miệng, châm lửa, lui về phía sau hai bước, dựa vào rào chắn phía sau lưng, chợt bả vai cô bị đè xuống, mới vừa cúi đầu, ánh mắt liếc về một cánh tay đưa ra, lúc không hề phòng bị đã bị người nhấc đến bên cạnh rồi. Lâm Lục Kiêu túng lấy bả vai của cô, cầm hất về phía một khoảng trống phía dưới rào chắn, mù sao. Không nhìn thấy à, Nam Sơn ngậm lấy điếu thuốc, liếc nhìn rào chắn, hút điếu thuốc, ngửa đầu thở ra một hơi, Giọng nói khàn khàn có hơi lười biếng, anh khẩn trương vì em. Lâm Lục kêu cười lạnh lùng, phía sau là ánh mặt trời nóng bỏng giữa trưa thiêu đốt vào lòng người, nam sơ ngậm lấy điếu thuốc quên rút ra, tàn thuốc bay lên cho thuốc lá nhiều lần, cho tàn rơi khắp nơi, cô bị ý lạnh nơi đáy mắt anh làm cho sợ hãi. Tôi khẩn trương chính là tính mạng." Anh dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào mắt của cô, gần như là nói từng chữ một, mỗi một người. Nói xong, buộc dây thừng xong, đeo lên trên vai cũng không liếc nhìn cô một cái sải bước trời đi nam sơ đứng tại chỗ ngơ ngác nhiệt độ trong giọng nói kia là ánh mặt trời sau lưng cũng không cách nào hòa tan trước kia trong phòng sách của lâm thanh viễn treo một câu nói cuối cùng không còn những năm phồn thịnh nữa sáng mai lại là một ngày tiếp tục khó khăn những lời này thật sự không sai còn nhớ lúc anh mới tốt nghiệp trường quân đội liền được tiến vào trung đội đặc cần còn chưa có bao lâu chỉ huyện bình lâm bị động đất lớn tất cả con đường đi tới huyện bình lâm đều bị cản trở lúc đó anh đi theo trung đội trưởng theo nhóm quân hàng không đầu tiên đến thẳng hiện trường lúc máy bay trực thăng hạ xuống cũng bị tất cả mọi thứ trước mắt làm cho khiếp sợ liếc nhìn thấy tất cả đều là đống đổ nát tường gạch ngói rơi xuống gạch đá xám trắng vĩnh viễn cũng không đếm hết được bao nhiêu người rốt cuộc chôn phía dưới này bọn họ cầm dụng cụ dò xét không ngừng tìm kiếm người sống sót cũng không ai biết trong khoảnh khắc lúc dụng cụ dò xét phát ra tín hiệu kia bọn họ đã mừng rỡ như điên bao nhiêu chó cứu hộ liên tục làm công việc tìm kiếm suốt chín mươi mấy giờ cuối cùng ngã xuống đống đổ nát thoi thóp một hơi ngay cả cuối cùng lúc sắp nhắm mắt ở dưới người nó còn dò xét ra một dấu hiệu sinh mạng lúc đó mới cứu một người ra từ trong đống đổ nát quay đầu lại lao tới chiến trường nơi anh cứu hộ trước kia là một trường học phía dưới bị vây khốn phần lớn là học sinh anh cầm dụng cụ dò xét sinh mạng phát hiện dưới một tòa nhà cao có dấu hiệu sinh mạng lập tức kêu đồng đội tới bắt đầu đào lối thông xuống. Mọi người đều đầu đầy mồ hôi, đào liên tục suốt mấy ngày mấy đêm, giữa chừng chỉ ngủ một hai giờ, cả người vô cùng bẩn, trên mặt trên người trên chân tất cả đều là bùn đất, nhưng cũng không biết có một sức lực từ đâu tới, không dùng hết sức lực, lấy tay lau mồ hôi, vùi đầu khổ sở làm, lúc đào được một phần ba, xuyên thấu qua khe hở của ba tảng đá, anh nhìn thấy một đôi mắt đen ngòm của bé trai, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ, trong khoảnh khắc lúc cặp mắt nhìn thấy anh, giống như là ở trong biển rộng nhìn thấy một cây lục bình, trong nháy mắt liền sáng lên, anh không ngừng an ủi đứa trẻ, bọn họ sẽ cứu bé ra, nhưng chờ anh đi đến bên trong tiền tội kỹ càng, mới nhìn thấy, bé trai bị cốt thép đâm xuyên chỗ trái tim, trong bụng đất đều là máu, mùi tanh rất nồng, khe hở tảng đá quá nhỏ, người trưởng thành không thể tiến vào, trên người bé trai bị cốt thép giữ lấy, bị chôn vùi ở đống đất sâu bên trong. Hoàn toàn không có cách nào kéo bé ra ngoài, nếu như cố chấp đẩy tảng đá ra, đống đá phía trên bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sập xuống theo đó bé trai bị chôn vùi mà lúc đó bé trai cũng không chống đỡ được quá lâu mặc dù không muốn buông tha ai cũng không có cách nào kết quả là lâm lục kêu nghe bé trai yếu ớt gọi anh lúc anh dò xét qua lần nữa thì không biết vì sao cặp mắt đen như mực trong đống đất tối om kia của bé trai lại lộ ra vẻ vô cùng sáng luôn luôn cầu xin anh cứu bé ra bé muốn sống sót trong cặp mắt kia đều là khát vọng bé nói với anh lớn lên nhất định sẽ làm trường cột cho nước nhà, báo đáp tổ quốc thật nhiều, để cho bọn họ nghìn vạn lần không được vứt bỏ bé, em gái bé đã chết nhưng không ai quản rồi. Mới vừa nói xong, dư chấn tới, anh và mấy đội viên bị chấn động xuống bên sườn đất, dương mắt lên nhìn lại, nào còn có đống đất nữa, đã sang thành bình địa mất rồi. Lâm lục kiêu quỳ trên mặt đất, siết chặt quả đấm, chống trên mặt đất, hốc mắt kìm nén đến đỏ bừng, nhưng anh cũng chỉ có thể đứng lên đi về phía trước điều duy nhất chống đỡ anh là trước khi một đợt dư chấn khác đến thì phải cứu ra nhiều người đây là sứ mạng của anh đến bây giờ anh đều không dám nghĩ tới dáng vẻ của bé trai đó lúc lão đội trưởng rời khỏi đơn vị vỗ bả vai nói cho anh biết lục kiêu làm việc này chịu khó khăn chịu đau khổ còn phải nhìn thấy đau khổ nữa lâm lục kiêu mới vừa thu dọn đồ đạc xong lên xe kéo cửa xe vào bảo đội viên lái xe phía trước xe có người chạy tới viện trưởng để người ta gọi anh lại Chờ, Lâm Lục kêu nói với đội viên xong, khó hiểu nhảy xuống xe an toàn, chạy về phía viện trưởng. Viện trưởng đưa một cái hộp hình vuông cho anh, lần trước lúc ba cháu tới đây, rất hợp với một đứa bé, trò chuyện nhiều thêm mấy câu, mấy ngày trước trong viện làm thủ công. Đứa bé này giúp ba cháu làm một con người nhỏ bằng buồn, mặc dù biết ngày thường ba cháu rất bận, chắc đã sớm quên chuyện này rồi, nhưng tình huống của đứa bé này đặc biệt, ông liền làm chủ cầm đồ của bé tới, thuận tiện nhờ cháu giúp mang về nhà cho ba cháu lâm lục kiêu cúi đầu nhận lấy khẽ dạ một tiếng đứa bé tên gì viện trưởng nói nam bảo thụ lâm lục kiêu sẽ không phải là con nhóc kia mới vừa nói tới đứa bé kia đó chứ viện trưởng cười cười cháu nói nam sơ à lâm lục kiêu lẩm bẩm một tiếng đúng rồi nam sơ mấy năm nay nhận nuôi tâm tư của cô bé này thật sự rất tốt mặc dù có lúc nói chuyện trong miệng lại không có một câu nói thật nào nhưng cô bé rất tốt bụng không chỉ có giúp đỡ bảo thụ đi học không làm gì sẽ tới chăm sóc bảo thụ mang theo một đống lớn đồ vật này nọ cũng mang luôn cho những đứa trẻ khác trong viện đứa nhỏ bảo thụ này mắc chứng tự bế cô bé luôn dẫn đi tìm không ít bác sĩ lần trước lúc ba cháu tới đây bảo thủ hiếm khi có thể trò chuyện đôi câu với ba cháu cô bé đó nha chính là mạnh miệng chỗ nào mạnh miệng miệng rất mềm đó chứ lâm lục kêu gật đầu một cái cất đồ vật đi làm một quân lễ tiêu chuẩn được cháu nhất định đưa về cho ông cháu phải đi rồi ông chú ý thân thể viện trưởng gật đầu một cái đi đi lâm lục kêu mới vừa lên xe vẫy tay chào với viện trưởng xe mới vừa khởi động điện thoại di động trong túi rung một cái anh lấy di động ra vừa kịp nhìn thấy đến từ con nhóc thối tha cảm ơn đội trưởng đã dạy dỗ hiện tại em rất quý trùng sinh mạng một lát sau lại có thêm một tin nhắn gửi đến đến từ con nhóc thối tha ít nhất trước khi theo đuổi được anh em phải tiết mạng lâm lục kêu lấy cái mũ xuống để sang một bên người dựa vào ghế ngồi khóe miệng vừa cong lên anh nhanh chóng ấn phím di động, tiết mạng thì cai thuốc trước. Nam Sơ trả lời rất nhanh, bỏ thuốc lá có ích lợi gì. Lâm Lục Kiêu ngồi tựa vào ghế, một tay cầm điện thoại di động, một tay đặt lên cửa sổ xe, mu bàn tay dán lên môi, đây là thói quen khi anh suy tư, hồi lâu, nhắn xuống thật nhanh, có lợi với thân thể em, con nhóc thối tha, không có động lực bỏ thuốc, động lực sống nữa, anh phải cho em. Lâm Lục Kiêu nhíu mày một cái, vừa muốn nhắn lại, ngay sau đó, lại tới một tin con nhóc thối tha, chẳng hạn như, bỏ thuốc một tuần, anh ăn cơm với em, bỏ thuốc hai tuần, nắm tay, bỏ thuốc một tháng, hờ mờ mờ, lâm lục kêu rầm rì một tiếng, cười ra tiếng, nhét di động vào kính chắn gió phía trước, không để ý đến cô nữa, điện thoại lại rung lên, anh chống vào bệ cửa sổ, mu bàn tay chống lên khóe miệng, liếc một cái, không có phản ứng, một lát sau, lại rung thêm một cái, anh quay đầu lại liếc mắt nhìn, cau mày, có chút phiền não đưa tay lấy di động, trượt mở tin cuối hiện lên trên màn hình là một hình ảnh một cái chậu sắt mấy điếu thuốc lá xịn đốt một nửa đồng đội bên cạnh nhìn hình hơi thấy tò mò ghé đầu liếc mắt sợ ngay người mẹ nó ai đây thuốc này cũng hết mấy tháng tiền lương của tôi đó một người bị bệnh thần kinh lâm lục kêu nhét điện thoại vào túi nói quả thật hôm sau nam sơ bỏ thuốc mấy ngày nay đi quay chụp cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi một bên đọc sách trong túi luôn có một hộp kẹo khi nào không nhịn được thì ăn hai viên. Ngay cả thẩm quan tông cũng cảm thấy có phải đầu óc con nhóc này bị dập rồi hay không mà đổi tính. Ngay cả anh đưa thuốc cho cô, cũng bị nam sơ không để mắt tới. Thẩm quan tông suy nghĩ từ đầu đến cuối chuyện này có chút quỷ gì, dị. thừa dịp lúc nam sơ đang nghỉ ngồi vào gần cô hỏi mấy câu, kết quả con nhóc này nói thẳng một câu chặn anh lại, anh ngồi xa một chút, một thân mùi thuốc làm tôi nghiện. Mẹ nó, cô đổi tính rồi sao, quý trọng mạng sống. Đờ mờ không phải bị ung thư phổi chứ. Nếu như cô bị bệnh phải nói với công ty. Bất luận nói cái gì, cũng không thể không điều trị. Nam sơ cúi đầu lật kinh Phật, phất tay một cái, cút đi. Mấy ngày sau, hàng bắt nhiêu biết được chuyện này, tự mình đến trường quay ngồi trong lều quan sát một ngày, xác định Nam sơ một điếu thuốc cũng không đụng, lắc đầu không thể tin được cho người gọi tay cố qua, gác chân nhàn nhã nằm ngửa ở trên ghế, đưa mắt nhìn, quan sát cô gái nhỏ chưa tới mét sáu trước mắt nắng nóng sau lưng hàng bắc nhiêu lại phát hiện cô gái nhỏ này đang phát run đây là lần thứ ba tay cô thấy sếp lớn cô cũng không biết tại sao mình lại phát run thật ra nhìn gương mặt điển trai của hàng bắc nhiêu vẫn có chút sợ đại khái là bình thường vẫn hay bị thẩm quan tông đe dọa chỉ cần nam sơ có chút chuyện gì thẩm quan tông lập tức gằn giọng lên trống cô cô có biết trước kia hàng tổng làm gì không hả cô có biết cô làm vậy là gây phiền phức cho hàng tổng không cô có biết hàng tổng nổi giận lên sẽ đáng sợ thế nào không tôi theo hàng tổng làm việc nhiều năm rồi chỉ thấy ngài ấy nổi giận một lần làm tôi cả nửa năm không dám vào phòng làm việc của ngài ấy nam sơ là lá bài tẩy cuối cùng của hàng tổng nếu có chuyện gì xảy ra cô có biết hàng tổng sẽ ném cô ra biển làm mồi cho cá không tay cố rụt cổ vết người là phạm pháp thẩm quan tông cười lạnh một tiếng tiếp tục đe dọa cô ở trong công ty này hàng tổng chính là luật hiện tại tây cố nhìn thấy anh đúng là không cách nào để chân mình hết run Hàng bắc nhiêu chỉnh lại mắt kính cô lạnh lắm sao tây cố rụt cổ không có không có Hàng bắc nhiêu cười một tiếng nhướng mày lên có cần người lấy áo khoác cho cô không muốn nóng chết cô sao tây cố lắc mạnh đầu không 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 tôi rất nóng hàn bắc nhiêu nhìn cô cười trong lòng tây cố rơi lập bọt cười đến mức yêu nghiệt như vậy cổ họng phát trung nói Hàng tổng tôi tôi phải đi trang điểm lại, cho nam sơ, hàng bắt nhiêu, lại là người nói lắp, hàng bắt nhiêu ngoắt tay với tay cố, lại gần chút, tay cố dịch về trước từng bước, hàng bắt nhiêu cao mày, tới chút nữa, tay cố lại dịch từng bước, không nhìn được, cô tới gần chút nữa tôi sẽ ăn cô sao, đi về trước, đi về trước, gần đây nam sơ có bị kích thích chuyện gì không, tay cố lắc đầu, thật thật, thật sự không có, cô nói liền được không, được, tôi hỏi cô lần nữa, gần đây cô ấy có gì khác thường không? Tây cố trả lời nhanh, thật là không có tay cố cứ như vậy bị hàng bắt nhiêu lôi kéo đặt câu hỏi hơn một giờ cho đến khi nam sơ đến tìm người giải cứu tay cố thoát khỏi ma trảo chờ tay cố đi xa mới hỏi người đàn ông đang nằm trên ghế gần đây anh rất rảnh rỗi hàng bắt nhiêu như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng tay cố chạy chối chết trả lời tôi phát hiện cái người nói lắp này chơi rất vui tay cố ừ anh muốn tôi giữ khoảng cách với em ấy hàng bắt nhiêu đeo kính lên cố làm vẻ kinh ngạc hỏi thế nào em vừa ý cô bé này. Nam Sơ, em ấy rất đơn thuần, không thích hợp với anh, hàng bắt nhiêu không lưu tâm, có thích hợp hay không phải thử qua rồi mới biết, nhưng mà chuyện của tôi em đừng quan tâm, em cứ chụp ảnh cho tốt là được rồi, nghe nói gần đây em bỏ thuốc, rất tốt, rất rực rỡ, hy vọng em vẫn rực rỡ như vậy dưới ánh mặt trời. Dù sao phụ nữ rực rỡ như vậy mới có thể được yêu, sau khi hàng bắt nhiêu đi, Nam Sơ nhận được điện thoại của Lâm Khải, hẹn cô buổi tối đi uống rượu nam sơ cự tuyệt lâm khải không bỏ qua khuyên cô tôi mới phát hiện được một quán không khí và rượu ở đó ngon cực kỳ đi cùng đi nam sơ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt lâm khải kinh ngạc đến đần ra tình bạn giữa cậu và nam sơ dựa trên việc uống rượu và hút thuốc hay thường nói là bạn nhậu nam sơ uống rượu rất lợi hại hơn nữa còn rất hiểu biết về rượu cứ như từ nhỏ đã vậy hai người quen biết nhau tại quán rượu ở milan ông chủ quán rượu nói cho cậu biết Nam Sơ là cô gái uống rượu tốt nhất ông từng thấy, Lâm Khải mới nhất thời tò mò muốn uống rượu với cô, kết quả không ngờ con nhóc này thật sự uống rất siêu, hơn nữa còn có thể uống đồng thời 6 7 loại rượu. Cô nói cô muốn bỏ rượu, giống như thiên tài piano muốn đổi nghề đi làm đầu bếp, Lâm Khải đơn giản không sao hiểu được tại sao, quý trọng mạng sống, cách xa rượu và thuốc lá. Lâm Khải, đột nhiên cô muốn sống như vậy, làm tôi thấy rất sợ. Nam Sơ, Lâm Khải, làm gì chúng ta hãy cùng sống rực rỡ lên. Nam Sơ cúp điện thoại, yên lặng nửa khắc, một khắc bằng 15 th, nhắn một tin nhắn gửi đi. Bên kia, Lâm Lục Kiêu đang ở bên ngoài bổ túc cho tân binh, các tân binh mới vừa vào ngủ ý chí chiến đấu rất sụt sôi, huấn luyện xong một vòng. Mỗi một người đều ủ rũ tựa như trái cà, phơi nắng. Buổi tối Lâm Lục Kiêu giảng cho bọn họ học một khóa lý luận quân sự, kiến thức phòng cháy, các tân binh vây lấy anh hỏi, các anh lúc nhập ngủ cũng như vậy sao? tuần đầu tiên chắc chắn không tôi cảm thấy chúng tôi rất lợi hại nhiều mục như vậy cũng làm xong hết lâm lục kêu cúi đầu cười đóng sách lại chỉ đạo viên đứng bên cạnh bục giảng không đợi anh nói chuyện lập tức lên tiếng các cậu chỉ là một đám nhóc nếu ném các cậu vào trong đội của huấn luyện viên lâm không tới một tuần tất cả đều cuốn xéo hết chỉ đạo viên chỉ vào đám nhóc này của trách từng việc đã làm buổi chiều mang vật nặng chạy đã đạt yêu cầu chưa các cậu là phòng cháy đến lúc đó các cậu đỡ súng bắn nước còn nặng hơn bao các buổi chiều gấp mấy lần. Thời điểm lâm đội bọn họ nhập ngủ, một ngày hít đất mấy trăm cái mấy cậu có biết không? Có biết so với các cậu chạy còn nhiều hơn mấy vòng có biết không? Lâm đội đây là chiếu cố các cậu. Cậu còn không biết vui mừng, còn đòi hỏi với huấn luyện viên cái gì, phía dưới bị giáo huấn không một tiếng động, nhưng vẫn có mấy tân binh cảm thấy không phục. Lâm lục kiêu đứng trước bục, vành nón che nửa khuôn mặt, hàm dưới buộc chặt, đường công lưu loát thời điểm anh nghiêm túc, quả thật làm người ta thấy sợ. Không phải là chiếu cố các cậu, đây là quân đội, không có việc chiếu cố như vừa nói, người nào đi vào cũng phải tuân thủ quy củ. Mỗi một hạng mục huấn luyện các cậu, sau này thời điểm súng thật đạn thật đều là bảo vệ tính mạng, để các cậu cứu người, chờ đến lúc đó không có ai cứu các cậu hết, dù sao đi nữa vẫn là câu nói kia, nếu đã chọn con đường này, không chịu được, chịu được, cũng phải chịu, đàn ông vai không gánh những thứ này chẳng lẽ muốn phụ nữ trẻ em gánh cho các cậu? Vào quân đội, thì đồng nghĩa với việc giao mạng mình cho quốc gia, cậu là rồng thì phải lượng, có là hổ cũng phải bò. Nghe được câu nói sau cùng, dường như nhiệt huyết được thổi lên, các tân binh mãnh liệt vỗ tay. Mọi người đàn ông luôn ôm ấp một tính cách anh hùng, vừa nghe bảo vệ quốc gia, bảo vệ vợ con, lại trong nháy mắt cảm giác mình to lớn hẳn lên, buổi tối lúc gọi điện cho bạn gái, cũng không quên nói những lời của Lâm Lục Kiêu hôm nay trong nháy mắt cảm giác mình lộ rõ vẻ đàn ông vô cùng các tân binh mới vào cũng cảm thấy vị huấn luyện viên lâm này quả thật rất đàn ông dáng dấp lại đẹp trai rất tuyệt vời những binh lính gàn bướng gây chuyện thấy lâm lục kiêu cũng cung cung kính kính hành quân lễ gọi một tiếng lâm đội trên đường trở về ký túc xá chỉ đạo viên thanh âm khen ríu rít rốt cuộc vẫn là người đọc sách làm công tác văn hóa tuy là nói như nhau hù dọa bọn họ đến rắm cũng không dám thả lâm lục kiêu cúi đầu nhìn tin nhắn không lên tiếng chỉ đạo viên đẩy vai anh lần trước lãnh đạo tìm cậu nói chuyện gì cuộc thi tháng sau lâm lục kiêu cũng không ngẩng đầu lên ngón tay gõ thật nhanh trên điện thoại vậy sau này gặp mặt phải kêu một tiếng lãnh đạo được rồi cũng coi là hết khổ chỉ đạo viên vỗ vỗ vai anh đi về một con đường khác được rồi cậu nghỉ ngơi trước đi tôi đi điểm danh lâm lục kiêu trở lại ký túc xá bỏ sách lên bàn nằm lên giường gác chân nhíu mày suy nghĩ những lời chỉ đạo viên vừa nói trong chốc lát điện thoại lại rung lên, anh đưa tay qua cầm lên, con nhóc thối tha, bỏ thuốc một tuần, cầu xin phần thưởng, Lâm Lục Kiêu, ở bên ngoài dạy bổ túc, con nhóc thối tha, chờ anh quay lại, chúng ta cùng ăn cơm, Lâm Lục Kiêu, nói sao, con nhóc thối tha, cứ quyết định vậy đi, Lâm Lục Kiêu, con nhóc thối tha, vừa rồi em của anh hẹn em đi uống rượu, em cũng không đi, còn giúp anh dạy dỗ cậu ta đó, Lâm Lục Kiêu, cuối tuần tôi trở về, con nhóc thối tha đến lúc đó cùng nhau ăn cơm, chỉ hai chúng ta, Lâm Lục Kiêu, ừ, con nhóc thối tha, vậy em đặt chỗ, Lâm Lục Kiêu, có một điều kiện, con nhóc thối tha, Lâm Lục Kiêu để chân xuống, ngồi thẳng, hốc mắt đỉnh sâu, môi miếng chặt, rất nghiêm túc nhắn trả lời, đừng mặc giống như lần trước, Nam Sơ muốn hỏi anh rằng đừng mặc giống như lần trước là mặc loại nào, nhưng nghĩ lại, với tính tình của anh, anh sẽ không nói ra mấy chữ váy đen trễ ngực đâu, do đó... Cô quyết định không để ý nữa mà chỉ đáp lại một câu, thứ sáu tuần sau em sẽ cho anh địa chỉ, chúng ta gặp nhau vào tối thứ bảy nhé, Lâm Lục Kiêu vui lên, khóe miệng hơi lệch. Anh ném di động qua một bên, hai tay chống đùi, ánh mắt nhìn chầm chầm vào đống giấy tờ trên bàn, lúc này, di động chợt vang lên. Lâm Lục Kiêu quay đầu liếc sang thì phát hiện ra dãy số rất quen thuộc của cơ quan, anh ra khỏi buổi huấn luyện trước một tuần, người ta vừa dùng số này để gọi anh vào chi đội huấn luyện nói đi nói lại một hồi, người ta còn phát chồng sách kia để anh xem trước khi vào kỳ thi sát hạch. Mấy lãnh đạo đều nhìn thấu biểu hiện của Lâm Lục Kiêu ở trung đội đặc trần, họ biết cậu nhóc này thường ngày sẽ ngẫu nhiên không đứng đắn, khi nói chuyện còn cật nhã trêu cười, nhưng khi đứng ở trong đám cháy, hiện trường cứu viện, anh tuyệt đối là người đáng tin, do đó mới khiến cho người ta thay nhau oanh tạc, ý nói thay nhau mời gọi nếu kéo thì phải. Lâm Lục Kiêu nhìn chầm chầm dãy số dài, im lặng một hồi lâu rồi mới nhận điện thoại. Trong điện thoại là giọng nói ồm ồm của một người, điển hình cho đàn ông phương Bắc. Đó là lão bí thư lúc trước ở đội đặc cần của Lâm Lục Kiêu, họ trương. Khi nào kết thúc buổi huấn luyện, Lâm Lục Kiêu nắm chặt điện thoại, còn ba tuần nữa. Người bên đầu dây kia nói, được, đến lúc đó hãy tới chỗ tôi một chuyến, không cho người ta con đường sống nữa à, chẳng lẽ cậu muốn cả đời ngây ngốc trong cái đội đó? Cả đời đi từ ngoài gió đến trong lửa. Đợi đến lúc cậu cưới vợ đi, cậu sẽ hối hận đấy tôi biết thế nào cậu cũng sẽ nghĩ đến mấy lão lãnh đạo tìm tôi nói chuyện nhiều lần lắm rồi tất cả bọn họ đều muốn nhờ tôi nói vài câu bí thư trương ngừng lại một chút rồi bắt đầu rầm rì rì rầm bắt chước giọng điệu của lãnh đạo tôi dẫn theo nhiều người trong quân như vậy nhưng chưa từng thấy một thằng nhóc nào đã xấu lại còn cứng đầu như nó đáng giận nhất là mỗi lần nói ra còn bị nó oán hận tôi còn chưa gắt lên đấy lâm lục kêu kẹp di động vào cổ xoay người lại lấy hộp thuốc lá trên bàn châm một điếu bỏ vào miệng rồi nói đâu có giống đâu mỗi lần thấy bọn họ bọn họ đều hận không thể lấy gạt tàn đập chết cháu đấy bí thư trương cười ha ha đừng có chiếm được chỗ tốt mà còn khoe mẽ lão đội trưởng nói hết với tôi rồi lâm lục kêu cúi đầu vừa vỗ túi quần tìm bật lửa vừa hỏi nói gì thế năm ấy trong trận động đất ở bình lâm cậu đã phát hiện ra một bé trai nhưng lại không thể cứu nó ra được cậu tự trách mình rất lâu chúng tôi đều biết cả nhưng ai nấy đều hiểu rõ tình huống lúc bấy giờ thép xuyên qua ngực cho dù khi ấy cậu đào đất để cứu đứa bé ra nhưng điều kiện cứu hộ không đủ nó cũng khó mà sống sót được tự bản thân lâm lục kêu biết rõ điều đấy đừng nói đến việc vốn dĩ không thể cứu đứa bé cho dù cứu được nó với dụng cụ chữa bệnh đương thời và tình trạng khẩn trương như vậy nó cũng khó mà sống được do đó cả đội đã quyết định từ bỏ để tiết kiệm thời gian triển khai công tác cứu viện những người khác dù sao đi nữa ai cũng chẳng thể tưởng tượng được dư chấn sẽ ập đến vào lúc nào dư chấn là các trận động đất có quy mô nhỏ hơn xuất hiện ở những khu vực vừa xảy ra động đất chính ngay trước khi dư chấn ập đến khoảng một khắc khiến cho đống đất kia đổ sụp xuống ánh mắt của đứa bé trai ấy cho dù nhiều năm qua đi chỉ cần nhắm mắt lại lâm lục kiêu đều tưởng như mình lại nhìn thấy cảnh tượng đó bí thư trương hỏi ánh mắt gì anh không biết dùng từ ngữ nào để hình dung ánh mắt của đứa bé nhưng đúng là ánh mắt ấy giống như có lời muốn nói lâm lục kiêu không có tâm trạng anh rút điếu thuốc khỏi miệng rồi ném lên bàn dựa vào đầu giường nói hờ hững khổ bất đắc dĩ cực kỳ bi thương khổ sở người như anh đôi khi đúng là chịu khổ nhịn khổ nhưng lại không thể nhìn người ta khổ được thật ra cậu ở đại đội rất tốt ít nhất từ đó về sau sẽ không nhìn thấy mấy cảnh tượng ấy nữa làm việc cũng thoải mái tôi biết như vậy sẽ khiến cậu có cảm giác thời kỳ huấn luyện của mấy năm trước bị bỏ không nhưng đôi khi cứu người không nhất thiết phải ra tiền tuyến phòng cháy chữa cháy một bên xử lý một bên phòng bị chúng cố gắng làm tốt công tác phòng thì công tác xử lý sẽ ít đi cậu nói xem có phải không bí thư trương tiếp tục nói vài năm nay tôi nghe loáng thoáng rằng mấy chiến sĩ oán giận không ít chúng tôi không ngừng tận tâm tận lực cứu người qua ngày qua đêm vậy mà người dân họ còn nghĩ chúng tôi lấy không tiền thuế mà họ nộp chúng tôi dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới hiện trường nhưng người ta còn nghĩ chưa đủ mau lẹ kiểu như muốn vừa cúp điện thoại xong là phải lập tức xuất hiện vậy chắc chúng tôi là kiên công spider man hội xuyên tường hội tây hội leo nhà cao tầng chọc trời hay gì ấy ở hiện trường cứu viện bọn họ hận không thể đẩy hết chúng tôi vào đó dùng mạng đổi mạng để cứu người thân bạn bè của họ ra thậm chí còn nói mấy câu liên tiếp quả là tổn thương tấm lòng người ta mà cậu nói xem mấy chiến sĩ ấy cũng do cha sinh mẹ đẻ vài người chỉ mới mười mấy tuổi, khắp người đầy vết thương vết sẹo nhưng vẫn âm thầm nhịn đắng nuốt cây vào lòng. Người dân không biết chúng tôi đã đợi lệnh suốt 24 tiếng đồng hồ, nhận cảnh báo bất thình lình, cho dù đang ở trong toilet cũng phải ngắt phân mà lao đi. Bọn họ thấy bề ngoài chúng tôi ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề, nhưng bọn họ đâu biết mấy anh em chúng tôi. Có người chỉ mặc một tấm áo trong mỏng manh trong ngày đông lạnh giá rét nhưng vẫn luôn trong tư thế vội vàng chuẩn bị tiến về phía trước để chiến đấu đau nhất không phải chỉ có bấy nhiêu đó, đau nhất là khi trông thấy đồng đội ở trong đám cháy, đứng từ xa nhìn họ bị đủ loại sóng xung kích quanh tạc mà vẫn không thể quay về, chỉ có thể ông vết thương tiến lên phía trước, nhưng có thể làm sao hơn chứ? Việc này luôn cần có người làm. Bí thư Trương lại thở dài, nói: lúc trước tôi đi thăm lão đội trưởng, bây giờ ông ấy rất khỏe, ông ấy trồng hoa, đủ loại cây cỏ, thậm chí còn nhắc đến cậu nữa. Người già rồi, tuổi cũng cao. Dễ dàng nhớ đến chuyện trước kia, những chuyện nhỏ lẻ vụn vặt. Ông ấy cứ lại nhải với tôi, tôi nghe cũng cảm thấy không sai. Đội trưởng nói, dẫn binh nhiều năm như vậy, chúc cậu trở thành người bớt nhạt nhẽo. Ông ấy còn nói cho cậu vào đại đội để sửa đổi tính tình. À phải Lục Kiêu à, có một số việc nhỏ, cậu lo sao cho ổn đi, liên quan đến sự nghiệp và tương lai cậu đó. Lâm Lục Kiêu im lặng. Hồi lâu sau, anh khẽ ư một tiếng rồi cúp điện thoại lão đội trưởng là sĩ quan đã già, ông đi theo trung đội cơ sở mười mấy năm, đủ tài nhậm chức chỉ huy trung đội đặc cần. Ông là người Nam Sơn, nhà ở khu vực gần với chỗ huấn luyện của Lâm Lục Kiêu. Lúc Lâm Lục Kiêu nhìn qua, lão đội trưởng đang sách lòng chim, chấp một tay sau lưng, đi dạo trong công viên, sống lưng vương thẳng như cán bút. Anh ngừng xe, sách hai bình lão bạch ở ghế sau qua. Lão đội trưởng thấy anh thì rất kinh ngạc và vui mừng, vừa cúi đầu lại thấy thêm rượu lão bạch, đôi mắt ông tỏa sáng như hai quả chuông đồng, thằng nhóc kia, sao cậu lại đến đây? Hai người ngừng lại ở đó, Lâm Lục Kiêu không chìm vào hồi ức nữa, nhìn hai người đang đứng ở cửa, có người cảnh sát đi qua anh, cách quá xa, nghe không rõ lắm, anh lặng lặng nghe, đôi lúc liếc nhìn người nào đó. Trong ánh mắt kia thâm trầm run rẩy có chút giật mình, người nọ nói xong, Lâm Lục Kiêu vỗ vỗ vai anh ta, khó có được công khóe miệng, cảm ơn. Sau đó nhấc chân đi hướng ngược lại, người phía sau lại hướng về phía bóng lưng anh kêu, lục kiêu, ngày mai đến nhà tôi ăn cơm, tiểu tứ cũng tới, chúng ta đều đã đã lâu không gặp rồi. Lâm lục kiêu nói được, sau đó lập tức đi qua bọn họ, dừng lại trước mặt hai người, liếc mắt, đưa tay kéo lâm khai đang ở trên lưng nam sơ tới ghế từ phía sau thả xuống, không lưng, chống lại ánh mắt nam sơ, đánh nhau, đua xe, ngại sống lâu quá. Hả? Khi nói chuyện anh hơi hơi hiếp hiếp mắt, đuôi mắt nhếch lên, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo rất nguy hiểm giờ phút này nam sơ thật muốn treo lâm khai lên đánh một trận chẳng thế thì hiện tại cô đã cùng người trước mặt này đang ngồi ăn cơm rồi lâm khai từ trên ghế đứng lên anh chúng em lâm lục kêu đứng thẳng liếc nhìn cậu ta một cái ánh mắt ý bảo cậu tiếp tục nói hết thập phần kiên nhẫn bày tỏ hai người làm sao vậy lại còn không nói tình cảm anh em bọn họ trước đến nay rất tốt bởi vì cha mẹ bận rộn công việc từ nhỏ Lâm Khai đã cực kỳ ý lại vào Lâm Lục Kiêu, lúc nhỏ khi có chuyện gì thì cũng gọi, anh ơi, anh ơi. Mới trước đây trong con hẻm nhỏ có một quán ăn nhỏ, làm bánh gạo nếp đặc biệt ngon, khi đó Lâm Thanh Viễn không cho hai người bọn họ ăn quán ven đường. Lâm Khai thèm ăn mỗi ngày cuốn lấy anh trai, Lâm Lục Kiêu lén lúc dẫn cậu ra ngoài ăn, kết quả ăn xong về nhà thì bị đánh, bởi vì cậu ăn vụng đã quên chùi mép. Khi đó vì để không bị hoài nghi, Lâm Lục Kiêu mua cho cậu xong lập tức về nhà trước. Người ta ăn vụng xong đều phải lau miệng, nhưng đứa em này ăn xong cũng không lau miệng, vừa về nhà bị Lâm Thanh Viễn thấy được. Hai anh em này, một thông minh một ngu ngốc, người lớn trong nhà thường xuyên lấy hai người bọn họ ra so sánh, thường hay nói là Lục Kiêu, con phải chăm sóc em thật tốt, đứa nhỏ này không được thông minh đâu. Lâm Khai ngu ngốc toàn bộ mọi người trong ngõ nhỏ đều biết, mà thân thể lại yếu ớt, đánh nhau lại đánh không lại người ta, tính tình lại xấu, nhưng bởi vì còn nhỏ, bị Lâm Thanh Viễn dung túng, lúc này mới dưỡng thành tính tình công tử thiếu gia từ trước đến nay lâm thanh viễn đối với lâm lục kiêu có hy vọng cao hơn nhiều so với lâm khai mà lâm lục kiêu bình thường đã quen hay nghịch ngợm gây sự cà lơ phất phơ nhưng gặp phải chuyện này phản ứng của anh so với bất luận kẻ nào đều nhanh hơn cũng gánh vác được lâm thanh viễn vẫn hay nói với lâm lục kiêu con gánh vác nhiều em con mới có thể sống tốt lúc đầu anh không hiểu vì sao muốn anh làm nhiều hơn lâm khai đôi lúc cũng sẽ cảm thấy ghen tị về sau mỗi khi lâm khai sinh bệnh phát sốt lâm lục kiêu bỗng nhiên hiểu rõ thế giới này là công bằng thân thể lâm khai vẫn không tốt lắm lâm lục kiêu nhớ rõ có một năm phát sốt vào bệnh viện mười mấy lần người vừa bị bệnh thì trở nên đặc biệt yếu ớt cũng đặc biệt ỷ lại anh nằm ở trên giường bệnh ánh mắt nhỏ đen kia lúng liếng nhìn anh muốn không đau lòng cũng khó năm ấy ba mẹ ly hôn lâm khai được mẹ mang đi hơn nửa đêm lâm khai từ nhà mẹ chạy về bò vào sân sau cố gắng vỗ cửa sổ phòng của anh gọi anh hỏi anh có phải cậu bị bỏ rơi rồi không vì thân thể cậu không tốt sao về mặt tình cảm lâm khai rất ngốc lại mẫn cảm tự như hiện tại cậu vẫn như cũ nhìn không ra anh cậu và nam sơ có chút cảm xúc dao động lại vẫn như kẻ ngốc gắt gao túm lấy tay nam sơ không cho cô đi cổ tay cô bị thiếu niên nắm chặt ở trong tay gắt gao nắm chặt đầu ngón tay thiếu niên bởi vì dùng nhiều lực đều đã trắng tái nhưng vẫn không buông tay giống như trong tay đang nắm bảo bối sợ một cái nới tay người sẽ bỏ chạy ánh mắt lâm lục kêu như có như không rơi xuống cổ tay hai người một chút lâm khai thảm thương nói em bị người ta đánh lâm lục kêu bỏ hai tay trong túi quần biểu tình trào phúng nhìn cậu cười ha, em đây là nói em đi trên đường sau đó đã bị người ta bắt lại đánh lâm khai nghẹn lời ánh mắt lâm lục liêu sâu và đen quả thực còn đáng sợ hơn bóng đêm bên ngoài anh trước kia như thế nào không phát hiện dáng vẻ của em lại thiếu ăn đòn như vậy lâm khai đảo tròn mắt tránh nặng tiền nhẹ nói được rồi em vào quán ba chơi có tranh cãi với người ta rồi đánh nhau lâm lục kiêu hất cầm với nam sơ như có như không lượng cô một cái còn em đến quán ba uống rượu với đồng nghiệp em gọi cô ấy đến lâm lục kiêu a một tiếng trên mặt viết hai chữ không tin rất lợi hại em đánh nhau kêu phụ nữ đến hỗ trợ lâm khai cúi đầu nói cô ấy lái xe rất lợi hại em cho là có thể chạy thoát lâm lục kiêu hừ cười lạnh một tiếng vừa muốn nói chuyện phòng thẩm vấn lại xuất hiện một người cao một mét tám tóc vàng trên trán lưu hải có tóc mái rủ xuống mặt ống, hình dáng nhu hòa áo sơ mi trắng quần tây đen dáng người không to lớn cực kỳ gầy lâm khai hung hăng trừng hắn ta nam sơ lạnh nhạt liếc mắt qua áo sơ mi của hắn cởi ra một nút đi qua bên người cô đá mắt với cô lại dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Lâm Khai, sau cùng liếc mắt nhìn Lâm Lục Kiêu một cái, lúc này mới mang theo áo khoác tay trang nghênh ngang đi ra ngoài. Lâm Khai làm bộ muốn xông lên, bị Lâm Lục Kiêu đẩy trở lại đến trên ghế dựa, ngồi yên. Lâm Khai nhất thời ngồi lại, không dám nhiều lời. Lâm Lục Kiêu nhìn Nam Sơ một cái, thì thấy vẻ mặt lạnh nhạt như không có chuyện gì, Lâm Lục Kiêu lập tức thấy một ngạc buồn bực, chưa từng thấy người phụ nữ nào lại làm vẻ đúng lý hợp tình như vậy, tôi nói với em cái gì em đã quên rồi sao? Nam Sơ Dương mắt nhìn anh, thập phần có chủ kiến nói, lúc này giáo huấn bọn em cũng vô dụng, trước đưa Lâm Khai đến bệnh viện, mặt câu ta xưng hết lên đến không thể nhìn rồi. Lâm Khai ngồi trên ghế, ngửa đầu, bùng mặt, liên tiếp gật mạnh đầu vẻ bi thương, hiện thực quả thật không phải lúc giáo huấn họ. Lâm Lục Kiêu nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, xoay người đi chào hỏi, hai người cậu đều mang đi hả? Người nữ kia cũng vậy, Lâm Lục Kiêu gật đầu, mở miệng giải thích thời điểm giải thích vẻ mặt kia rất chân thành quả thực làm cho người ta không thể không tin. Là em gái bà con xa, là một cô nhóc nhỏ, trở về tôi khẳng định để cho ba mẹ em ấy hảo huấn em ấy thật tốt. Quả thật cần phải bị phạt, cô gái nhỏ rất xinh đẹp. Đồng chí cảnh sát nhìn qua hướng bên kia, nói, Lâm Lục Kiêu giả bộ nhìn qua Nam Sơ, xinh đẹp cái rắm, chưa đủ lông đủ cánh đâu. Điêu en đen, rất xinh đẹp mà, sao tôi nhìn rất quen nhỉ? Thôi, Đi đi đi, ngày mai cùng ăn cơm. Lâm Lục kêu vẫy vẫy tay, ngày mai liên lạc. Nói xong xoay người dẫn theo hai người kia đi ra ngoài. Lúc tới cửa, Nam Sơ nhận được điện thoại của Thẩm Quan Tông, giọng nói bén nhọn phản phất như muốn xuyên qua điện thoại đâm chết cô. Em điên rồi phải không? Trở về rồi hãy nói. Thẩm Quan Tông, có phóng viên ở cửa cục cảnh sát. Hiện tại em tìm cái gì đó che mặt mình ra ngoài đón xe, tôi sẽ cho người qua sau. Em cố gắng đừng cho họ nhận ra. Có nghe thấy không? Vừa dứt lời, Nam Sơ nhanh chóng giữ chặt Lâm Lục Kiêu xoay người, đưa lưng về phía cửa. Lòng bàn tay Lâm Lục Kiêu chợt lạnh, mấy ngón tay mềm mại cầm lấy bàn tay anh, hơi tê tê, anh rút ra, Nam Sơ lại nắm lấy chặt hơn một chút, tựa vào, có phóng viên. Lâm Lục Kiêu nhìn ra ngoài cửa, trong lùm cây có mấy người mang máy ảnh đang ngồi chầm hổng, còn có một chiếc xe ven đường, ống kính đầy trên cửa kính xe. Tuy nhiên Nam Sơ cảm thấy được xác suất cô bị nhận ra không lớn, nhưng vẫn phải phòng ngừa cô hỏi nhỏ lâm lục kiêu này có cửa sau không lâm lục kiêu nghiêng mắt liếc cô người anh vốn cao lúc nhìn ai cũng phải cúi xuống lại liếc mắt nhìn bàn tay bị cô nắm lấy cười hừ một tiếng em hỏi tôi tôi cũng là lần đầu tiên tới đây nam sơ lại nhìn anh một cái trong ánh mắt kia vậy mà có hơn một tia bất đắc dĩ nào còn hình tượng cô nhóc xấu xa trong phim lâm lục kiêu cúi đầu nhìn tay bị nắm chặt im lặng một hồi dùng một cánh tay kia từ trong túi quần lấy ra chìa khóa xe ném cho lâm khai Em đi lái xe tới đây, Lâm Khai ông đầu lĩnh mệnh mà đi, Lâm Lục Kiêu kéo Nam Sơ qua, tay nắm lấy cái óc cô, lấy một tay ông đầu cô đến trước ngực mình. Sự việc bất ngờ ngoài dự liệu này trái lại làm cho Nam Sơ có chút ngoài ý muốn, cô cho rằng Lâm Lục Kiêu đại khái là tùy tiện cho cô đội cái bịch xốp đen trên đầu cũng tuyệt đối cự tuyệt bất cứ tiếp xúc nào với cô. Hai người đứng ở cửa, một tay Lâm Lục Kiêu bỏ vào trong túi quần, một bàn tay ông đầu cô ấn vào trong ngực Bàn tay tại cái ót của cô lại vẫn nhẹ nhàng vuốt ve, thần thái tự nhiên như đã quen. Anh có vẻ như cực kỳ thành thạo nhỉ." Nam Sơ đứng yên trong lòng anh nói, anh hừ nhẹ, lòng ngực hơi rung lên. Trên người Lâm Lục kêu nhàn nhạt một mùi hương thơm ngát, rất sạch sẽ, cũng rất thoải mái. Ngực của người đàn ông cứng rắn vô cùng, tờ sớt mỏng manh ngăn không được cơ ngực cuồn cuộn của người đàn ông, trước mắt Nam Sơ đều là khối cơ bắp của anh. Vùi đầu trong lòng anh, hơi tò mò ngửa đầu liếc anh một cái bị một bàn tay của anh đè xuống. Tráng nam sơ dán trong ngực anh, tay vịn trên bụng của anh, nơi đó từng khối cơ bụng, làm cho tâm trí cô cũng vì vậy mà trung lên. Đầu ngón tay theo cánh tay anh dần dần đi xuống, quét đến cạnh mép lưng quần, dừng ở thắt lưng, ngón trỏ của nam sơ đi xuống chọc chọc, ý đồ muốn đâm chọc vào, bị lâm lục kiêu chế trụ cổ tay, rủ mắt xuống nhìn cô, còn sơ loạn nữa sẽ đẩy em ra ngoài. Ý cảnh cáo rất rõ ràng. Nam sơ ngượng ngùng, thu tay lại, biết rõ hậu quả của việc đắc tội với anh, thật không lộn xộn nữa, ngoan ngoãn nép vào trong lòng anh. Lâm Khai chạy xe qua, Lâm Lục Kiêu mang theo cô vừa đi vừa lấy tay che chở đầu cô, đi đến bên cạnh xe, kéo cửa sau, không chút nương tay đẩy cô vào trong, chính mình cũng ngồi vào. Lâm Khai đạp chân ga chạy về phía trước. Trong xe, Lâm Lục Kiêu nhìn cô, cầm hất hất vào bên trong, ánh mắt ý bảo cô ngồi vào phía bên trong. Nam Sơ không để ý anh, cả người dính chặt với anh. Cùng Lâm Khai câu được câu không trò chuyện, Lâm Khai một bên lái xe, cũng không quay đầu lại, hôm nay cô hẹn người nào? Nam Sơ liếc mắt nhìn Lâm Lục Kiêu một cái, thoải mái mà tựa vào ghế ngồi, một người đàn ông, Lâm Khai, bạn trai. Đi Endoan, Nam Sơ rầm rì một tiếng, không đáp, Lâm Khai còn nói, vậy cô nhắn cho anh ta, đừng để anh ta giận. Nam Sơ nhìn Lâm Lục Kiêu, người này đang nhìn ngoài cửa sổ, hình dáng nhìn nghiêng như một thân thể cường tráng được điêu khắc nam sơ vô tình phát hiện lông mi anh rất dài kéo đến đuôi mắt công vút cô không chút để ý nói tức giận càng tốt lâm khai thở dài ngược lại hỏi lâm lục kiêu anh anh có việc gì cần làm sao lâm lục kiêu liếc mắt nhìn nam sơ lạnh nhạt nói đi ngủ hai người cơ hồ đồng thời phát ra một tiếng cắt lâm lục kiêu xe chạy đến nửa đường lâm lục kiêu thật sự chịu không nổi lâm khai bị thương như vậy mà lái xe đuổi cậu ta xuống chính mình lái đến bệnh viện quân đội Bệnh viện này đều là người quen, cái trán xanh xanh tím tím của Lâm Khai vừa đi vào đã bị bác sĩ Triệu tóm lấy. Bác sĩ Triệu và Lâm Thanh Viễn là bạn tốt, hai thằng nhóc này đều là bà nhìn chúng lớn lên, có chút đau đầu cũng là bà khám cho. Trước đây thân thể Lâm Khai không tốt, Lâm Lục Kiêu lại nghịch ngợm đánh nhau bị thương. Ngày hôm nay nhìn thấy hai anh em họ, cũng thật chấn động, đau lòng ông đầu Lâm Khai, sao đầu con lại thành như vậy rồi hả? Đánh nhau với người ta rồi hả? Lâm Khai sờ sờ đầu, Ha ha cười ngây ngô, vô ý vô ý. Lâm Lục kêu nhưng lại cùng Nam Sơ đứng ở phía sau. Lúc này bác sĩ Triệu mới ngẩng đầu nhìn lên, không phải là do anh con đánh cho hả? Không có, chỉ là vô ý thôi. Dì cũng đừng nói lại cho người khác. Lâm Khai cười lấy lòng. Bác sĩ Triệu đã thương hai anh em này từ lúc họ còn nhỏ, thấy cậu đều đã nói như vậy, rất tức giận, hung hăng nhéo một cái lên vai cậu, gì là người như vậy sao? Theo gì đến đây? Nói xong lôi kéo Lâm Khai vào phòng khám bôi thuốc, nhìn về phía Lâm Lục Kiêu, hỏi, Lục Kiêu, con nói cho dì biết, sao lại thế này? Nam Sơ và Lâm Lục Kiêu hai người mỗi người dựa vào một bên khung cửa, Lâm Lục Kiêu mang quần đen, lười biến ông cánh tay tựa vào trên khung cửa phòng khám, gác một chân, nhúng vai một cái, nhàn tản nói, dì còn chưa hiểu rõ thằng nhóc này, đánh không lại người ta vẫn muốn theo người ta đánh nhau, bị người ta đánh bị thương về nhà lại không dám khóc. Lâm khai đỏ mặt, bác sĩ Triệu Trừng Anh, có người anh nào nói em mình như vậy hả? Bác sĩ Triệu Trừng Anh, có người anh nào nói em mình như vậy hả? Người nào cũng biết Lâm Lục Kiêu từ nhỏ đã cực kỳ bao che cho em trai, ngay cả khi biết chính xác đứa bé này phạm tội gì cũng không bỏ được mà can thiệp vào, cũng là như thế này, nên Lâm Khai mới vẫn ý lại anh. Hai người đều đã lớn, trưởng thành, Lâm Lục Kiêu tính cách lại thu liễm một chút, chỉ là Lâm Khai này tính tình thiếu gia là càng lớn càng tệ rồi. Trong hành lang bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, giày cao gót dẫm lên đất gạch cộc 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 trung động, Nam Sơ nghe tiếng bước chân này cảm giác rất quen thuộc, quay đầu nhìn, quả nhiên thấy người mặc áo khoác trắng nổi bật, buộc tóc đuôi ngựa, Hà Vãn từ phía cuối hành lang cộc 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 chạy tới, "Ngại quá, xin nhường một chút." Lời này đúng là nói Nam Sơ, Lâm Lục kêu lại theo bản năng quay đầu nhìn, đi qua bên cạnh, Hà Vãn liếc anh một cái, đi vào, bị dáng vẻ của Lâm Khai làm cho kinh ngạc đến ngây ngốc che miệng, kinh ngạc nói, cậu đây là bị làm sao? Lâm khai ngượng ngùng, vết thương nhỏ thôi, không có gì. Bác sĩ Triệu đứng một bên nghe vậy, vừa bôi thuốc cho cậu vừa nói, này cũng không phải là vết thương nhỏ, con đừng nghĩ nhỏ thì không đáng lo, thân thể con vốn không tốt, những vết bầm tím này không quá 10 ngày nửa tháng đều không dễ gì hết, mà với thể trạng của con, bị vài lần như vậy, về sau theo thói quen sẽ bị trật khớp. Hạ vãn nói, phải đó, cậu hãy nghe lời bác sĩ Triệu nói, cứ lấy thân thể của mình đùa giỡn, lúc đó sẽ hối hận đó. Lâm Khai bị thay nhau oanh tạc, lỗ tai muốn nổ tung, đành phải liều mạng gật đầu. Hạ Vãn nói xong, quay đầu nhìn Lâm Lục Kiêu, lại quét mắt qua Nam Sơ đứng bên cạnh, đi đến trước mặt Lâm Lục Kiêu, hai tay bỏ vào áo khoác trắng, đứng lại, ngửa mặt nhìn anh, giọng nói dịu đi rất nhiều, gần đây anh bận gì sao? Lúc nói chuyện, khí nóng thổi vào trong mắt, Nam Sơ mới nhìn đều cảm thấy khó chịu thay cô ta. Lâm Lục Kiêu khoanh tay dựa vào khung cửa, cúi đầu nhìn, nhàn nhạt nói, "Đang huấn luyện bên ngoài, đã lâu không cùng ăn cơm, ngày mai cùng ăn cơm đi." "Lâm Lục Kiêu, ngày mai phải trở về?" Hạ Vãn lộ ra vẻ mất mát, "Huấn luyện khi nào thì kết thúc?" "Ba tuần sau." "Tuần sau có trở về không?" "Không trở về." Lâm Lục Kiêu tích chữ như vàng, đều là đối phương hỏi một câu đáp một câu, thập phần không yên lòng. Hạ Vãn bất giác còn đang nhập thần, "Vậy chờ anh huấn luyện xong, chúng ta đi xem phim đi." nói về các anh hùng cứu hỏa, chỉ biết như vậy, đi không? Lâm Lục Kiêu rốt cục nhìn thẳng vào bà, một giây, hai giây, quay đầu trở lại, nhàn nhạt nói, không có hứng thú. Hạ Vãn tiếc hận, lúc này mới chú ý tới Nam Sơ, ra vẻ kinh ngạc, sao hai người đi cùng nhau? Lâm Lục Kiêu nhìn Nam Sơ, không để ý cô. Nam Sơ nhàn nhạt nói với Lâm Khai, tôi ra ngoài gọi điện thoại. Hành lang bệnh viện quanh năm luôn luôn tản ra một cổ âm khí lạnh lẽo và dày đặc mùi nước sát trùng. Hành lang dài tận cùng có một cửa sổ nhỏ, ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, có chút yên tĩnh, giống tầng mây bầy trên mặt đất, làm người an tâm. Lần trước thấy anh là tại mảnh đất này, lâm lục kiêu mặt quân phục bình thường, giữa tường hút thuốc, vành nón che nửa gương mặt anh. Cái cầm kiên nghị làm người ta có cảm giác muốn sờ lên một cái, hạ vãn là theo đầu bên kia đăng 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 chạy tới, ngửa đầu, thì thầm to nhỏ với anh. Nam sơ dựa vào thùng rác bên cạnh tường, gọi điện thoại cho thẩm quan tông giọng thẩm quan tông bén nhọn như dao, giống như muốn xuyên qua loa đâm thủng cô, gần đây có phải tôi đối với cô quá phóng túng rồi không? Cho nên cô lên trời xuống đất cũng phải lăn qua lăn gây không ít chuyện để cho tôi thu dọn phải không? Hiện giờ cô ở đâu? Cô trở về ngay lập tức cho ông đây, tại bệnh viện, giọng thẩm quan tông đều đều, cô bị thương. Một người bạn bị thương, thẩm quan tông điều chỉnh giọng nói, cô về nhanh cho ông, trong vòng một tiếng không thấy cô, tôi sẽ bẻ tay bẻ chân cô trợ lý nhỏ của cô nấu thuốc, cô có tin không? Giọng nam sơ trầm xuống, uy hiếp nói, anh dám động con bé thử xem, thẩm quan tông căn bản là không thể uy hiếp, bỏ lại một câu, tôi có cái gì không dám, túc túc túc. Nam sơ chửi thề một câu, muốn ném điện thoại lên tường, phía sau truyền đến một câu, chạy ra ngoài làm gì? Trên hành lang dài trống trải có thêm một bóng đen, bị ánh trăng chiếu vào kéo dài thật dài, nhưng không cần quay đầu lại, cũng có thể biết là ai. Nam Sơ nhét điện thoại vào trong túi, dựa vào trên tường, vẽ không sao cả nói, cho hai người chút không gian. Lâm Lục Kiêu đứng ở sau lưng cô, bỏ tay trong túi quần, miệng ngậm điếu thuốc vẫn chưa đốt, giật giật khóe miệng, đi về phía trước hai bước, trực tiếp ngăn Nam Sơ giữa bức tường và anh, cuối người, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt đen như hồ nước sâu, nở nụ cười. Trước kia sao không phát hiện em lại vẫn hiểu chuyện như vậy? Nói xong, đứng thẳng, từ trong túi quần lấy ra cái bật lửa. Nghiêng đầu bật lên, nhẹ thở ra, làn khói trắng nhạt dưới ánh trắng có vẻ hơi mờ ảo, trong nháy mắt nhìn thấy hình dáng mơ hồ của anh, hai người đứng rất gần, một người giữa tường, một người nhả khói, chạm trước mặt, trong một góc tối không người, luôn luôn dễ dàng hiện lên người đàn ông kiên cường và cô gái kiêu căng. Mắt nam sơ hơi híp lại, tâm tư làm chuyện xấu lại nổi lên, đưa tay mò lên thắt lưng anh, đầu ngón tay theo đường cong bên thắt lưng từ từ đi xuống, lại dương mắt nhìn anh hình dáng người đàn ông càng rõ ràng cứng rắn hơn anh tuấn thăm thúy tầm mắt dần dần đi xuống cần cổ hơi hơi lồi ra theo động tác hút thuốc của anh mà xoay động ngón tay cô mềm nhẹ lại êm ái nhẹ nhàng vén áo anh lên vạt áo sơ mi mò vào một tay cầm khóa dây lưng của anh ngón cái hơi động trong hành lang trống vắng vang lên một tiếng lạch cạch thanh thúy như mưa rơi dây lưng buông lỏng một giây sau tay bị người cầm lại bàn tay dày rộng thô chai xúc cảm mơ mộng nam sơ sung sướng ngoắt khóe môi một cái trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói khàn khàn cài lại lâm lục kêu nắm tay cô đặt trên eo mình cúi đầu nhìn cô đáy mắt thâm trầm hốc mắt rõ ràng miệng lại vẫn nằm điếu thuốc tàn thuốc quanh quẩn một nhánh nhỏ hai người cứ như vậy ngăn cách bởi một làn khói trắng nhìn đây đó ánh mắt nhìn chằm chằm nam sơ phát hiện anh có một đôi mắt rất đẹp chỉ có ở nam minh tinh từ một quốc gia nào đó cài lại giọng nói của anh rõ hơn chút lại lặp lại một lần lưng nam sơ dựa vào tường một bàn tay đặt ở trên tường nâng mắt nhìn anh cuối cùng dưới ánh mắt như thế công mà mềm xuống chậm chạp giúp anh cài dây lưng lại không khí hơi tĩnh lặng nam sơ đưa tay muốn đoạt điếu thuốc trong miệng anh bị lâm lục Kiêu nhìn thấu ra tay tới ném lên bên trên thùng rác đuôi mắt nhếch lên hỏi cô em và lâm khai ở milan phát sinh chuyện gì nam sơ hơi suy nghĩ khóe miệng nhếch lên nụ cười ý anh là nói cái gì Lâm Lục Kiêu đưa tay vào túi, nhìn cô, không nói lời nào. Tinh thần, Lâm Lục Kiêu cắn môi dưới. Lâm Lục Kiêu chống nạnh, đầu lưỡi khẽ liếm môi dưới, nhíu mày, anh cũng cho rằng tôi tùy tiện như vậy. Tùy tiện đến mọi đàn ông đều có thể ngồi lên, con nhóc thối này. Lâm Lục Kiêu trời sinh cũng là kiên cường, tuy anh cho rằng mình là hợp lý nghi ngờ quan hệ của Lâm Khai và cô, nhưng vừa vặn lời nói kia cũng cũng không có ý gì khác, thật muốn anh giải thích lại cảm thấy khó chịu anh dựa vào cái gì phải giải thích anh nghĩ thế nào với một con nhóc thối lời vừa ra khỏi miệng cũng cực kỳ châm chọc không tùy tiện sao em có thể tùy tùy tiện tiện mở dây lưng của đàn ông hốc mắt cô đột nhiên sâu hơn lúc nam sơ đi qua không còn ai nói gì nữa nếu người đối diện không là lâm lục kiêu cô có thể đã lấy thùng rác bên cạnh đập tới lâm lục kiêu nói lời này cũng là nhất thời kích thích chờ anh lấy lại tinh thần cô nhóc đã chạy tới cửa lớn rồi lâm khai bôi thuốc xong từ phía sau đi qua với hạ vãng lúc về trên xe có thêm một người lâm lục kêu lái xe hạ vãn tranh nhau muốn ngồi vị trí ghế lái phụ bị lâm khai kéo đến ghế sau đã lâu tôi và anh tôi không gặp rồi cô trước đi qua một bên hạ vãn lâm khai anh khi nào thì chúng ta cùng đi xem phim đi hạ vãn đúng 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 dẫn tôi theo nữa cả ba cùng đi lâm khai quay đầu liếc nhìn cô một cái vì sao phải dẫn cô theo hạ vãn hai người đàn ông các anh sao lại đi xem phim lâm khai ngay thẳng nói cô đi theo tôi mới cảm thấy lạ đó. Hà trễ, hôm nay Nam Sơ đi theo cậu thì không là sao? Lâm Khai vẫy vẫy tay, đương nhiên không giống, Nam Sơ đi theo tôi là bình thường. Trọng điểm là cô ấy dễ sai bảo, vừa xinh đẹp lại giỏi đánh nhau, uống rượu tốt, còn có thể đua xe, sưu tầm dân ca. Hà vãn, Lâm Bánh ngọt ngốc nghếch thật sự một chút vấn đề cũng chưa phát hiện ra. Lâm Lục Kiêu toàn bộ quá trình đều lặng lặng nghe, thường thường nhìn kính chiếu hậu một cái phát hiện nam sơ ngoài ý muốn lại rất an tĩnh dựa vào cửa kính xe thưởng thức phong cảnh ngoài xe cương nhiên một chút cũng không giống trước nghịch ngợm gây sự quá không thích ứng nam sơ xuống xe lại còn lễ phép cúi đầu tạm biệt với lâm lục kiêu cảm ơn đội trưởng lâm lâm lục kiêu hạ cửa kính xe xuống một nửa một tay đỡ tay lái một tay đặt lên cửa kính xe đưa mắt nhìn cô có phần muốn cười nói xong cũng không chờ anh đáp lại đã xoay người lên lầu lâm khai ở một bên nói thầm gặp quỷ rồi cái cô này hôm nay thế nào lại lễ phép như vậy lâm lục kiêu nhìn cô lên lầu nâng kính xe lên đánh tay lái đạp chân ga chạy ra tiểu khu động cơ ầm ầm trong đêm khuya quả thực hung hãn cực kỳ lâm khai ngồi ở tay lái phụ thiếu chút nữa bị quăng lên cửa đưa tay vịn tay vịn trên đỉnh đầu y y nha nha ồn ào làm gì vậy anh sao đột nhiên đại phát tính tình vậy mấy năm nay tính tình của lâm lục kiêu trái lại thu liễm không ít nói không nhiều lắm, thâm trầm, hỉ nộ không biểu hiện ra, nhíu mày, nhèo mắt xem như trong lòng khó chịu, nghiêm trọng hơn, thì nghiến răng, cắn môi dưới, bày tỏ có phần tức giận hơn. Hành động đạp chân ga ầm ầm như vậy, Lâm Khai là lần đầu tiên thấy, khi chủ yếu cũng là trước kia anh chưa thấy qua nhiều, lúc còn ở hẻm nhỏ, Lâm Lục Kiêu trong đám nhóc cao lớn hay gây chuyện hỗn loạn, tuy nói cha mẹ quản nghiêm, nhưng lại cứng đầu, xông vào đánh nhau hỗn loạn, đánh một trận, quá vài ngày sau vết sẹo đã hết đau, tiếp tục làm ầm ý, hơi lớn một chút, đánh bia với côn độ trong phòng trò chơi, gây chuyện âm âm, lại lớn một chút nữa, cũng biết không thể làm càng gây chuyện long bông như vậy nữa, không biết cái cảm xúc sứ mạng gì đó từ chỗ nào tới, lại thi vào trường quân đội, xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, tổng quân tổng quân, thoáng chớp mắt, đều đã 10 năm đi qua. Lâm lục kêu người này căn bản tới cùng là không có biến hóa gì, tính tình bản tính thối tha vẫn là như vậy, kiên cường không nhận thua. Sáng sớm hôm sau, Nam Sơ còn buồn ngủ, cả người còn đang trong trạng thái mộng du đã bị thẩm quan tông từ trên giường sách lên, cô tức giận ngồi dậy, giận đến nỗi tay cố ở phía sau cũng không dám nhìn cô. Sở trường đặc biệt của Nam Sơ là bạo lực, vì đã được giáo dục từ nhỏ nên tật xấu này chưa lộ ra, rất ít nổi nóng, nhưng tóm lại không thích phản ứng với người khác là được. Tỷ như ngày hôm qua Lâm Lục Kiêu mới vừa bị đầy vào lãnh cung, sự tức giận của cô khi thức dậy cũng là như vậy sẽ không nổi điên vô luận bị đánh thức bằng cách gì cô vĩnh viễn đều là một dáng vẻ lạnh nhạt đến chết ánh mắt như dao găm vù 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 trên người thẩm quan tông giờ phút này đã cắm đầy dao hiển nhiên thẩm quan tông cũng không quan tâm tới chờ cô dựa vào đầu giường hơi hé mắt trực tiếp ném điện thoại di động qua không phải tôi nói cô trốn phóng viên sao nếu thật sự cô không tránh được sao không xem xét hoàn cảnh mà lấy một cái bịch xốp đen đội lên đầu mà chạy hả nam sơ còn chưa được tỉnh táo lắm dựa vào đầu giường ngoáy ngoáy tai sáng tinh mơ miệng anh đã to vậy rồi sao nói xong mới cầm điện thoại lên cúi đầu nhìn mặc dù không phải báo bác quái nổi lắm bài báo và mấy bình luận cũng không nhiều chỉ là cái tiêu đề làm cô có chút khó chịu nhị thiếu gia tưởng cách của ép ban đêm đua xe với buông thả với một cô gái đối tượng thực ra là con gái của ảnh hậu một thời nam nguyệt như bài báo vừa tung ra làm cô và tưởng cách bị bôi đen tới thương tích đầy mình không chỉ viết cô thành diễn viên buông thả tuyến mười tám lại còn viết tình sử rắm chó của cô và tưởng cách một cách mù quáng nam sơ kéo xuống cũng không có hình chụp ở cục cảnh sát chứng tỏ đám chó săn ở trước cục cảnh sát chưa nhận ra cô bài báo chỉ cung cấp tin của cô và tưởng cách lúc trên đường lớn mặt khác là hình ảnh nhóm cô đuổi theo tưởng cách bằng một chiếc xe khác và cô bị tưởng cách truy đuổi Cô mở Weibo của mình ra, tin nhắn rất nhiều, xem cũng như không, khẳng định đều là mắng cô. Nam Sơ dựa vào đầu giường lấy điếu thuốc ra định đốt, hơi do dự một chút, nhưng nghĩ đến vẻ mặt lâm lục kiêu tức chết người không đền mạng, cô lại dứt khoát kiên quyết đốt lên. Kỳ thật mấy bài báo lá cải này trước khi đăng tin đã liên hệ trước với công ty của Nam Sơ, dựa theo tính tình của hàng Bắc Nhiêu, khẳng định sẽ không để cho những ảnh chụp này được tung ra, nhưng tờ báo tiếp thị này vào rạng sáng cùng ngày lấy được tin tức đã trực tiếp phát ra căn bản không làm mấy việc liên lạc gì điểm ấy làm cho thẩm quan tông lạ nhất đối phương hiển nhiên là cố ý muốn đưa tin tức lần này ra chuyện này hoặc là hướng vào nam sơ hoặc là hướng vào tưởng cách giá trị con người của nam sơ so với tưởng cách hiển nhiên hẳn là nam sơ bị kéo vào cuộc tranh đấu của giới nhà giàu gia hòa tầng cao nhất tây cố là lần đầu tiên lên văn phòng sếp lớn run run rẩy rẩy như tiểu bạch thọ cúi đầu đi theo nam sơ và thẩm quan tông ra khỏi thang máy mở cửa ra liếc mắt một cái đã thấy cô thư ký xinh đẹp như hoa gật đầu với bọn họ ý nói hàng tổng đợi ở bên trong ánh đèn chói mắt nụ cười của cô thư ký càng thêm chói mắt cảm thấy bọn họ như là ba con dê núi lẻ loi sắp bị làm thịt ngay cả lối đi cũng trang hoàng tráng lệ phát ra ánh vàng rực rỡ so với bên trong phòng tổng giám đốc lối đi nhỏ bên ngoài quả thực phải gọi là sư phụ văn phòng to như vậy, hàng bắt nhiêu bắt chéo hai chân ngồi ở ghế, đang lau mắt kính trong tay, phía sau cửa sổ thủy tinh một chiều chạm sàn, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy mái nhà đối diện, mỗi ngày làm việc trong môi trường như vậy, khó trách đều là lấy lỗ mũi nhìn người, động tác trong tay hàng bắt nhiêu có phần giống như đang mài dao, két két két, tay cố nhìn mà sửng sốt, ba người cùng đẩy cửa, bước đến trước bàn, yêu nghiệt mở miệng, xem tin tức sáng nay chưa. Nam Sơ gật đầu, rồi, có cảm tưởng gì? cái đánh giá buông thả này hơi không khách quan như mang theo chút sắc thái cá nhân hàng Bắc nhiêu muốn xông đi tới bóp chết cô bị thẩm quan tông ngăn lại cô nhóc kia nói chuyện không xuôi tai cũng không phải lần đầu tiên anh biết hàng Bắc nhiêu hít thở sâu cô có biết tưởng cách là ai không nam sơ bây giờ đã biết hàng Bắc nhiêu cởi bỏ nút áo sơ mi ngồi lên ghế dựa sao lại biết được nam sơ nói theo tình hình thực tế nam sơ trước có gia nhập một công ty nhưng bởi vì làm việc không hiệu quả thêm nữa còn mấy vết đen của Nam Sơ và còn đủ loại nguyên nhân nên năm trước đã kết thúc hợp đồng, đầu năm nay mới ký hợp đồng với công ty gia hòa của hàng Bắc Nhiêu. Hàng Bắc Nhiêu thiếu chút nữa hít thở không thông, quả thực không thể tin được vào tai mình. Cô trói tưởng cách lại, vẽ mấy trăm con rùa trên người hắn, lại chụp rồi đăng hình lên trang cá nhân, cho nên thời gian trước làm cho giá cổ phiếu của FG bị kéo xuống nguyên nhân là do cô, tuy rất không muốn thừa nhận, quả thật là có nguyên nhân gián tiếp trong này toàn bộ thế giới yên lặng ba giây văn phòng không ai nói chuyện tay cố đã run rẩy đến hai chân rã rời hàng bắt nhiêu vỗ bàn chỉ vào nam sơ nói với thẩm quan tông đi cậu đi hủy hợp đồng của cô ta ngay thẩm quan tông nhìn hàng bắt nhiêu lấy thật sao hàng bắt nhiêu lấy cái rắm nói đi là đi ngay mẹ nó không có chút chủ kiến nào sao nói xong lại chỉ chỉ vào tay cố ở phía sau cô lui tới đó làm gì qua đây cho tôi tay cố dịch về trước một bước hàng 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 tổng hàng bắc nhiêu tức đến bùng nổ nói chuyện không thể thẳng lưỡi ra được sao nam sơ anh dọa cô bé làm gì hàng bắc nhiêu tôi dọa cô ta tôi còn muốn trang xào cô ta lên đó mấy ngày nay chọc cho tôi không ít chuyện rồi nam sơ anh dám hàng bắc nhiêu này đã là nhị thế tử từ nhỏ không sợ trời không sợ đất lúc mới vừa gặp nam sơ cảm thấy nội tâm cô nhóc này rất mạnh mẽ muốn khai thác thật tốt tương lai nhất định có thể tỏa sáng cũng là coi chuẩn điểm ấy mới không quan tâm nhiều mà ký hợp đồng đàn ông ngay từ đầu luôn luôn dễ dàng bị vẽ bên ngoài của phụ nữ hấp dẫn kiểu người không sợ chết giống nam sơ có thể kích thích cảm giác chinh phục của anh ta ngay từ đầu quả thật đã động tâm nhưng về sau phát hiện cô nhóc kia là một núi băng một ngọn lửa mãnh liệt cũng không làm cô tan chảy về sau một chút ý nghĩ cũng không còn ngẫm lại cái nét lạnh lùng đó, ở phương diện nào đó cũng sẽ không là một ngọn lửa, nhưng ngẫu nhiên có đôi khi bị cô oán hận trong lòng lại vẫn sảng khoái, ít nhất đã lớn đến chừng này, vẫn không có ai dám oán hận anh như thế, về sau, vậy mà cũng thành thói quen. Hàng bắt nhiêu liếc mắt nhìn tay cố, uy hiếp nói, cô nói xem tôi có dám hay không, ngay tại lúc hai người đang giằng co, bỗng nhiên xuyên vào vào một giọng nói mềm dẻo, tôi tự chức, không cần anh rang xào, bản thân tôi tự làm dù sao cũng không qua kỳ thực tập ngày mai tôi gửi đơn cho anh oà wow, lúc này không cà lăm nữa rồi hả thẩm quan tông và nam sơ cùng nhìn về phía hàng bắc nhiêu người sau vội ho một tiếng đều nhìn tôi làm gì bàn tay to vung lên từ thì từ khi ba người ra khỏi văn phòng nam sơ nhìn tay cố xoa nắng khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô từ chức thật sao tay cố cúi đầu khẽ ừ nhẹ một tiếng nam sơ thở dài xoa xoa tóc cô giọng nói khó có được êm ái tay cố nghe cũng mềm lại, em thử suy xét cân nhắc lại xem. Ngay cả thẩm quan tông trong ngày thường hay nói lời ác độc cũng nhịn không được khuyên mấy câu, tuy giọng điệu không dễ nghe, mấy cô bé chính ít các cô, cả đám đều tùy hứng như vậy, tùy tùy tiện tiện bị mắng hai câu đã vội từ chức, tìm được công việc tốt vậy sao? Ông chủ lớn cũng chỉ nói như vậy thôi, anh ta chỗ nào có thể cho cô từ chức, gan của cô gái nhỏ này cũng thật nhỏ quá rồi. Nói xong lại chỉ nam sơ, còn cô, Chuyện này tám phần là hướng vào tưởng cách, thời gian trước ông cụ ép dây nhập viện, cuộc chiến gia tộc vừa mới khai hỏa, cậu thiếu gia tưởng cách này tính tình buông thả, cổ phần công ty trong tay không nhiều lắm, nhưng lại được ông cụ yêu thích, lỡ như ông cụ lưỡng quẩn trong lòng lập di chúc để cho tưởng cách tiếp nhận FJ, đó chính là bộ phim của năm, tất cả mọi người đều chờ xem này màn kịch vui này, hắn ta bỗng chốc nhớ đến một nhân vật nhỏ như cô. Trong khoảng thời gian này đừng trêu chọc hắn ta nữa thẩm quan tông dặn dò xong lại đưa cho cô một sắp kịch bản hôm nay lại mang theo một kịch bản đến tìm cô nam sơ đang cúi đầu đọc sách kinh phật ở trong tay bị cô lật vô số lần không chút để ý nghe thẩm quan tông nói lần này không giống tôi không nhận phim là một chương trình trải nghiệm thực tế cái gì giống như trò chơi sinh tồn ngoài tự nhiên mỗi một trạm là một cái chủ đề quay trong nửa tháng nửa tháng này cô phải tắt toàn bộ điện thoại và máy tính tổng cộng có ba trạm Trạm thứ nhất là kiểm tra hậu cần mặt đất ở sân bay, trạm hai là phòng cháy, trạm ba là thám hiểm tùng lâm. Nam Sơn nhìn chầm chầm nội dung bản thảo, hơi im lặng, nói, tôi có thể từ chối không? Không được từ chối, đây là hàng tổng đồng ý, một trong điều kiện giải hòa với tưởng cách. Đầu óc hắn có phải bị bệnh không? Đầu óc tưởng cách có bệnh không tôi không biết, nhưng hàng tổng khẳng định không bị bệnh. Bên này, Lâm Lục Kiêu mới huấn luyện từ Nam Sơn về, chỉ đạo viên trực tiếp chạy tới, chào anh thở hỗn hển nói anh trước đừng thay quần áo khẩn trương đi theo tôi mấy lãnh đạo trong chi đội đều đã đến đây lâm lục kêu đậu xe xong đi theo chỉ đạo viên chạy vào tòa nhà chính trong phòng hội nghị vẻ mặt mấy lãnh đạo đều nghiêm túc ngồi ngay ngắn lâm lục kêu chỉnh quần áo xong để mũ xuống bàn nói nhỏ nghiêm túc vậy đây là muốn chiến đấu với người nào chỉ đạo viên liếc anh một cái nói tháng sau có chương trình muốn quay trong đội chúng ta gọi mấy lãnh đạo tới thương lượng có một chương trình muốn ghi hình về đội của chúng ta vào tháng tới, vài vị lãnh đạo đang thương lượng. Vẻ mặt Lâm Lục Kiêu có chút gì đó không tin cho lắm, anh liếc mắt nhìn người chỉ đạo, có một vị lãnh đạo ở bên kia gõ gõ lên bàn và gọi anh, Lục Kiêu, tôi và vài trưởng phòng đã thương lượng qua lại, vẫn cảm thấy nên giao chuyện này cho cậu phụ trách, cậu thấy thế nào? Lâm Lục Kiêu quay đầu qua nhìn, phụ trách gì vậy? Chương trình của đài truyền hình vệ tinh Bắc Tầm, người chỉ đạo đã liên hệ với tổ tiết mục rồi, trong thời hạn nửa tháng, Thời gian vào đội là trung tuần tháng sau. Cậu sẽ đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên điều phối toàn bộ chương trình lần này, phụ trách sắp xếp việc huấn luyện bọn họ và diễn tập. Đến lúc ấy sẽ có sáu nghệ sĩ tham gia, ba nam nghệ sĩ và ba nữ nghệ sĩ. Phía tổ tiết mục cũng đã liên hệ xong xuôi. Để phản ứng về tác phong quân đội và kỷ luật với việc giáo dục phòng cháy chữa cháy càng thêm chân thật, cậu cứ xem họ như tân binh thông thường mà đối xử, nên dạy thì dạy, nên mắng thì mắng, không tuân thủ kỷ luật thì cậu có thể trình báo cấp trên đuổi họ ra khỏi đội. Chuyện này mà làm một cách quyết đoán sẽ không hay cho lắm, từ trước tới nay Lâm Lục Kiêu không hề thích kiểu tuyên truyền ấy, cảm thấy có rất nhiều thứ. Một khi đã lên TV rồi rất dễ bị khuếch đại, cho dù ngày thường bọn họ thật sự như vậy, nhưng khi tới tai người xem sẽ trở thành những thành phần thích sâu. Từ tự như làm lố, ngay cả những bộ phim tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trong ngày thường, anh cũng lười tham gia, bây giờ lại phải ghi hình cho đài truyền hình vệ tinh lớn như vậy. Hơn nữa còn là chương trình lớn, đến lúc cuối cùng anh mới biết mình là huấn luyện viên thực hiện toàn bộ chương trình ấy. Rõ ràng mấy vị lãnh đạo đang thăm dò bản tính nóng nảy của anh, đưa sáu người kia vào trong một đội, y như là su việc nhảy lên giá nhỉ. Su việc nhảy lên giá, theo cách chăn nuôi ngày trước, người ta làm cái ổ treo lên giá cho gà nhảy lên đẻ. Việc thì không thể nhảy lên như vậy, câu này ngụ ý buộc người làm việc không hợp khả năng, gây khó dễ cho người. Nếu tôi đuổi hết tất cả bọn họ khỏi đội, có phải sẽ kết thúc thời gian ghi hình sớm hơn không nghe vậy người chỉ đạo khiếp sợ nhìn anh đá vào chân anh ở dưới bàn cắn ranh ranh con nói cái gì vậy hả cậu làm sao thì tôi không quản nếu thật sự có bản lĩnh như vậy cậu xua tất cả bọn họ đi về cũng được cùng lắm thì khiến tổ tiết mục phải hủy bỏ trạm hành trình xem như việc tuyên truyền phòng cháy chữa cháy cuối năm của đội đã bị chuyện này ngăn cản thôi nhưng tôi yêu cầu cậu hai việc lão lãnh đạo cười rất rõ nhắm vào hai chỗ thứ nhất Huấn luyện nhiều và nghiêm khắc cũng chẳng sao, nhưng phải đảm bảo bọn họ an toàn. Thứ hai, thể hiện tất cả tác phong kỷ luật của quân đội đặc cần cho tôi." Lâm Lục Kiêu im lặng một hồi lâu, "Vâng." Lúc sau lại bàn giao công tác kế hoạch năm nay một cách qua loa, khi hội nghị kết thúc, người chỉ đạo định sắp xếp thêm bữa ăn ở nhà ăn nữa nhưng lãnh đạo đã gọi lại, "Không cần đâu, tôi không muốn được đối đãi đặc biệt, ngày thường mấy người ăn gì thì chúng tôi ăn đó." Người chỉ đạo nhìn về phía Lâm Lục kêu, ý bảo anh quyết định. Lâm Lục Kiêu vén tóc đội mũ lên rồi nói: "Dựa theo lời lãnh đạo nói mà làm đi." Trung đội khoảng gần 50 người, nhiều hơn trung đội cơ sở 20 người, nhà ăn lầu 2, vài người lính còn đang huấn luyện, duyệt binh kết thúc, người chỉ đạo mới dẫn các vị lãnh đạo đến đó ăn cơm, Lâm Lục Kiêu đốt hai điếu thuốc ở cửa rồi mới đi vào múc cơm. Vừa cầm chén ngồi xuống, lãnh đạo đã dùng đũa vẫy anh, nhắc đến chuyện nhà: "Cậu xem sách đến đâu rồi?" Lâm Lục Kiêu bưng chén, gắp miếng thịt nướng bỏ vào miệng nhai hai cái rồi đáp một nửa một nửa rồi thật ra là không có thời gian xem trong khoảng thời gian này anh luôn ở nơi khác để huấn luyện tân binh hiện giờ mới bước vào cổng lớn của trung đội lại bị người ta đột ngột nhét một chương trình vào đầu như vậy người chỉ đạo chen vào nói giúp anh rất nghiêm túc khoảng thời gian trước lúc huấn luyện ở nam sơn tôi thấy cậu ấy đi tới đi lui trên xe với bày ra mấy quyển sách lâm đội của tôi nghiêm túc lắm và về cơ bản cũng không liên quan tới chuyện của ai khác lâm lục kêu liếc anh ta một cái khóe miệng khẽ giật tiếp tục lùa cơm vào mồm từ khi còn nhỏ anh đã ăn nhanh ăn hai ba miếng mà nửa chén cơm đã được nuốt xuống bụng rồi lãnh đạo vui mừng gật đầu trước lúc thành phố mở cuộc họp tôi sẽ đến gặp ba cậu và nói với ông ấy về chuyện này ông ấy rất ủng hộ cậu đã lâu không về nhà nhỉ có rảnh thì về thăm ông ấy một chút người già tuổi cao rốt cuộc thân thể cũng không tiện cho lắm cha con hai người chỉ còn thiếu sự khai thông cậu đó từ nhỏ đã hay khó chịu sau này vào đại đội phải sửa tật xấu ấy đấy. Lâm Lục Kiêu đặt chén xuống, từ nhẹ một tiếng. Mạnh Quốc Hoàng là người lãnh đạo của chi đội thuộc sở cảnh sát, cùng với lão đồng đội Lâm Thanh Viễn. Hai người họ xem như đã trông thấy cả đoạn đường trưởng thành của Lâm Lục Kiêu, cũng chỉ có họ biết rõ chuyện ấy của nhà họ Lâm. Hơn nữa còn biết tính tình của cậu nhóc Lâm Lục Kiêu này. Lấy tinh thần như hồi cậu thi đại học ấy, thật ra chuyện này chẳng đơn giản như cậu nghĩ đâu, lần này số người không quá nhiều, sức cạnh tranh rất lớn không ít người muốn chen lấn để lách vào bên trong, cậu không muốn quyết đoán một chút cũng chẳng được, cặp mắt Lâm Lục Kiêu nhìn chầm chầm vào ông, rốt cuộc vẫn không lên tiếng. Người chỉ đạo nói, Lâm đội của tôi chẳng có gì cả, chỉ thừa một chút quyết đoán thôi. Mạnh Quốc Hoàng, tôi nhớ rõ là hồi nhỏ cậu đọc sách rất nhanh, mỗi lần mang cho cậu vài quyển sách lý luận quân sự, không tới mấy ngày cậu đã đọc xong rồi còn chạy tới nhà tôi đòi xem sách mới. Sao lần này lại lâu như vậy, một quyển cũng chưa đọc xong lúc còn nhỏ những cậu bé khác thường thích chơi súng xe tăng linh tinh nhưng anh lại đặc biệt thích đọc sách lý luận quân sự mỗi lần mạnh quốc hoàng đến nhà chơi đều sẽ mang vài quyển cho anh anh đọc sách rất nhanh trí nhớ cũng tốt ngay từ đầu mạnh quốc hoàng cho rằng cậu nhóc này chỉ lật xem sơ sơ không hứng thú rồi ném đi nào ngờ sau vài lần gặp mặt cậu nhóc ấy đã có thể hiểu rõ đạo lý mà nói ra vài ba câu nghe qua giống như kể lại câu chuyện vì thế ông càng thêm yêu thích cậu nhóc Mạnh quốc hoàng vỗ lên mặt bàn và nói, ăn lót dạ đi. Tháng sau sẽ kiểm tra, Lâm Lục Kiêu đã cơm nước xong xuôi, ngồi xuống ghế trống, khoanh tay lại trước ngực, trong miệng nằm một cây tăm xỉa răng, đẩy đẩy cây tăm hai lần. Biết rồi, gần đây Nam Sơ nhận được không ít tin nhắn ném bom mình, lượt trích dẫn ôi và số lượng fan càng ngày càng tăng, vốn dĩ chỉ có hơn 100.000 fan. Một nửa trong số đó là thẩm quan tông tiêu tiền mua, lần này xem như sửa thành mấy trăm nghìn. Hôm nay Hàng Bắc Nhiêu túng thẩm quan tông tới văn phòng để dạy dỗ, nhị thế tổ, Hàng Bắc Nhiêu, bắt chéo hai chân gác lên ghế dành cho sếp, anh nói xem, tại sao lượng phan trên Weibo của cô ta lại như thế này? Từ cô ta tiêu tiền mua à, nhị thế tổ, là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua tần nhị thế, thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như tần nhị thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà tần chỉ sau ba năm làm vua thẩm quan tông, không có đâu, cô ta hoàn toàn không cần ôi bồ, với tính tình của cô ta làm sao có thể đi mua phan chứ, thế thì tại sao lượng phan lại đột nhiên tăng nhiều như vậy? Thẩm quan tông đã sớm phân tích chuyện này với đoàn đội, dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt gì, họ, phan, đều mắng cô ta. Hàng bắt nhiêu, trang Bát quái kia moi được chuyện lớn hồi trước giữa cô ta và nhiễm đông dương, nghiêm đại, một bộ phận phan nhận định rằng cô ta là nguyên nhân khiến hai người họ chia tay. Hẳn là fan cô ta cũng nhân tiện chú ý động thái nên mới có thể chửi mắng, còn có một phần từ đám người bên vợ tưởng cách, để ý cũng chỉ vì mắng cô ta, phần còn lại là trạch nam. Có lẽ mấy người đó cho rằng cô ta là loại người thứ ba thích buông thả nên mới đùa giỡn vài câu vô lại thôi. Nó gần giống như phong hành của trác vị ấy các bạn, hàng bắt nhiêu trận mắt, có phải lũ người đó biến thái không vậy? Tôi chỉ có thể nói thế, con nhóc nam sơ kia cũng không tệ, đau thương bất nhập chứ chẳng cần. Nếu đổi lại là nghiêm đại có trái tim thủy tinh kia, có lẽ đã sớm nhảy lâu rồi. Đau thương bất nhập, lì lợm, cứng đầu cứng cổ. Trái tim thủy tinh, thủy tinh tâm, kiểu người mong manh dễ vỡ. Hàng Bắc Nhiêu lâm vào trầm tư, bên chương trình ghi hình cô ta thế nào rồi. Thẩm quan tông im lặng một hồi lâu, thở dài xong mới nói, cuối cùng tôi đã biết vì sao tưởng cách tìm cô ta rồi. Hàng Bắc Nhiêu, ừ hử, ngay từ đầu ngài đã biết đó là chương trình mang tính chất gì mà nhỉ. Hàng Bắc Nhiêu không nói lời nào thẩm quan tông đi theo hàng bắc nhiêu rất nhiều năm anh ta hờ bờ nờ mà im lặng tức là cực kỳ hiểu rõ tôi cho rằng ít nhiều thì ngài cũng có một chút yêu thích cô ta chứ cho dù tôi không thích cô ta cô ta cũng ở dưới cờ của tôi hàn bắc chiêu cười chăm chọc anh cảm thấy tôi tệ đến thế sao sẽ đẩy cô ta vào hố lửa a à? cô ta là người của tôi công việc thẩm quan tông im lặng hàn bắc nhiêu hiếm khi thở dài như vậy nói trắng ra chương trình kia của tưởng cách chính là muốn nghệ sĩ bị xấu mặt, chịu chút đau khổ để lấy được tiếng cười của người xem, khiến bọn họ cảm thấy minh tinh và người thường chẳng có gì khác nhau, người khác tham gia đều phải như thế, sao cô ta lại không thể, tính tình của con nhóc đó cần được mài dũa như vậy đấy. Nói trắng ra là do vẫn bị cô oán giận nên mới muốn mài dũa tinh thần hăng hái của cô, thẩm quan tông thầm nghĩ. Khó trách không tìm được nghệ sĩ tuyến một mà lại tìm mấy nghệ sĩ nhỏ không vào nổi tuyến 7 tuyến 8 mấy người đó có thể nổi giận phá chương trình được mới lạ, càng nổi tiếng, càng hot, càng giàu tài nguyên quảng cáo phim ảnh thì tuyến càng cao. Nghệ sĩ tuyến một khi tham gia phim ảnh thường được giao vai chính, thù lao lớn, thu hút nhiều hợp đồng quảng cáo và lời mời dự sự kiện. Thật ra hai trạm đầu, trái lại vẫn còn ổn, không có gì khó khăn, chỉ là trải nghiệm công việc hậu cần mặt đất và công tác phòng cháy chữa cháy vất vả. Trạm thứ ba thám hiểm Tùng Lâm mới là mục đích chính của chương trình này, bỏ sáu nghệ sĩ vào trong một trường đầy cây cối với nguy cơ bốn phía, xem thử ai có thể kiên trì đến phút cuối cùng, có thể nghĩ tới những gian khổ trong đó. Trong lòng hàng bắt nhiêu cũng rất phiền muộn, trước sau vẫn không muốn suy nghĩ cẩn thận xem mình làm chuyện này đúng hay sai, dù gì sống ở giới giải trí này cũng giống như nằm trong một chiếc chảo nhụm lớn, muốn trải qua cuộc sống nhàn hạ rất khó, hẳn là nam sơ hiểu rõ điều ấy hơn anh ta. Nghĩ như vậy, trong lòng dễ chịu một chút, hàng bắc nhiêu giơ tay đuổi thẩm quan tông ra ngoài lúc ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một lá đơn xin từ chức được đặt trên mặt bàn hôm nay nam sơ ghi hình chương trình hậu cần mặt đất ở sân bay xong thì chạy về nhà tay cố đang ở trong nhà giúp cô thu dọn đồ đạc này nọ nam sơ bước vào ném túi sách sang một bên ngã người xuống giường cất giọng lười nhác với tay cố cô. cô gái nhỏ nhớ chị không tay cố cô dừng công việc trong tay nhìn cô một cái dạ nhớ nam sơ choàng dậy ngồi ở đầu giường và ngắm tay cố, sao thế? Nghe giọng của em như đang buồn bực ấy, rốt cuộc tay cố không nhịn được nữa, bổ nhào vào lòng nam sơ, khóc hòa lên một tiếng, em chuyển đơn xin từ chức cho hàng tổng rồi, hàng tổng nói nếu em từ chức, anh ta sẽ phong sát em, làm em không tìm được công việc nào nữa, chỉ nói xem vì sao anh ta ghét em như vậy, em đâu có đắc tội anh ta, phong sát, đóng băng mọi hoạt động. Thân thể mềm mại của cô gái nhỏ xà vào lòng cô, khóc đến tội nghiệp, dáng người nho nhỏ thật khiến người ta đau lòng. Nam sơ xoa đầu an ủi tay cố, thật ra chị cũng có ý đó, tay cố sợ tới mức nhào ra khỏi lòng cô, chị cũng muốn phong sát em ư. Nam sơ trợn trắng mắt, bọn chị đều hy vọng em không từ chắc, không phải em ở bên cạnh chị làm việc rất tốt ư, tại sao lại vì một câu của hàng bắt nhiêu mà từ chức chứ, anh ta là người khá ấu trĩ, không biết cách biểu đạt, cũng chẳng thể nào nói chuyện một cách hay ho với em ngày thường em để ý nhiều một chút sẽ phát hiện thật ra anh ta đáng yêu lắm chỉ là tính tình hơi xoắn một chút xoắn hại não đôi mắt nhỏ của cô nàng chớp chớp do dự hỏi thật ạ à? nếu anh ta đã không cho em từ chức em làm thêm một khoảng thời gian xem sao người ở công ty này đều như vậy chẳng qua chỉ bới móc vậy thôi nhưng bọn họ thật sự không xấu ít nhất vẫn hơn đoàn đội trước kia của cô ngoài mặt là vẻ hài hòa bên trong thầm hận không thể làm đối phương đau khổ đến chết tay cố gật đầu Nam sơ vuốt tóc cô nàng, ngoan, chị mệt chết đây, ngủ bù trước cái đã. Lúc này tay cố mới để ý thấy khóe mắt cô có vết máu, chị làm sao vậy? Có phải lại bị thương vì ghi hình chương trình kia không? Sao chương trình ấy lại không cho dẫn theo trợ lý chứ? Nam sơ lật người nằm sắp xuống giường, giống y như một con cá chết không nhúc nhích, chương trình đó không dành cho người, tưởng cách quả là tên biến thái. Cô đã có thể nghĩ tới mức độ khủng bố ở kỳ thứ ba, thám hiểm tùng lâm rồi nhìn thấy nam sơ thật sự mệt mỏi tay cố không đành lòng quấy rầy cô cô nàng yên lặng giúp cô cởi giày sau đó đắp chăn cho cô rồi xoay người đi ra ngoài ngày hôm sau hai người vừa trở lại công ty đã nghe thấy nghiêm đại tranh cãi kịch liệt với hàng bắc nhiêu khách quý ghi hình chương trình công ty gia hòa có hai nữ nghệ sĩ một trong hai người chính là nghiêm đại thẩm quan tông nhìn nhìn nam sơ vẫy tay ý bảo cô đi qua đây cô có ý tưởng gì không nam sơ ngước mi mắt ý tưởng gì chứ vẻ mặt thẩm quan tông giống như cô thật ngu ngốc, nếu cô thật sự không muốn ghi hình thì tới tìm hàng tổng để nói, cô nói rồi anh ta sẽ đồng ý thôi, đến lúc đó tìm cớ rời khỏi phòng, tôi sẽ cho cô nhận một bộ phim khác. Nói xong, anh liếc nhìn một cái đã trông thấy nơi khóe mắt nam sơ có một vết máu màu đỏ thẩm, lập tức thay đổi sắc mặt, sao cô lại bị như thế? Nam sơ sờ sờ khóe mắt, ghi hình chương trình, không cẩn thận nên bị thương, cô là nghệ sĩ. Sao có thể để mặt mình bị thương? biết rồi lần sau sẽ chú ý nam sơ thản nhiên nói thẩm quan tông trận trừng với nàng suy nghĩ cẩn thận chưa muốn ghi hình hay không nam sơ ghi hình nhé thú vị đấy lúc ba người đi vào nghiêm đại đang đẩy ngã hết sách vở ở bên trong hàng bắt nhiêu với vẻ mặt lạnh nhạt đang ngồi trên ghế sofa thấy bọn họ bước vào anh ta mới mở miệng lúc trước tôi đã nói với cô về việc nhận chương trình này nó khác với những chương trình mang lại hiệu quả trước đó chẳng phải khi ấy cô xem đó là việc không đáng để tâm sao? Nam sơ đi cô cũng phải đi, chẳng phải chính cô từng nói với tôi như thế à? Âm ý đủ rồi thì ra ngoài đi, nghiêm đại, tôi cho rằng việc kiểm tra hậu cần mặt đất ở sân bay chỉ là kiểm an, kiểm soát an ninh, thôi, ai ngờ còn phải đưa đón hành khách lên xuống máy bay, giúp hành khách tìm kiếm đồ bị mất, lại còn phải nhận lấy khiếu nại của hành khách, đi bưng trà đưa nước cho người ta, có người không cẩn thận suýt bị người ta đánh. Hơn nữa tổ tiết mục đưa ra tình huống, chẳng biết họ đang làm gì, chỉ thấy trốn ở một góc quay quay chụp chụp. tôi bảo đừng quay rồi mà còn một hai phải quay trò hề của cô. Chương trình như vậy có ý nghĩa gì chứ? Hàng bắt nhiêu, cô cho rằng bây giờ làm chương trình chỉ cần ngồi ở ngoài uống cà phê sưởi nắng, đi nghỉ ở Hawaii à? Cô cảm thấy mình đủ tư cách sao? Lời này không sai, đây là một xã hội coi trọng vật chất, cả lớn nuốt cá bé. Cho dù như vậy, ngày đó ghi hình ở trạm phòng cháy chữa cháy, nghiêm đại vẫn đến báo cáo đúng giờ. Một hàng sáu người xách theo hành lý, bước vào cửa của trung đội phòng cháy chữa cháy đặc cần thuộc thành phố Bắc Tầm. Trên tấm bia đá to lớn đầy hơi thở mạnh mẽ được khắc mấy chữ lớn chi đội phòng cháy chữa cháy đặc cần, có hai người lính đứng gác ở đấy, Nam Sơ nhìn hai người ấy đến mất hồn, nghiêm đại bước tới bên cạnh cô, này, tôi cảm thấy nơi đây còn đáng sợ hơn sân bay, không thì hai mình đi chung với nhau nha. Nam Sơ liếc cô ta một cái, quay đầu lại, hỏi một đằng trả lời một nẻo một năm có bao nhiêu chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hy sinh cô biết không nghiêm đại sửng sốt bọn họ dùng sinh mạng mình để bảo vệ địa phương của chúng ta cô không muốn nhìn thử sao nam sơ ngửa đầu nhìn xem nơi đầu cửa có mấy chữ to được khắc vào tường đá theo lối viết khải thư khải thư khải thư hay chữ khải còn gọi là chân thư chính khải khải thể và chính thư là phong cách viết chữ hán ra đời muộn nhất xuất hiện khoảng giữa thời đông hán và tào ngụy và phát triển thành phong cách riêng vào thế kỷ bảy do đó đặc biệt phổ biến trong việc viết tây và xuất bản hiện đại chỉ sau các kiểu chữ minh thể và gô tiết sử dụng riêng trong in ấn tinh binh lễ chí trung thành chú hồn tinh binh dốc lòng trung thành đúc kết tinh thần linh hồn nam sơ ngẩng mặt lên ánh nắng chiếu ở sau lưng mắt cô rất sáng tôi rất muốn nhìn một chút là thứ gì đã bồi dưỡng anh thành tường đồng vách sắt trăm phần cứng không gãy mà lại dịu dàng vạn trượng rất sâu muôn trượng người chỉ đạo dương chấn cương dẫn một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy ở trong ra xếp thành hàng sáu người lác đác dây dưa dây cả một hồi cuối cùng cũng xếp thành hàng dương chấn cương nhíu mày xong đời rồi nếu như bị người trong kia nhìn thấy không chừng lại muốn chỉnh đốn anh ta vì thế anh nói lời cảnh cáo trước tôi là thành viên chỉ đạo của trung đội phòng cháy chữa cháy đặc cần thuộc thành phố bắc tầm đồng thời là huấn luyện viên phó của mọi người ở lần này phía sau tôi là lớp trưởng tân binh của mọi người nếu đã đến đây thì hãy quên thân phận minh tinh của mình đi ở nơi này không có nam hay nữ không có nghệ sĩ hay dân thường tất cả đều là lính không tuân thủ kỷ luật sẽ bị đuổi khỏi đội như nhau thôi nghe thấy không vâng lại là sáu giọng nói thưa thớt dương chấn cương vào để hành lý trước đi Năm phút sau ra tập hợp ở sân thể dục. Ánh nắng gay gắt, nhiệt độ bên ngoài lên tới 40 độ, mùa hè ở Bắc tầm quả là nóng bức, nhóm nghệ sĩ đứng tại sân tập thể dục khoảng 10 phút đã nóng không chịu nổi, phải đối diện với việc trên người tỏa ra mùi nồng nặc, dính dính như keo. Nghiêm đại hỏi, chỉ đạo Dương, bây giờ chúng tôi phải làm gì? Dương chấn cương đứng thẳng người, đầu đầy mồ hôi nóng bỏng, liếc nhìn cô ta một cái, chờ huấn luyện viên chính. Nghiêm đại lại hỏi, sao huấn luyện viên chính còn chưa tới? Dương Chấn Cương, huấn luyện viên chính đang bận họp, đợi lát nữa sẽ họp xong, đừng nói nhảm nhiều như thế. Nghiêm Đại giống như bị tát một cái vào mặt, vừa dứt lời, một bóng dáng cao lớn mặc đồ quân đội đi từ ngoài lưới sắt vào, vành nón âm thầm che hết nửa mặt. Khi bước nhanh đến, Lâm Lục kêu chạy khoảng hai bước, giọng nói rõ ràng mà tràn đầy sức mạnh, "Tập hợp!" Không biết vì sao, huấn luyện viên chính vừa xuất hiện, đám người này lập tức nghiêm túc và trang trọng hẳn lên ngay cả động tác tập hợp còn nhanh hơn lúc mới tới cửa nữa. Ánh mắt lâm lục kiêu lướt nhìn từng khuôn mặt một, lúc nhìn tới nam sơ, ngay cả một chút nán lại cũng không có, nhanh chóng lướt qua, giống hệt như lần đầu tiên anh gặp cô vậy. Tốt lắm, anh đứng thẳng người, cúi chào một cái rất đúng chuẩn, tôi là đội trưởng của trung đội phòng cháy chữa cháy đặc cần thuộc thành phố Bắc Tầm, đồng thời là huấn luyện viên tổng thể lần này của mọi người, lâm lục kiêu, hoàng mỹ. Hết chương 17, cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha